chương 2094, may mắn thoát thân. Nhất thời thiên địa nguyên khí trên toàn hòn đảo trở nên dao động kịch liệt, ở trên mặt hồ nước hiện ra vô số ngũ sắc quang cầu lớn bằng nắm tay hướng phía thân khôi lỗi lao đến. Thân hình khôi lỗi đang bị trói chặt như không thể nhúc nhích hiện giờ có vô số đạo linh văn màu lục sắc đang lưu động như những con tiểu xà chạy qua chạy lại, rồi cuồng trướng lớn lên bao bọc lấy toàn thân khôi lỗi lưu chuyển điên cuồng. Khóe miệng ngụy tiên khôi lỗi chợt cười tàn khốc, sau đó thốt ra một chữ bạo. Ngay sau đó, một đạo linh văn màu xanh thẳm hiện lên, kèm theo là một cỗ khí tức cuồng bạo đến kinh người từ đó bùng phát ra. Trên thân Ngụy Tiên khôi lỗi hiện lên từng đạo vết rách đồng thời vô số ti tuyến diễm lệ phi thường. Oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếp theo là một vầng mặt trời tỏa ánh sáng năm màu hiện lên giữa không trung lấy thân hình khôi lỗi bao phủ vào đó. Bất hảo, nhìn thấy cảnh này Hắc Bảo thanh niên không khỏi giấy lên một tia sợ hãi, thân hình vừa động đã để lại vô số đạo tàn ảnh rồi bắn nhanh ra phía xa. Hư ảnh ma thiềm sau lưng cũng kêu tê một tiếng rồi giống như chấp giật thu chiếc lưỡi màu vàng về với tốc độ bất khả tư nghị. Cự lưỡi múa lên một trận quay cuồng rồi tạo thành một cự võng bao phủ toàn thân hình thanh niên vào trong. Vầng mặt trời năm màu hơi co rụt lại rồi cuồng trướng lên, liền không báo trước bạo liệt mà ra. Là tự bảo, chạy mau, lúng ra lão tổ cùng vũ y nữ tử bị cảnh này dọa cho hồn phi phách tán. Lấy thực lực của Ngụy Tiên Khôi lỗi biểu hiện vừa rồi thì chỉ sợ uy lực khi tự bảo trong khoảng cách gần như vậy thực bọn họ vô pháp trốn thoát. Bọn họ cũng không thể trông cậy vào ý tứ hạ thủ lưu tình của tia phân hồn vị linh vương kia, nói không chừng vị linh tộc đại thừa này đã sớm có ý tiêu diệt hết đám người bọn hắn. Dù sao với việc hắn muốn cùng vị nguyên yểm thủy tổ kia giao dịch cũng coi như cực kỳ bí ẩn, hơn phân nửa sẽ không muốn ban ơn cho kẻ biết được sống sót lại trên đời. Hàn lập trong lòng đại chấn, cũng không dám nghĩ nhiều liền biến thành sơn nhạc cử viên dỗi đem hai tòa cực sơn đến mạnh mẽ che trước mặt. Hai tay cử viên run lên, quang hà chấp động, hai tòa núi nhỏ lập tức cuồng trướng thành hai tòa đại sơn lớn hơn trăm trượng, trên thân hắc quang lóe lên, vô số đám ký hiệu màu đen hiện ra rồi hóa thành một chiến giáp sáng bóng màu đen kịt đem toàn thân hình bao phủ lấy. Tiếp theo hắn lẩm bẩm thúc dục pháp quyết, trước người liền có vô số kim quang chấp động rồi một kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay quỷ dị hiện ra, hơn nữa sáu cánh tay của pháp tướng đồng thời hướng về hư không vỗ một cái sáu đoàn kim quang theo đó bắn tới rồi xoáy tròn tạo nên một lốc xoáy màu vàng đường kính lớn đến hai ba mươi trượng chắn trước hai tòa cực sơn mà lúc này từ trong tay hàn lập phát ra từng trận vù vù chỉ thấy khoảng vạn con bọ cánh cứng màu vàng như ong vỡ tổ bay ra rồi tạo thành một mảng trùng vân chắn trước người cự viên tiếp đó đàn trùng múa lượn rồi hòa lại với nhau biến ra một cái cựu thuẫn kiểu dáng cổ xưa đem cự viên che lấy hai người bên kia cũng cực kỳ kinh sợ cắn răng mà xuất ra những thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Chỉ thấy lũng ra lão tổ hét lớn một tiếng tiếp tục thi triển bán long chi khu, sau khi giống lên một tiếng rồng ngâm vang tận cử thiện lại trực tiếp hóa thành một con ngũ trảo kim long dài đến hơn 10 trượng. Con rồng này toàn thân phát ra kim quang sáng lạn, toàn thân được bao phủ một lớp phẩy như vàng dòng đúc thành, đang dương nanh múa vuốt lắc lư khỏa đầu màu bạc rồi há miệng phun ra một viên châu màu kim sắc minh mông. Viên châu to bằng quả trứng gà phát ra một giải quang hà sáng mờ mờ, sau khi xoay tròn một vòng liền hóa thành một cự hoa che chắn lấy toàn thân phía trước. Sau đó các tấm vải cứng trên thân cự long cũng dựng lên rồi bắn ra tứ phía. Trong kim quang những tấm vải cuồng trướng thật lớn thành vô số tiểu thuẫn lớn bằng bàn tay đem thân mình che kín bên trong. Sau đó kim long lại ngân lên một tiếng liền một đoàn quân lại thành một khối kim cầu thật lớn. Ngũ sắc quang hà trên thân thể mềm mại của Vũ Y thiếu nữ bên kia cũng quay cuồng một trận, sau đó biến ra một con ngũ sắc thải phượng to đến mấy trượng. Bất quá con phượng liền hót lên một tiếng thanh minh vỗ cánh một cái, hư không xung quanh theo đó nổi lên từng đợt dao động khác thường, trong tầng xương mù màu trắng hiện lên từng đám khe nứt không gian rồi truyền đến từng đạo hấp lực mạnh đến kinh người. Vũ y nữ tử biến thân thành thiên phượng đem thần thông không gian phát huy đến cực độ, một hơi liên tiếp tạo ra mấy trăm cái khe không gian xung quanh thân mình. Cùng lúc đó, cái màu trên đầu thiên phượng tỏa ra linh quang chói mắt, dường như đã đem tia pháp lực cuối cùng trong thân thể chút nốt ra, rồi nháy mắt một lượt bầy ra quanh người 13 tầng ngũ sắc quang cháo. Lúc này vầng mặt trời năm màu phát ra từng tràng tiếng suy suy. Từng chùm ngũ sắc quang ti rậm rạp như trăm vạn mũi tên từ vầng thái dương nối nhau bắn ra, chỉ sau vài cái nháy mắt, trong vầng lục quang bị vỡ nát liền hiện ra một cơn lốc khủng khiếp cơ hồ đem mọi thứ trong không trung của hòn đảo một hơi tàn phá đến sạch sẽ. Trong khoảnh khắc bầu trời chỉ còn lại từng chùm sợi ti nhọn chấp động chói mắt rồi phát ra những âm thanh xé gió. Uy lực của khối ngụy tiên khôi lỗi này liên miên không dứt cơ hồ không bao giờ dừng lại đem đến cho người ta một cảm giác như nghẹt thở. Không biết trải qua bao lâu, ti nhọn trên không trung từ từ tản đi rồi cuối cùng hoàn toàn biết mất không thấy bóng dáng. Cảnh vật bên trong sơn cốc cũng dần hiện lên nhưng hết thảy hoàn toàn bất đồng so với trước đó. Chỉ thấy cả bề mặt tòa sơn cốc đã bị bào mỏng đi một tầng đất đá thật dày. Nguyên bản hồ nước khi trước tràn ngập linh khí hiện giờ trở nên rỗng tuếch, tất cả mọi thứ trong đó đã không cánh mà bay. Tầng nước mất đi đáy hồ lập tức hiện ra, bên dưới là một phiến đá to lớn bề mặt bị cắt bằng, bên trên được Minh ấn một trận pháp mơ hồ chiếm một nửa diện tích của hồ nước, thỉnh thoảng phát ra những đạo ô quang. Trên trời cao nơi vụ nổ xảy ra, nơi khối Ngô ỷ Tiên khôi lỗi đã hoàn toàn hồi phi yên diệt lưu lại một đám khe không gian lớn nhỏ chằng chịt như một tầng sương mù, từ bên trong truyền đến vô số những đạo dao động rồi chậm chạp lượn lờ trong không trung. Đang huyền phù trong hư không cách đám khe không gian chừng hơn 10 trượng là một hắc bào thanh niên khuôn mặt tái nhợt, một tay đang nắm cự kiếm màu đen ngang trước người che đi một nửa thân mình, mà bên bả vai nơi cự kiếm không thể che đến đã bay mất vô ảnh vô tung. Nhưng lạ kỳ là ở miệng vết thương không hề có máu chảy, chỉ thấy những huyết ti đan sen vào nhau chấp động rồi nhanh chóng phục hồi lại như thường. Khí thức của vị nguyên yểm thánh tổ này phát ra so với khi trước suy yếu đi hơn phân nửa. Hiển nhiên là đến chí 10 thành uy lực tự bạo của khôi lỗi đều hướng đến vị ma tộc vị tổ này. Nếu hắn không có hắc ma trùy ngăn chặn lại hơn phân nửa uy lực thì e là có khả năng phải ngã xuống. Đương nhiên nguyên nhân chính cũng bởi vì vị nguyên yểm thánh tổ này bị áp chế tu vi, nếu không dù không toàn thân trở ra cũng tuyệt đối không thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Hắc bào thanh niên gắt gao nhìn đám khe không gian đang từ từ mất đi, trên mặt lóe lên vẻ khác thường, trong ánh mắt ngập tràn vẻ giận dữ không thể nghi ngờ. Vị nguyên yểm này đặt chân vào cảnh giới thánh tổ đã không biết bao nhiêu vạn năm, cũng chưa từng nếm qua đau khổ nào như lần này. Mà thủ phạm gây ra chuyện này lại không hề ở tại ma giới, nếu muốn báo thù rửa hận cũng không phải là chuyện một bữa hai ngày mà có thể làm được vì vậy lửa giận trong lòng tự nhiên càng bốc lên mãnh liệt. Đột nhiên hắc bào thanh niên vung kiếm hung hăng chém về phía trước một cái. hắc quang lóe lên, một đạo kiếm quang dài hơn trăm trượng hiện ra rồi chạm đến. Âm vang như một tiếng rồng ngâm vang lên, đám khe không gian trong nháy mắt bị chém nát, nhưng đạo hắc mang cũng ở trong không trung bạo liệt tiêu thất sau khi xuất ra một kích lửa giận trong lòng nguyên yểm thánh tổ được phát tiết đi một phần liền quay đầu lại nhìn qua chỗ hàn lập đứng khi nay ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc vô cùng chỉ thấy phiêu phù trong hư không là một đạo thân ảnh hai tay đang che trước người phía trước thân ảnh là hai tòa cự sơn một trái một phải đang lơ lửng bề mặt tìm không thấy lấy một vết vỡ nứt nhưng linh quang lại có vẻ ảm đạm đi không ít trên trùng thuẫn do vạn về kim trùng thành thục thể tạo thành giờ đây đã mỏng đi hơn phân nửa chỉ còn lại khoảng hai ba con Đám phệ kim trùng này tuy không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, nhưng khi chân chính ngạnh kháng với uy lực vụ tự bạo liền ngất xỉu rồi bị mạnh mẽ đánh bay đi cũng không phải sự tình xa lạ. Về phần tòa pháp tướng ba đầu sáu tay kia đã biến mất khỏi chỗ cũ, hơn phân nửa là bị hủy trong vụ nổ khi nãy. Đạo thân ảnh này đúng là hàn lập, bất quá hiện giờ chẳng những hắn đã khôi phục lại nguyên dạng thân thể, mà kiện ma giáp trên người cũng hiện ra vô số vết rách li ti. Nhưng là hàn lập hoàn hảo vô sự bộ dáng như không hề tổn hao một sợi tóc về phần lũng gia lão tổ cùng vũ y nữ tử nguyên bản vẫn đứng phụ cận hàn lập nhưng khi uy lực của vụ tự bạo lan đến đã biến mất vô ảnh vô tung một tia khí thức cũng không hề lưu lại vừa rồi lũng gia lão tổ cùng vũ y nữ tử vận dụng hết các thủ đoạn phòng ngừa cực kỳ lợi hại liều mạng chống chọi nhưng kết cục ngã xuống là không thể tránh khỏi đủ thấy uy lực khủng khiếp của ngụy tiên khôi lỗi khi tự bạo viễn siêu tưởng tượng cũng chính vì vậy mà hắc bào thanh niên không khỏi giật mình khi thấy hàn lập không hề hao tổn dù chỉ một cọng tóc Nguyên yểm thánh tổ tâm niệm xoay chuyển đem lửa giận trong lòng mạnh mẽ áp chế, ánh mắt nhìn hàn lập chằm chằm không thôi như muốn tìm xem nguyên do tại sao hắn lại có thể qua khỏi. Nhưng lúc này hàn lập lại bày ra một hành động kỳ quái khác. Đối với hai tòa cực sơn bộ dáng hao tổn hay trùng thuẫn đã dã ra hơn nửa hắn mặc kệ không thèm hỏi đến, chỉ chằm chằm dán mắt vào đôi tay đang nâng lên sắc mặt âm trầm bất định. Phanh một tiếng vang lên, Ma giáp trên người trải rộng vô số vết nứt đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt chợt lóe lên một cái rồi tất tắc vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành một cỗ ma khí tiêu thất trong không trung. Hàn lập thần sắc khẽ động đảo mắt qua nơi vũ y nữ tử cùng lũng ra lão tổ đứng khi nãy, hai tay chậm rãi hạ xuống thở dài một hơi. chương 2095, Bảo Hoa hiện thân. Con tam thủ ma giao khi trước còn quanh quẩn phía dưới hắc bào thanh niên giờ này cũng biến mất không thấy tăm hơi, không biết có phải là do ảnh hưởng từ đợt tự bạo vừa rồi mà đã ngã xuống hay là được hắc bào thanh niên nhanh tay thi triển bí thuật thu về nữa. Hư, không ngờ một tên tu sĩ hợp thể kỳ mà cũng có thể lành lặn thoát khỏi đợt tự bạo vừa rồi, xem ra bổn tọa vẫn còn hơi coi thường ngươi một chút. Có điều, những người khác đã bỏ mạng hết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Ta sẽ đích thân đến lấy cái mạng nhỏ của ngươi ánh mắt hắc bào thanh niên liếc sang phía thân thể bị thương nhưng sắp khôi phục lại như ban đầu rồi lại một lần nữa nhìn về phía hàn lập với ánh mắt lạnh lẽo nói nếu tại hạ không nhìn lầm thì nguyên khí mà các hạ tiêu hao trong vụ tự bạo còn lớn hơn tại hạ nhiều hơn nữa thân thể còn chưa khôi phục mà khí trong cơ thể sợ là còn chưa bằng một phần ba lúc ban đầu đúng không hàn lập hơi nheo mắt cười đáp lại với vẻ hết sức chấn định cứ cho là thế thì đã sao chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ là chỉ với sức của một mình ngươi mà còn có thể may mắn tránh thoát khỏi hắc ma chủy của bổn tọa sao huống hồ cấm chế ở cốc này đã bị phá vỡ ma khí mà ta có thể thu được từ ngoại giới còn hơn nhiều so với trước hắc bào thanh niên nghe vậy giận quá mà cười cự kiếm trong tay đột nhiên chém vào không trung một tiếng xé gió vang lên một vệt kiếm quang đen nhánh dài hơn trăm trượng gào thét bay ra hùng hổ cuốn thẳng về phía trước hàn lập thấy vậy thì khẽ biến sắc mặt tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển kim quang sau lưng lóe sáng, kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay lại một lần nữa hiện ra, tiếp đó khẽ vung cánh tay, dường như sắp sửa bày ra tư thế nào đó. Nhưng đúng vào lúc này lại có tiếng nói cực kỳ dễ nghe của một nữ tử truyền đến từ không trung gần đó. Không ngờ là đã nhiều năm không gặp nhưng Nguyên Yểm Đạo Hữu vẫn còn có khẩu khí lớn như vậy. Hôm nay Thiếp thân cũng đang ở trên đảo này, liệu có phải Đạo Hữu cũng muốn chém ta luôn một thể không đây? Vừa dứt lời, ở không trung nơi hắc sắc kiếm quang cuốn tới có một phiến cánh hoa màu phấn hồng bỗng nhiên tràn ra, sau khi cuộn lại rồi ngưng tụ thành một đóa hoa lớn màu phấn hồng, đóa hoa này cứ quay tròn không ngừng. Hương hoa sực nước từ đó tản đi khắp nơi, đồng thời có vô số phù văn màu phấn hồng tuôn ra từ trong đóa hoa. Quang mang đen nhánh lóe lên, kiếm quang khổng lồ không ngờ lại bị đóa hoa lớn nhẹ nhàng hút vào trong. Sau đó đóa hoa cũng từ từ thu nhỏ lại chỉ còn vài trượng. Cánh hoa khẽ rung rinh khẽ mở, nhụy hoa khẽ run rẩy, ở đó bỗng có hai bóng người một nam một nữ lặng lẽ hiện ra. Một người vẫn y phục màu trắng phiêu phiêu xuất trần, người còn lại mặc hắc giáp có vẻ dữ tợn, mặt mũi xấu xí. Chính là bảo hoa thánh tổ và hắc ngạc, là ngươi, nguyên yểm thánh tổ vừa thấy bạch y nữ tử liền thét lên kinh hãi thất thanh, cũng không tài nào giữ được bình tĩnh nữa, trong mắt hắn mơ hồ hiện lên sự sợ hãi. Xem ra nguyên yểm đạo hữu vẫn còn chưa quên thiếp thân. Có điều đã nhiều năm không gặp nhưng ta thấy tu vi của ngươi cũng không có gì tiến triển, Nói như vậy thì nguyên yểm đạo hữu vẫn chưa đào tạo ra gốc linh thảo kia. Đôi mắt xinh đẹp của Bảo Hoa Thánh Tổ lấp lánh tinh quang, lạnh nhạt nói với Hắc Bảo thanh niên. Mà lúc này, Hàn Lập thấy Bảo Hoa Thánh Tổ bỗng nhiên xuất hiện thì khẽ biến sắc mặt nhưng sau khi con ngươi xoay chuyển vài lần thì lại buông cánh tay vừa định nhấc lên xuống. Từ khi tiến vào ma giới, từ nơi xa xăm hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó không ngừng theo dõi hành động của đám người bọn họ, chẳng qua là bất kể hắn dùng linh mục hay thần niệm để dò xét đi nữa thì cũng chưa từng thu được kết quả gì mà đám người lũng ra lão tổ cũng không phát hiện được ra điều gì nên đành miễn cưỡng chôn chặt việc khó hiểu này trong lòng. Hiện giờ vừa thấy bạch y nữ tử này xuất hiện, hắn tự nhiên minh bạch được một phần. Nguyên yểm thánh tổ cũng không thèm để ý đến hàn lập nữa mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử, sắc mặt âm tình bất định một hồi rồi đột nhiên ra vẻ dữ tợn nói. Bảo Hoa, người tới đây từ lúc nào, không ngờ ngươi vẫn còn dám tiến nhập thánh giới, nguyên mỗ không thể không nói một câu bội phục đấy, vì sao ta lại không dám tiến nhập thánh giới? Chẳng lẽ ta lại phải sợ ngươi liên thủ với lục cực hay sao? Từ trước khi ngươi đến ta đã ở trên đảo này rồi, còn được xem một màn kịch hay từ đầu đến cuối." Ngọc Thủ của Bảo Hoa Thánh Tổ vừa vân vê lọn tóc trên đầu vai, vừa bình tĩnh dị thường hỏi ngược lại. "Nói như vậy đám người linh giới này là do ngươi cấu kết dẫn đến đây rồi." Ánh mắt Hắc Bào thanh niên lóe sáng, "Chưa tới mức gọi là cấu kết, ta chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm thôi." Ta cũng không ngờ bọn họ lại có một cỗ ngụy tiên bảo, thậm chí ngay cả Linh Vương cũng phái ra hai luồng phân hồn trà trộn vào trong đó. Bây giờ người cũng bị thương không nhẹ trong tay bọn chúng xem ra bước này ta đã không đi nhầm, bảo hoa thản nhiên nói. Hư, nếu không phải mọi thần thông ma bảo của ta không thể thi triển ở khổ linh đảo này thì sao ta có thể bị một tên tự bạo làm tổn thương được? Bảo hoa, người cũng không cần phô trương thanh thế làm gì, cái mộng yểm huyết chú trên người của ngươi là trước đó ta tự mình đánh lên, cho dù ngươi có chân ma chi khu cũng tuyệt đối không thể khôi phục thực lực ban đầu được. Toàn bộ thần thông hiện giờ của ngươi cũng chỉ có hai ba thành so với trước kia thôi. Huống hồ ngay cả khi ngươi còn toàn thịnh chẳng lẽ còn có thể giết chết ta hay sao? Hắc bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ hết sức âm trầm. Ngươi nói không sai, khi trước chẳng những ta gặp phải độc thủ của lục cực mà còn bị ngươi dùng mộng yểm huyết chú đánh lén một chiêu khiến cho ta không thể không lấy phân nửa pháp lực để áp chế thương thế, nhưng ngươi cho rằng nếu không nắm chắc vài phần thì ta sẽ xuất hiện ở nơi này sao bạch trang nữ tử hời hợt đáp lời cho dù ngươi có thủ đoạn gì có thể dùng để liều mạng với ta nhưng đừng quên mổng yểm đại pháp mà ta tu luyện có bảy tích huyết nguyên thần cứ cho là bị mất đi chủ nguyên thần hiện giờ đi thì không bao lâu sau trong số những tích huyết nguyên thần còn lại sẽ có một cái tự động chuyển thành chủ nguyên thần ngươi bất quá cũng chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi nguyên yểm thánh tổ mặc dù nhíu mày nhăn mặt nhưng lập tức nói với vẻ hung tợn có điều miệng hắn nói nhẹ nhàng thế nhưng từ giọng nói có thể thấy rõ ràng hắn vô cùng kiêng kỵ bảo hoa với thủ đoạn hiện giờ của ta đúng là không thể nào giết hết được tất cả đám tích huyết nguyên thần của ngươi có điều một khi mất đi chủ nguyên thần khiến ngươi phải tu luyện lại một lần thì không biết ngươi còn nắm chắc mấy thành đối với việc vượt qua thiên ma chi kiếp tép theo bảo hoa thánh tổ khẽ mỉm cười hỏi ngược lại một câu nếu ta không thể nào vượt qua thiên ma chi kiếp sắp tới thì ta cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn cùng lắm thì ta cho chân thân hàng lâm linh giới đích thân đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Hắc bào thanh niên vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt không thể giữ được bình tĩnh nữa, quát lên chói tai. Cho chân thân hàng lâm xuống, nói dễ nghe thế, ngươi không sợ bị mấy lão quái vật ở linh giới liên thủ mặt sát chân thân của ngươi hay sao? Có thể hàng lâm dễ dàng như thế thì trước kia ta đã làm thế từ lâu rồi. Bảo Hoa khẽ cười một tiếng, có chút châm chọc nói. Bảo Hoa, ngươi nói vậy là sai rồi. Chuyện năm xưa ngươi không thể làm được không có nghĩa là tam đại thủy tổ hiện giờ cũng không thể làm được. Nguyên yểm thánh tổ trầm mặc một lát nhưng ngay sau đó lại cười lạnh một tiếng đáp lời. Ồ, còn có chuyện này sao? Xem ra mấy năm vừa rồi không gặp, ba người các ngươi đúng là vẽ ra được một số trò hay đây. Bất qua cũng không sao, lần này ta tén nhập thánh giới vốn cũng không phải để đến tìm ngươi. Chuyện năm đó nếu như truy đến tận gốc rễ thì chỉ có một người là lục cực là có đại thù với ta mà thôi cùng lắm cũng chỉ có thể xem ngươi là đồng mưu. Khi đó nếu như đổi lại ta là ngươi thì ta cũng sẽ không khách khí mà ra tay đánh lén. Bởi vậy một khi chưa diệt sát được lục cực ta căn bản không có tâm tư tìm ngươi liều mạng. Sắc mặt bảo hoa trầm xuống, nhưng bỗng nhiên lại nói như vậy. Ngươi nói thật chứ, nguyên yểm thánh tổ khẽ động trong lòng nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Khi trước mặc dù tu vi ta hơn ngươi một bậc nhưng hiện giờ muốn lưu lại ngươi vẫn phải trả giá hơi cao một chút, chuyện này đối với việc ta khôi phục thương thế vốn là cái được không bù đủ cái mất. Ta có thể phát ra thiên ma chi thể trước mặt ngươi, rằng chừng nào pháp lực ta còn chưa khôi phục ta sẽ không ra tay với ngươi. Bảo Hoa lắc đầu nói, nếu đã vậy, hôm nay ngươi đến đây có dụng ý gì, đừng có nói với ta là ngươi chỉ muốn đến xem bộ dạng trật vật của bổn tỏa chứ. Nguyên yểm thánh tổ hơi ngẩn người, có chút kinh nghi. Nếu ngươi không dắt theo chuôi hắc ma chủy này bên người, nói không chừng đúng là ta còn có ý nghĩ khác nhưng hiện giờ ư, ta chỉ đến vì người này thôi. Bạch Y nữ tử chậm rãi nói, cánh tay khẽ nhấc, một ngón tay ngọc bỗng nhiên điểm thẳng về hướng Hàn Lập. Hàn Lập ở phía xa đang lẳng lặng nghe hai đại thủy tổ ma tộc nói chuyện với nhau, vừa thấy cảnh này bỗng nhiên biến sắc quát lớn một tiếng bất hảo. Hư ảnh ba đầu sáu tay đột nhiên lóe sáng lao về phía trước, lại một lần nữa hóa thành một tòa kim thân chắn ở trước mặt, đồng thời Hàn Lập cũng nhấc một cánh tay lên, bàn tay năm ngón chậm chậm mở ra. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên, thân thể của phạm thánh kim thân run rẩy ở một bộ vị nào đó trước ngực đột nhiên lõm hẳn xuống bạch mang lóe lên hiện ra một lỗ thủng lớn chừng nắm tay công kích đáng sợ với một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bỗng nhiên xuyên từ phía trước ra sau lao thẳng về phía bản thể của hàn lập hàn lập vừa thấy bộ dạng kim thân như vậy gần như không lưỡng lự gầm nhẹ một tiếng trong giây lát lục quang xanh thấm trên cánh tay đột nhiên cuồng phát đưa năm ngón tay đang xòe ra lại trực tiếp đón lấy công kích kia sau một tiếng nổ kinh thiên động địa trước người Hàn Lập tuôn ra một cỗ dao động kịch liệt rồi điên cuồng cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, đồng thời một lốc xoáy màu xanh lục lờ mở trực tiếp hiện ra phóng thẳng lên trời cao. Bạch Y nữ tử khẽ nhíu mày, một đòn vừa rồi của nàng cơ hồ đã vận dụng tới 8 thành pháp lực mà nàng có thể vận dụng, thậm chí đã suýt soát gần bằng với một đòn của đại thừa kỳ nhưng vẫn bị Hàn Lập cứng rắn đỡ được, điều này thật sự có hơi ngoài dự liệu của nàng. Dù sao thì theo suy nghĩ của nàng trước kia thì cho dù thần thông của Hàn Lập không kém, trên người cũng có thể có vài món bảo vật cực kỳ huyền diệu, nhưng khi trước Ngụy Tiên Bảo tự bảo hẳn cũng đã dùng hết mọi thủ đoạn rồi, bởi vậy, một kích toàn lực hẳn có thể dễ dàng đắc thủ được. Có điều vốn nàng này là một trong tam đại thủy tổ ma tộc trước kia, đương nhiên cũng không phải chỉ có chút thủ đoạn như vậy, lúc này mới thở khẽ một hơi, một bàn tay thon dài đột nhiên lộn chuyển. Tức thì trong lòng bàn tay có một mảnh hà quang màu phấn hồng rực sáng, một nụ hoa màu phấn hồng trong suốt sáng lấp lánh từ từ hiện ra. Bảo Hoa lạnh lùng quan sát Hàn Lập một cái, cổ tay khẽ run lên, chuẩn bị ném nụ hoa kia ra, nhưng một khắc sau đó đột nhiên nàng biến sắc mặt, vật trong tay lại đứng yên không tiến tiếp nữa. Chỉ thấy cỗ lốc xoáy màu lục ở phía xa kia đột nhiên tan biến, từ đó hiện ra một bàn tay vẫn chắn trước người Hàn Lập. Không chỉ có Hàn Lập, mà ở giữa bàn tay đang xòe ra kia hiển nhiên lại có thêm một bóng kiếm phập phồng biến lớn biến nhỏ không ngừng. Chương 2096: Niết bàn thánh thể cung huyền thiên kiếm Bóng kiếm màu xanh thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng tỉ mỉ quan sát kỹ lại thấy kiếm ảnh được tạo bởi một lục sắc tiêu ký lớn tầm một tấc. Mà tiêu ký này so với các loại khác hoàn toàn bất đồng, mỗi cái đều xanh biếc minh mông, mặt ngoài được những đạo kim ngân lưỡng sắc tạo thành, hơn nữa còn chấp động liên tục làm cho cả phiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo theo. Cả một vùng thiên địa nguyên khí rộng lớn đều lấy hàn lập làm trung tâm rồi xem cái tiêu ký như một chiếc thùng không đáy mà điên cuồng chút vào kiếm ảnh nguyên bản có chút mơ hồ sau đó liền chậm rãi ngưng thành thực thể với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Không có khả năng, là huyền thiên chi bảo, lời nói không phải từ bảo hoa xuất ra, mà là tên hắc bảo thanh niên đứng bên kia đang kinh hãi thất thổ, vẻ mặt thập phần nghi hoặc. Theo như khí thức tỏa ra thì không những là bảo vật cấp huyền thiên mà dường như uy lực còn lớn hơn cả hắc ma chủy của ngươi. Khi mới thức tỉnh ta nghe nói tại linh giới xuất hiện thêm một kiện huyền thiên trảm linh kiếm bài danh đệ tam nhưng chưa có tộc nào tìm được, nếu như vậy thì hẳn phải là vật này đi. Xem ra mọi người đều quá coi thường nhân tộc rồi. Ánh mắt của bảo hoa chấp động, lần đầu tiên khuôn mặt nàng biểu hiện ra nét ngưng trọng. Không đúng, nhân tộc nếu chiếm được bảo vật cấp huyền thiên thì sao lại đi giao cho một gã hợp thể tu sĩ bảo quản. Nếu không đạt đến tu vi đại thừa thì việc kích phát huyền thiên chi bảo chỉ là chuyện nằm mơ nói cuồng mà thôi. Nguyên yểm thánh tổ không khỏi lắc đầu nguyện nguyện, không thể kích phát, dị tượng trên tay hắn kia là cái gì, hắn dựa vào đâu mà có thể ngăn cản liên hoa chỉ của ta bảo hoa thánh tổ ban đầu hơi trầm ngâm sau đó lại cười rộ lên lạnh lùng nói một câu có thể hắn chỉ mượn một chút khí tức của huyền thiên tri bảo phô trương thanh thế mà thôi nguyên yểm thánh tổ hai mắt nhíu lại có chút thắc mắc nói ta cũng có chút hoài nghi về khả năng này hay bằng nguyên yểm đạo hữu có hứng thú thử qua một lần bảo hoa thánh tổ đột nhiên cười hỏi một câu hắc hắc bây giờ bảo hoa đạo hữu lại muốn đem phiền toái từ người này đặt lên vai của ta nếu muốn xem là thật hay giả thì đạo hiếu cứ việc xuất thủ là được, tại hạ thực không chút hứng thú. Hắc bào thanh niên cười hắc hắc không khách khí cự tuyệt thẳng thừng. Xem ra nguyên yểm đạo hiếu đã có ý buông tha cho người này. Nói vậy đạo hiếu sẽ không ở sau lưng ta mà động chân động tay gì chứ? Bảo hoa hừ nhẹ một tiếng hỏi, yên tâm đi, nếu bảo hoa đạo hiếu muốn ra tay với người này thì cứ việc, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay mảy may. Nguyên yểm thánh tổ cười lên một tiếng quái dị cực kỳ kiên quyết trả lời. Hảo, ta cũng tin ngươi sẽ không lật lọng, vậy hãy để thiếp thân thử xem người này có thể thực sự kích phát được huyền thiên bảo vật không. Làn thu ba của nữ tử khẽ lưu chuyển chậm rãi nhìn xuống. Ngay sau đó hai tay nàng trà sát, đóa hoa hồng nhạt trong tay chợt lóe rồi tan mất nhưng khoảng không giữa hai bàn tay lại trở nên quay cuồng, một cành cây dài nhỏ màu hồng nhạt cũng theo đó từ từ hiện lên. Bảo hoa phất nhẹ một chảo, cành cây chợt léo lên rồi hiện ra trên đầu ngón tay, sau đó lại hướng về phía hàn lập đang đứng ở xa xa bắn tới chỉ trong phút chốc khắp nơi trong phạm vi vài dặm không gian như biến sắc vô số đóa hoa màu hồng nhạt từ trong hư không thình lình hiện ra rồi lại không hề báo trước lóe lên mà biến mất. Hàn lập đang đứng phái xa nét mặt lập tức biến sắc từ không trung phụ cận lóe lên từng đám quang hà màu hồng nhạt rồi tiếp đó là vô số đóa hoa quỷ dị hiện ra tất cả đều hóa thành từng khẩu tiểu kiếm trong suốt hướng về bên này bay đến nhất thời từng tràng tiếng xé gió vang lên khắp bầu trời như biến thành vô vàn mũi nhọn màu hồng nhạt. Hàn Lập đứng tại chính giữa thấy cảnh này hai mắt trở nên ngưng trọng nhưng lại không hề có ý tứ e ngại, ngược lại hít vào một hơi thật sau rồi trong miệng lẩm bẩm ra một tràng chú ngữ tối nghĩa. Kiếm ảnh màu xanh biếc kia lóe lên phát ra từng trận âm thanh vù vù, rồi nhanh như chớp bay trở lại trong lòng bàn tay của Hàn Lập. Tiếp đó một đạo hư ảnh kình thiên cự kiếm màu xanh thấm dài hơn trăm trượng trên cánh tay Hàn Lập phát ra cao đến tận mây xanh. Từng cỗ kiếm khí khổng lồ không tả xiết từ thân hình hắn cuồng phát đi bốn phía toàn thân hình của Hàn Lập như bị lục sắc kiếm ảnh bao phủ lấy. Vô số đạo hồng sắc tiểu kiếm từ trên không đánh tới liền phát ra từng tràng va chạm nặng nề liên miên không ngớt, nhưng tất cả đều như tuyết gặp nắng xuân mà tan biến trong thanh quang căn bản không hề tổn hại đến tấm màn kiếm ảnh màu xanh chút nào. Nữ tử áo trắng trông thấy một màn này ngược lại không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ không chút biểu tình cầm lấy cành cây trong suốt kia nhẹ nhàng phải xuống. Lập tức đám tiểu kiếm màu hồng nhạt trên không trung hồ nước như mưa ngàn gió lốc cuồng trướng lên, rồi ngàn vạn đạo nhất tề hóa thành một cơn lốc kiếm hướng về phía tấm màn màu xanh chém đến. Cho dù kiếm mạc màu xanh ẩn chịu uy lực vô cùng to lớn, nhưng mỗi đóa hoa biến thành tiểu kiếm trong suốt này cũng không phải loại phi kiếm bình thường có thể sánh được. Một trận hào quang chói mắt cùng vô số tiếng nổ liên miên không dứt phát ra, ngay cả khi kiếm mạc màu xanh là do Huyền Thiên Chi bảo tạo nên cũng không khỏi giấy lên từng hồi chấn động nhẹ. Lúc này khóe miệng Bảo Hoa khẽ nhếch lên mơ hồ đang mỉm cười. Nàng lúc này thập phần chắc chắn đối phương chỉ có thể sử dụng một chút khí tức của Huyền Thiên Chi Bảo thôi, sẽ tuyệt đối không thể chống đỡ thêm một màn công kích như khi nãy của nàng. Dù sao với công kích vừa rồi nàng đã sử dụng một tia chân nguyên trong đó, nếu so với một kích chân chính của Huyền Thiên Chi Bảo cũng không kém hơn bao nhiêu. Đứng trong kiếm mạc màu xanh Hàn Lập đem cảnh này trông thấy hết thảy, lại đảo mắt qua kiếm ảnh màu xanh trên tay trong lòng không khỏi cười khổ. Nhưng sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, bàn tay hướng về Thiên Linh vỗ nhẹ. Một cái kim sắc nguyên anh từ đó nhất thời bay ra. Nguyên anh có khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Hàn Lập đang ngưng trọng dị thường, một tay cũng bấm niệm pháp quyết. Bốn phía lại có hơn 10 khẩu tiểu kiếm dài độ một tấc xoay quanh che kín toàn thân. Cùng lúc từ trong thân hình của Hàn Lập phát ra từng tràng tiếng chim hót vượn minh, sau đó là năm đạo kim quang bay ra lóe lên rồi biến ảo thành các loại hư ảnh của cử viên, chân phượng, ngân bằng, khổng tước, kim long. Mỗi loại con lớn tầm năm trượng nhắm về Hàn Lập mà xoay tròn xung quanh. Nguyên Anh không chút do dự dùng tay đồng thời vẫy ra bốn phía. Lập tức năm đạo chân linh hư ảnh bay tới nhập vào thân hình của Nguyên Anh. Một tiếng nổ vang, Nguyên Anh nguyên bản đang màu vang nhạt bóng chốc trở nên trói mắt rực rỡ, nhưng sau khi kim quang tan đi bóng dáng của cả Nguyên Anh lẫn thân hình hàn lập đều quỷ dị biến mất. Thay vào đó là một thân người cao lớn có ba đầu sáu tay. Toàn thân bất kể da thịt hay gương mặt đều được tầng vảy màu vàng kim sán lạn bao trùm. Trên cái đầu ở giữa hiện ra một cái sừng xanh và một cái nhãn châu tối đen quỷ dị. Thân ảnh của người khổng lồ ngẩng lên liếc nhìn bảo hoa, phía sau lớp phải màu vàng mơ hồ hiện ra chân diện của hàn lập. Nhưng giờ khắc này trong mắt hắn một chút biểu tình cũng không có, lại có một đạo kim quang chấp động đem đến cho người ta thứ cảm giác yêu dị cùng kinh hãi. hắc bào thanh niên nhìn tới một chặp trong mắt liền như bị kim châm nóng rực trong lòng không khỏi hoảng hốt, lại đánh giá thêm vài lần bóng giật mình thất thanh. Niết bàn thánh thể, đúng là niết bàn thánh thể. Không phải từ trước cho đến nay chỉ có duy nhất một người tu luyện đại thành hay sao? Hắn có quan hệ thế nào với Niết Bàn Thánh Tổ? Đúng là Niết Bàn Thánh thể, bất quá cũng chưa luyện đến mức đại thành mà chỉ có thể làm ra dáng vẻ bề ngoài thôi. Nhưng thực cũng khó đoán được hắn còn có thể thực hiện tiếp giai đoạn biến thân sau đó nữa hay không. Đôi mi xinh đẹp của Bảo Hoa Thánh Tổ cũng đang nhìn vào bóng người tỏa ra kim quang rực rỡ kia, trên mặt không khỏi biểu lộ vài phần kinh ngạc. Hàn Lập sau khi biến hóa đối với sự hoảng sợ của hai vị thánh tổ làm như không thấy, ngược lại gầm lên một tiếng đưa cánh tay chụp tới. Một đạo ánh sáng xanh thấm lóe lên trên cánh tay vàng rực rỡ, một cây tiểu kiếm dài màu xanh từ đó dần hiện ra rồi bay lượn qua lại trên không trung, trên thân kiếm như ẩn như hiện vô số kim ngân lưỡng sắc ký hiệu chấp động liên tục. Huyền Thiên Chi Bảo, đúng là Huyền Thiên Chi Bảo, quả là rắc rối, với niết bàn thánh thể thực đúng là có khả năng đem vật này kích phát. Bảo Hoa nhìn đến cảnh này trong lòng trầm xuống nhíu mày thì thào một tiếng. Mà Hàn Lập cúi đầu nhìn lục sắc tiểu kiếm bay ra trên cánh ta trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, sau đó lại hướng về nữ tử đứng ở xa lạnh lùng nói. Còn muốn động thủ, nếu ở bên ngoài cho dù có huyền thiên chi bảo cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngược lại lúc này đây nếu phải ra tay thì kết cục chúng ta khó tránh khỏi lượng bại câu thương mà thôi. Huống hồ nhìn bộ dáng của tiền bối hẳn là không có lý do cùng hàn mỗ đồng quy vô tận, vậy ngươi thực sự muốn thế nào đây? Niết bàn thánh thể, huyền thiên chi bảo, nếu ngươi cùng lúc có hai thứ này thực cũng có tư cách để cùng ta liều mạng. Cuối cùng là thiếp thân thật xem nhẹ ngươi rồi, được, không động thủ thì không động thủ, nhưng ngươi phải giao cho ta một vật nọ mới được. Ánh mặt bảo hoa thánh tổ chấp chấp một chút rồi thản nhiên cười nhẹ như trăm hoa đua nở. Vật nọ, tiền bối nói vật nào, hàn lập nghe được liền ngẩn ra, ánh mắt lóe lên đánh giá bạch y nữ tử vài lần liền hỏi vật đó là gì cụ thể ra sao ta cũng không biết, nhưng đến 89 phần là một loại linh dược. Bạch y nữ tử đầu tiên trầm ngâm sau đó khẽ nhích môi truyền âm rõ ràng không có ý cho nguyên yểm thánh tổ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Hắc bào thanh niên thấy một màn này thần sắc hơi động, nhưng hai tay ôm ngực liền cười lạnh một tiếng không can thiệp vào. Lấy thân phận trước kia cùng thần thông của tiền bối thì có cái gì mà không thể lấy được, vì sao ngươi lại cho rằng hàn mỗ có đổ ngươi muốn hàn lập thầm lắp bắp kinh hãi nhưng trên mặt vẫn không chút biểu tình đồng dạng truyền âm đến nguyên nhân do đâu thực cũng không cần nói đến nhưng thiếp thân có thể tự tin bảy tám thành linh dược đó đang ở trong tay ngươi nếu không nắm chắc điểm này ta hẳn sẽ không mạo hiểm cùng ngươi trở về chỗ này trong thánh giới bảo hoa lạnh nhạt trả lời cho dù như thế thì tiền bôi ngay từ đầu đã theo dõi tại hạ sao không sớm ra tay nghĩ đến cùng đám người chúng ta thực không chịu nổi một kích hàn lập tâm niệm chuyển động có chút khó hiểu nói bởi vì khi trước chưa thể khẳng định gốc linh dược kia ở trên thân ngươi, nhưng hiện tại đám người kia đã ngã xuống hết thì có thể khẳng định được rồi. Bảo Hoa Thánh tổ cười khẽ không chút cố kỵ thản nhiên trả lời. Chương 2097, Thiên âm lôi hạch. Như vậy là có ý gì? Thôi được, cứ cho là Hàn Mỗ có loại linh dược mà Tiền Bối muốn thì ít nhất cũng phải biết cụ thể là loại nào, dù sao trên người tại hạ linh dược cũng không ít, sao biết chính xác để cấp cho Tiền Bối. Hàn Lập khẽ nhíu mày trầm giọng hỏi ngược lại dược tính hay tên gọi cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng nhưng có một điều chắc chắn là linh dược này ngươi có được từ trước khi tiến vào thánh giới hơn nữa nhất định là thứ thế gian khó tìm nói không chừng linh giới cũng chưa chắc đã có loại linh dược này lúc này bảo hoa cũng không làm ra vẻ huyền bí nữa mà suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói không phải thứ linh giới có hàn lập nghe xong lời này sắc mặt hơi đổi sực nhớ tới đám linh dược lấy được từ quảng hàn giới biểu hiện hàn lập như vậy tất nhiên không cách nào giấu giếm được bảo hoa trên mặt nàng tiếu ý càng đậm lên ba phần liền vỗ nhẹ tay cười rộ xem ra thiếp thân không có đoán sai đích thực trên người hàn đạo hữu có thứ linh dược thế gian khó tìm chỉ cần đem linh dược dâng lên thiếp thân có thể làm chủ để đạo hữu ly khai nơi đây cũng cam đoan bên phía nguyên yểm đạo hữu sẽ không làm khó ngươi hơn nữa ngoại trừ những việc này ta còn tặng kèm một người hắc ngạc đem tiểu nha đầu kia ra đi vừa nói bạch y nữ tử vừa quay đầu sang phân phó cho hắc ngạc một tiếng. Vâng, đại nhân, hắc giáp đại hán lập tức kho người đáp lời, tiếp đó một tay vỗ vào cái túi da màu vàng bên hông. Miệng túi từ từ mở rộng liền có một cỗ hắc sắc quang hà từ cuồn cuộn bay ra, sau một cái chấp động rồi hiện lên một mỹ thiếu nữ khoảng hơn 10 tuổi đang hôn mê bất tỉnh trong hư không. Hàn lập vừa thấy dung nhan thiếu nữ đồng tử chợt co rút lại. Đúng là chu quả nhi, tiểu nha đầu này cùng ngươi cũng coi như có chút quan hệ, nghĩ chắc ngươi sẽ không bỏ mặc a à. hôm nay chỉ cần đưa ra linh dược thì ta sẽ đem nàng giao cho ngươi bạch y nữ tử thản nhiên nói đúng là nàng cùng ta có chút liên quan bất quá nếu đã rơi vào tay các ngươi thì chắc lâm đờ sao o hiếu cũng đã vẫn lạc hàn lập thờ dài một hơi hỏi tuy tên tu sĩ hợp thể đi cùng nàng có một ít chân linh huyết mạch trong cơ thể nhưng đối với ta mà nói thì không có chỗ hữu dụng thì tất nhiên sẽ không lưu lại bảo hoa thản nhiên nói hừ nếu ta thực sự liều mạng đánh cược một lần thì tin chắc rằng các ngươi cũng không có kết quả tốt đẹp. Bất quá ta cũng không muốn vì một gốc linh dược mà làm cái chuyện ngư tử võng phá. Được, ta sẽ lấy ra vài loại linh dược cho ngươi xem trong đó có thứ ngươi muốn hay không. Hàn lập hư lạnh một tiếng sau đó đáp ứng. Hàn đạo hữu lựa chọn như thế thực mới hợp tình hợp lý. Hắc ngạc, trước tiên đem nhà đầu kia giao cho hắn, ta cũng tin là Hàn huynh sẽ không làm ra loại hành động thiếu sáng suốt đi bảo hoa khẽ cười một tiếng rồi quay đầu sang đại hán phân phó hắc ngạc nghe vậy một tay lập tức ném chu quả nhi bay thẳng đến chỗ hàn lập sắc mặt hàn lập trầm xuống tay áo khai động một cái lập tức một vòng bảo vệ màu xanh xuất hiện đem chu quả nhi vô thanh vô tức bị kéo lại phụ cận thần niệm của hắn quét một lượt qua người thiếu nữ chỉ phát hiện trên người nàng có một đạo cấm chế chế đơn giản ngoài ra không hề bị động tay động chân gì thêm liền gật đầu tay áo lần nữa lại phất nhẹ lập tức ánh sánh màu xanh lóe lên sau đó thiếu nữ bị hắn thu vào bên trong một kiện bảo vật phi thường đặc thù tiếp theo hắn bắt đầu tự định giá những linh dược muốn xuất ra cho bảo hoa xem qua từ sau khi lấy được đống linh dược tại quảng hàn giới hắn vẫn luôn tra tìm tư liệu để hiểu rõ lai lịch cũng như công dụng của chúng kết quả ngoại trừ một phần nhỏ trong đó ra thì đại bộ phận căn bản không thể nhận biết chính xác công dụng ra sao chỉ có thể một mực đặt trong thủ trạc chữ vật chờ đợi cơ duyên sau này giá trị những linh dược tiên giới này to lớn không cần bàn cãi nhưng nếu thật có thể bằng một loại linh dược hiện tại vô dụng với hắn mà có thể đem đại địch trước mắt này đuổi đi thì tất nhiên hắn cam tâm tình nguyện. Xong, với thân phận thủy tổ của đối phương chắc chắn không để mắt vào mấy thứ linh thảo bình thường trong bí cảnh quảng hàn giới, hơn phân nửa là phải lấy ra vài cây tiên giới linh dược được đặc biệt gieo trồng mới có thể can qua. Nhưng mà trước đó, nếu có thể sử dụng linh dược khác để qua mặt tất nhiên vẫn là chuyện tốt nhất. Nội tâm Hàn Lập đã quyết định rồi khẽ niệm pháp quyết, tiểu kiếm xanh sẫm trên tay chợt lóe lên rồi tiêu tán biến mất. Tiếp theo năm ngón tay khẽ chuyển, bạch quang lóe lên trong tay liền hiện ra một cái hộp ngọc màu trắng mặt ngoài dán đầy các loại phù lục sặc sỡ, rồi ném về phía đối ý diện. Mắt ngọc của bạch y nữ tử lóe lên, cánh tay thon dài đưa tới chụp một chảo, hộp ngọc liền vèo một tiếng lăng không bay qua. Một đầu ngón tay như búp măng nuột nà lướt nhẹ phía trên hộp ngọc, mấy tấm phù lập tức rơi xuống, nắp hộp cũng được bung ra. Trong hộp rõ ràng chứa một gốc linh thảo toàn thân xanh biếc, tản mát thanh hương nhàn nhạt, nhạt, hơn nữa còn chấp động từng đạo bạch quang nhu hòa. Bảo Hoa Thánh Tổ vừa thấy linh dược này thần sắc khẽ động, nhưng sau một phen suy tính lại không lộ ra vẻ gì chỉ lắc lắc đầu. Hào quang màu phấn hồng lóe lên đem nắp hộp khép lại, những đạo phù cấm chế một lần nữa xuất hiện phía trên hộp ngọc giống như chưa bao giờ bị bóc ra vậy. Mà hộp ngọc sau khi nhoáng một cái lại bay vụt về phía Hàn Lập. Hàn Lập không hề cảm thấy ngoài ý muốn tay áo phất lên đem hộp ngọc thu hồi, đồng thời trong tay kia đã sớm xuất hiện một cái bình ngọc màu xanh nhạt, ngón tay hơi duỗi một cái liền bay vụt sang Bạch Y Nữ Tử. Bảo Hoa một chảo đem bình ngọc giữ lại, mở nắp bình hướng thần niệm quét vào bên trong, đại mi nhíu lại một cái rồi lắc đầu, đồng dạng lại ném lại. Lúc này Nguyên Yểm Thánh Tổ đang đứng một bên, tuy nhiên không biết nội dung cuộc nói chuyện giữa Hàn Lập cùng Bảo Hoa nhưng lại thấy một màn lúc sau trong nội tâm cũng giật mình đôi chút, tuy vậy cũng chỉ biếu môi rừng dưng tỏ vẻ không quan tâm. Trong suy nghĩ của hắn, tất nhiên sẽ không cho rằng trên người một gã tu sĩ hợp thể có thể xuất ra loại linh dược gì có thể làm cho những thủy tổ bọn hắn động tâm. Cứ như vậy, hàn lập liên tiếp xuất ra bảy tám gốc linh dược nhưng bảo hoa đều không nhìn chúng trên mặt bạch y nữ tử mơ hồ trầm xuống lại một lần nữa đem linh dược trả về lạnh lùng mở miệng những linh dược ngươi vừa lấy ra cũng không thể nói là không chân quý nhưng chỉ với cấp bậc như vậy sao có thể có hữu dụng với ta tiếp theo nếu cứ như vậy thì ngươi cũng không cần phải làm thêm nữa hàn lập nghe vậy không khỏi lộ ra một tia do dự rồi khẽ thở dài một hơi bàn tay khẽ chuyển trên tay lại hiện ra một cái hộp ngọc trắng ngà Hộp ngọc này cùng những cái lúc trước khác nhau rất lớn, chẳng những chất liệu cao hơn một bậc mà vừa mới xuất hiện đã mơ hồ tản mát từng đạo suy suy hàn khí. Lúc này đây, Hàn Lập không đem hộp ngọc trực tiếp ném tới mà bàn tay khẽ vỗ đem lá phù trên hộp bóc xuống, sau đó đem nắp ngọc hạp nhẹ nhàng mở ra. Bảo Hoa gặp tình hình này cũng không nổi giận mà bờ môi khẽ nhếch lộ ra một nét tiêu ý. Tiếp đó, cổ tay Hàn Lập nắm chặt lấy hộp ngọc khẽ run lên. Từng đạo hàn khí minh mông, một khối băng nằm màu óng ánh từ trong hộp bay ra, bên trong mơ hồ có thể thấy được một đoạn linh cành đỏ thắm, mặt ngoài có hai khỏa linh quả một bạc một vàng bộ dáng có một không hai giống hệt như cây óc chó. Thiên âm lôi hạch, bảo hoa nhìn rõ vật bên trong khối băng liền thu lại nụ cười trên mặt, lần đầu lộ ra biểu tình giật mình. Nguyên yểm thánh tổ một bên nghe vậy, nguyên bản vẻ mặt khinh thường cười lạnh đồng dạng biến sắc. Thiên âm lôi hạch, ngươi không có nhìn lầm đấy chứ, vật ấy không phải chỉ có thượng giới mới có ư, hắn chỉ là một gã tu sĩ nhân tộc sao có thể sở hữu linh vật như thế đem thứ đồ ngươi vừa lấy ra qua đây, bổn tọa muốn xem tỉ mỉ một chút. Nguyên yểm tiền bối đã phân phó nhưng thứ cho vãn bối không tuân theo. Bảo hoa tiền bối, vật này có phải là linh dược người muốn? Thần sắc hàn lập không đổi một hơi cự tuyệt thanh niên áo đen, ngược lại ngưng thần hỏi bảo hoa thánh tổ một câu. Tên tuổi thiên âm lôi hạch này hắn cũng có nghe qua mơ hồ từ trên điển tịch nào đó, nhưng tuyệt đối không ngờ chính là gốc linh dược trong tay lập tức nội tâm có chút hưng phấn xem ra việc đem những linh dược ở tiên giới mà hắn không kiến thức được cho hai tên thủy tổ ma tộc này phân biệt một phần cũng không hẳn là chuyện tình lỗ lã chỉ cần hắn biết lai lịch của đám tiên giới linh dược thì về sau tất có chỗ đại dụng thanh niên áo đen nghe hàn lập nói vậy sát khí trên mặt chợt lóe nội tâm đại giận nhưng tâm niệm khẽ chuyển không biết nghĩ thế nào gì lại đem nộ khí áp chế xuống bất quá lúc này hắn đã bỏ đi bộ dáng không đếm xỉa tới những thứ hàn lập xuất ra như trước sau đó có chút đâm chiêu nhìn gốc linh dược của hàn lập không biết trong lòng đang nghĩ gì Vật ấy tuy rằng ta chưa thấy qua bao giờ, nhưng hình thái đặc thù như thế thì tám chín phần là thiên âm lôi hạch. Nó đối với một ít người tu luyện công pháp đặc thù mà nói có giá trị tuyệt đối to lớn, nhưng đáng tiếc lại không phải là thứ linh dược ta muốn. Bảo Hoa Thánh Tổ nhìn chằm chằm vào linh dược bên trong khối băng sắc mặt liên tục biến hóa một hồi, nhưng cuối cũng cũng chậm rãi lắc đầu. Không phải, Hàn Lập trầm ngâm một chút tay áo phất một cái, linh dược trước người một lần nữa quay lại hộp ngọc, chợt lóe rồi tiêu thất trong hư không. Sau một khắc, một cái hộp ngọc màu xanh nhạt khác xuất hiện, như cũng lại bị thủ pháp đồng dạng khai mở, bên trong cũng bay ra một khối băng năm màu. Nhưng lúc này đây bên trong khối băng là một đóa kỳ hoa trắng nõn như ngọc ước chừng lớn tầm miệng chén cơm. Bạch y nữ tử đang đứng xa xa thấy đóa kỳ hoa bên trong khối băng đôi mi nhíu chặt một chút. Với lịch duyệt của nàng vậy mà không cách nào phán đoán được lại lịch đóa bạch hoa thì có thể thấy đây tuyệt đối không phải loại chuyện trẻ con nói chơi. Nguyên yểm thánh tổ đứng một bên cũng nhìn qua đóa linh hoa màu trắng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy đã nghe nói qua linh hoa cùng loại nhưng nhất thời không nghĩ ra được, không khỏi nhất thời trầm ngâm. Hàn lập gặp bộ dáng bảo hoa như vậy, không nói hai lời liền vung tay áo lên thu lại vật kia rồi lấy ra một cái hộp ngọc khác. Cứ như vậy, hắn một hơi lấy ra năm sáu dạng linh dược khác, nhưng ngoại trừ thiên âm lôi hạch đầu tiên thì không có thứ nào bảo hoa cùng nguyên yểm có thể nhận ra. Trong lòng hắn khẽ buông lỏng nhưng mơ hồ lại bắt đầu có chút thất vọng. Sau đó hắn lại xuất ra khối băng năm màu chứa một gốc linh thảo màu nhàn nhạt, nhạt bạc, hai người Bảo Hoa cùng Nguyên Yểm không khỏi cùng nhau thất thanh hô to. Chương 2098, ngân bồng tái hiện. Là luyện ma thảo, không thể nào, âm thanh thất kinh từ Bảo Hoa cùng Nguyên Yểm nối nhau truyền đến. Bảo Hoa trong lòng tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn đứng yên bất động. Còn Nguyên Yểm bên cạnh chỉ sau một tiếng quát to đã nhoáng lên rồi mơ hồ biến mất. Trước mặt Hàn Lập Hắc Quang vừa chợt lóe đã thấy Nguyên Yểm Thánh Tổ Thần không biết quỷ không hay mang theo một cổ ô quang xuất hiện ngay trước mặt hơn nữa thủ trảo liền hóa lớn hung hăng hướng về gốc linh thảo màu nhạt bạc chụp tới. Toàn bộ động tác như mây bay nước chảy, thủ trảo cũng chụp đến nhanh như tia chớp. Lúc này đây Hắc bào thanh niên gương mặt trở nên cổ quái, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào gốc linh dược. Đối với hắn ngoài gốc linh dược này ra thì dường như trên thế gian không còn tồn tại thêm thứ khác nữa. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống gầm lên một tiếng giận dữ, tay áo phất mạnh một cái làm khối băng màu ngũ sắc lóe lên tiêu thất, tiếp đó lại tung ra một nắm quyền cực lớn được kim sắc lân phiến bao bọc nhắm thẳng phía trước đánh tới. Oanh, một tiếng kêu như sấm dậy vang lên, kim quang va chạm với hắc khí làm giấy lên một trận kinh phong, từng đạo lăng khí cuồn cuộn hướng ra bốn phía xung quanh quét đi. Từng hồi trao đảo như trời long đất lở, hư không ở bốn phía cũng rách ra vô số đạo nhỏ dài màu bạch ngan uốn éo không ngừng, sau một lúc mới lóe lên rồi tiêu thất. Ở trung tâm bạo liệt có hai bóng người nhoáng lên rồi phân biệt phăng ra, lại sau vài cái chấp động rồi mới ở địa phương cách đó hơn 10 trượng ổn định lại thân hình. Đúng là Hàn Lập cùng Nguyên Yểm Thánh Tổ, xem ra một kích vừa rồi hai người vẫn chưa phân được cao thấp. Sát khí trên người Hàn Lập giấy lên, khuôn mặt đang bị ma hóa từ từ ngẩng lên đem ánh mắt cực kỳ băng hàn nhìn về phía Nguyên Yểm lớn tiếng quát. Như thế nào đây, các hạ thực sự muốn cứng rắn động thủ sao? Nếu như vậy Hàn Mỗ cũng không ngại phụng bồi một phen. Hàn Lập vừa dứt lời thì kim quang một bên chợt lóe, không ngờ trên vai liên hiện ra thêm một chiếc đầu bị ma hóa màu vàng rực rỡ. Đồng thời dưới sườn cũng dao động lập tức mọc ra hai cánh tay được kim giáp lân phiến bao phủ. Hàn Lập hiện giờ lại biến thân thành hai đầu bốn tay, cả bốn thủ quyền nắm chặt, trên người liền toát ra một cổ sức mạnh khủng khiếp lớn hơn khi trước không biết bao nhiêu lần. Nhị Niết biến thân, người quả nhiên đã đem Niết bàn thánh thể tu luyện đến đỉnh phong. Bảo Hoa phía xa trông thấy cảnh này khóe mắt sẽ rụt lại thì thào một câu. Về phần nguyên yểm thánh tổ bên kia thấy được biến thân yêu hóa của Hàn Lập nét mặt đại biến, đôi mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ thật đậm. Bất quá đối với hắn gốc luyện ma thảo này thực sự quá mức trọng yếu cho nên nguyên yểm thánh tổ hít một hơi thật sâu nhìn Hàn Lập nói. Nhân tộc tiểu tử, đối với người gốc luyện ma thảo này dù có được cũng hoàn toàn vô dụng, nếu người đem vật này dâng lên cho ta thì bổn tỏa sẽ lập tức bỏ đi, đối với chuyện của ngươi và bảo hoa tuyệt đối không quan tâm thêm nữa. Luyện ma thảo, đây là lần đầu tiên vãn bối nghe qua cái tên này hai vị tiền bối nếu nhận ra thì trước hết hãy giới thiệu lai lịch của Linh Dược ra một chút sau đó hãy tính chuyện khác. Hàn Lập đem lời yêu cầu của hắc bào thanh niên phớt lờ qua một bên lạnh lùng nói. Luyện ma thảo cùng lôi âm hạch đều là thiên địa Linh Dược bình thường chỉ có ở thượng giới. Công dụng như thế nào thì như Nguyên Yểm Đạo hữu đã nói, chỉ hữu ích đối với người của thánh giới chúng ta. Bất quá theo sự hiểu biết của thiếp thân mà nói, loại Linh Dược này đối với Nguyên Yểm Đạo hữu vô cùng quan trọng, một bước cuối cùng của hắn có thể đi tiếp hay không còn phải trông chờ vào nó. Mặt khác thiếp thân còn muốn nói thêm một câu, trước đây nguyên yểm đạo hữu này sinh một ý tưởng muốn đem vài loại tài liệu kỳ quái cùng linh thảo để đào tạo ra một gốc luyện ma thảo chân chính. Bất quá đến nay thì, im ngay, bảo hoa, người chớ nên nhiều chuyện. Không biết bảo hoa suy nghĩ gì trong đầu lại đem sự trọng yếu của luyện ma thảo đối với nguyên yểm thánh tổ một hơi cười cợt nói ra hắc bào thanh niên nghe vậy sắc mặt liền trở nên giận dữ khó coi cực độ rồi hét lên một tiếng cắt ngang lời của bạch y nữ tử. Bảo Hoa liếc nhìn Nguyên Yểm một cái khẻ cười cười một chút rồi im lặng cũng không nói thêm gì nữa. Thì ra là vậy, Hàn Lập dần trở nên đăm chiêu, tiểu tử họ Hàn kia, nếu Bảo Hoa đã nói vậy thì ta cũng không nhắc thêm gì nữa. Luyện ma thảo đối với ta đã là tình thế bắt buộc. Nếu ngươi không chịu giao ra thì ta cũng không tiếc cái chủ mạng nguyên thần này mà đem ngươi vĩnh viễn lưu lại, sắc mặt hắc bào thanh niên trở nên giữ tợn tựa như đã hạ quyết tâm nói. Nếu là thứ vô dụng đối với ta thì tự nhiên cũng không cần giữ lại nữa, nhưng tiền bối chỉ một tiếng nói muốn là cầm đi như vậy không phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Hàn lập tâm niệm trong lòng xoay chuyển nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc trả lời. Chỉ cần thành thật đem gốc luyện ma thảo kia cho ta, dù sự tình gì cũng được. Bồn tọa tuy là ma giới thủy tổ nhưng trên người cũng không thiếu bảo vật mà tu sĩ nhân tộc các ngươi cầu mong cũng không được hắc bào thanh niên thấy vẻ buông lỏng của Hàn Lập trong lòng nhất thời mừng rỡ. Thấy được nhị nhiết biến thân của Hàn Lập hắn tự hỏi cũng không nắm chắc được 10 phần lưu lại được nên dùng giải pháp thương lượng là ổn thỏa nhất. Hắc hắc, chuyện luyện ma thảo hãy để nói sau, giao dịch giữa ta và bảo hoa tiền bối còn chưa có hoàn thành đâu. Hàn Lập cười hắc hắc từ chối. Cũng tốt, như vậy bổn tỏa sẽ chờ Hàn Đạo hữu làm xong chuyện tình khác đã. Nguyên yểm thánh tổ do dự đối chút rồi cũng một hơi đồng ý. Bảo hoa tiền bối, vừa rồi ta đã xuất ra rất nhiều loại linh dược nhưng người không để vào pháp nhãn cái nào. Nay vãn bối cũng không còn nhiều loại đặc thù để đem ra nữa, nếu người còn tiếp tục không nhìn chúng thì cũng chớ trách vãn bối. Hàn lập quay qua bạch y nữ tử trầm giọng nói, trước tiên người hãy đem linh dược xuất ra nốt đi, nếu thực không có thu hoạch gì thì bàn cái khác cũng chưa muộn. Bảo hoa khẽ như mày bâng cua nói, hàn lập hừ nhẹ một tiếng rồi không nói nhiều lời khẽ phất tay áo, sau khi lam quang chấp động, một cái bình nhỏ màu lam nhạt bất ngờ hiện ra. Hắn cầm cái bình nhỏ ném lên, rồi mười ngón tay nhanh như chớp bắn ra vô số đạo pháp quyết nhập vào trong bình. Sau một trận run lên nhẹ nhẹ, phanh một tiếng nắp bình cũng khẽ mở ra, từng trận trận thủy linh khí tản mắt ra bốn phía, tiếp đó từ miệng bình truyền ra một cổ linh tuyền màu trắng ngà. Linh tuyền này thoạt nhìn bất quá chỉ lớn bằng miệng cái chén, nhưng ở giữa lại có một cái ngân sắc đài sen lớn bằng nắm tay hài tử đang trôi nổi ở trong đó. Đài sen nằm trên một chiếc cành có vô số sợi dễ nhỏ tủa ra bốn phía, mặt ngoài cổ ngân sắc quang hà chớp động sáng láng dị thường. Ngân sắc đài sen ở giữa linh tuyền nhẹ nhàng lay động làm cho người ta cảm thấy thanh thoát không chút bụi tục. Hàn Lập đem linh vật trong bình thả ra rồi nhìn không chớp mắt về phía Bạch Y nữ tử. Nét thong dong siêu thoát bụi trần của Bảo Hoa Thánh Tổ liền biến mất không thấy bóng dáng, hiện giờ nàng đem đôi nhãn mi xinh đẹp như ngọc trăm chú ngắm nhìn ngân sắc đài sen mà vui mừng như điên không chấp động. Tuy rằng bạch y nữ tử không nói thêm điều gì nhưng Hàn Lập trông thấy một màn này liền trong lòng minh bạch. Nội tâm hắn vừa động liền nhìn sang nguyên yểm thánh tổ. Vị nguyên yểm thánh tổ này chăm chú nhìn ngân sắc đài sen nhưng ánh mắt thập phần mơ hồ nghi hoặc, hiển nhiên là không nhận ra lai lịch của loại linh dược này. Trong lòng Hàn Lập liên nhanh chóng cân nhắc rồi quay qua bảo hoa nói. Xem ra loại linh dược này chính là thứ tiền bối muốn, vậy tiền bối cũng nên giải thích qua một chút danh xưng cũng như công hiệu để giải đáp nghi hoặc trong lòng Hàn mỗ ngay cả tên tuổi ngươi cũng không kiến thức được thì cần chi ta phải nói nhiều quả nhiên ta đoán không sai trên người quả thực có thứ mà ta cần bất quá nhìn bộ dáng của ngươi tựa hồ không muốn giao linh dược này cho ta a à. ánh mắt bảo hoa rốt cuộc đã rời khỏi ngân sắc đài sen cánh tay thon thả khẽ vân vê lọn tóc mềm mại nhìn về phía hàn lập thản nhiên nói đối với đám linh dược khi nãy còn chưa tính nhưng số linh được sau này mà vãn bối xuất ra đều là loại có nguồn gốc tiên giới Tuy ta chưa biết rõ lai lịch nhưng khẳng định rằng những thứ này ở linh ma lưỡng giới đều là độc nhất vô nhị. Nếu trong tay tiền bối thì có như vậy dễ dàng xuất ra sao? Huống hồ hàn mỗ ngay từ đầu chỉ nói đem cho tiền bối xem qua chứ tuyệt đối không dâng đến tận tay người. Hàn lập khinh khỉnh bình tĩnh đáp lại một câu, nếu nói như vậy thì khác, thiếp thân cũng thực sự rất cần loại linh dược này. Được rồi, người nếu có điều kiện gì chỉ cần nói ra. Dù sau năm đó ta cũng từng với vài lão quái ở linh giới đổi lấy một số khẩu quyết công pháp, thậm chí còn có trong tay một số đan dược hiệu dụng với hợp thế tu sĩ cùng vài loại chân linh huyết. Nếu không phải công pháp tu luyện bất đồng thì ta cũng sẽ đem một số kinh nghiệm tiến giai đại thừa năm xưa truyền thụ lại cho ngươi. Bảo Hoa nghe vậy không hề tỏ ra ngoài ý muốn mà ngược lại khẽ mỉm cười thăm dò ý tứ Hàn Lập. Chân linh huyết mạch, đối với những thứ khác Hàn Lập không để vào mắt nhưng vừa nghe đến loại tài liệu chân quý này trong lòng liền chấn động một hồi không sai trước đây ta từng giao thủ với một một vài tên có chân linh huyết mạch nên trong tay cũng có một ít chân huyết nói ra thì niết bản thánh thể của ngươi đều dựa vào linh huyết mới có thể vận dụng nếu như vậy hẳn là chúng có tác dụng không nhỏ với ngươi bạch hy nữ tử mỉm cười nói ta thực sự cần chân linh huyết nhưng không phải loại nào cũng hữu dụng mới được a à? tiền bối cũng nên nói ra một chút xem là loại linh huyết nào rồi hẳn tính sau hàn lập sắc mặt biến chuyển một chút rồi nhanh chóng điềm tĩnh nói được, trong tay ta có chân huyết của ô phược, lục xí cốt khưu Bạch y nữ tử một hơi nói ra năm sáu loại chân linh huyết quý hiếm. Hàn lập sau khi nghe xong không khỏi thất kinh nhưng lập tức cự tuyệt. Nếu là loại này thì e rằng đối với ta thực vô dụng. Tiền bối có còn loại chân huyết nào khác không? Thực cũng không phải, ta còn có thêm một ít thiên phượng chân huyết nhưng là đạo hữu đã có. Còn lại năm xưa ta đã đem dùng huyết không còn lại chút nào. Hay là đạo hữu xem qua một ít đan dược trong tay ta có hữu dụng không? Bảo hoa thánh tổ rốt cuộc ngưng trọng một chút rồi cười nhẹ lắc đầu. Cũng không cần, lần này ta tiến vào ma giới cũng chỉ vì hai loại linh vật bên dưới. Nếu tiền bối giúp ta tọa nguyện thì ta sẽ lập tức đem linh dược giao cho người liền. chương 2099, Thái Hư Diệu Linh Đan Người muốn tiến vào tẩy linh trì và An tịnh linh liên. Thần sắc bảo hoa hơi trầm xuống, chậm rãi nói với ánh mắt lạnh lẽo. Tại hạ mạo hiểm lớn như thế này chính là vì muốn có được một cơ may tiến lên cảnh giới đại thừa sau khi trải qua bao trắc trở cuối cùng cũng đến được đây đương nhiên sẽ không bỏ đi mục đích đó hàn lập thản nhiên trả lời thần sắc không đổi cứ cho là để ngươi tiến vào tẩy linh trì và lấy được một hai gốc tịnh linh liên đi nữa thì ngươi cho là ngươi có thể được toại nguyện ngay hay sao ta không ngại nói thật cho ngươi biết không phải các ngươi là đám người duy nhất có thể xâm nhập nơi này bảo hoa giảng giải đầy thâm ý điều này đương nhiên hàn mỗ biết nếu không nhờ có một số tiền bối của linh giới đã từng tới nơi này thì sao đám người chúng ta lại có thể biết nơi này có tẩy linh trì và tịnh linh liên được chứ? Hàn Lập trả lời, không hề cảm thấy ngạc nhiên. Linh giới thôi sao, người cũng hơi quá khinh thường lực hấp dẫn của hai thứ linh vật này đối với một số tồn tại cường đại rồi. Ma giới của chúng ta đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, trong suốt thời gian đó, đã có không biết bao nhiêu cường giả từ giới diện khác, trong đó có linh giới từng tiến vào tẩy linh trì, Bọn họ có chỗ dựa vô cùng cường đại đến nỗi ngay cả mấy đại thủy tổ chúng ta cũng không dám cự tuyệt, cũng có những người vốn có thần thông không thể tưởng tượng nổi, khiến chúng ta cũng chỉ có thể thua một ít thù lao rồi cũng để mặc họ tiến vào coi như không thấy. Nhưng trong số những kẻ này, sáu người có thể tiến vào cảnh giới cao hơn nhờ sự trợ giúp của tẩy linh trì và tịnh linh liên lại chưa được đến một phần mười. Bảo Hoa chậm rãi giải, thích cho Hàn Lập, các cường giả từ giới diện khác tỷ lệ là một phần mười, những điều này cũng đủ để ta đánh cược một phen rồi. Hàn lập nghe xong khẽ nhớn mày, nhưng ngay sau đó lại hử lạnh một tiếng rồi trả lời. Nhưng nếu ta cho người biết là những người chưa thành công bước ra khỏi tẩy linh trì kia, kể từ đó cũng đánh mất hy vọng tiến lên một giai tầng cao hơn thì đạo hữu tính sao? Bảo Hoa Thoáng cười khẽ, không còn hy vọng tiến giai sao? Lần này thì Hàn lập giật mình thật rồi. Không sai, theo ta được biết, phàm là người không thể tiến giai nhờ vào tẩy linh trì và tịnh linh liên thì nhất thời cũng có thể có được một vài chỗ tốt từ hai thứ này tuy nhiên từ đó trở đi quả thật không có một ai có thể tiến lên cảnh giới đại thừa. Nếu không, ngươi cho rằng nơi trọng yếu như khổ linh đảo chúng ta có thể để canh phòng lỏng lẻo như vậy à? Nếu không có hạn chế này thì cho dù mấy đại thủy tổ chúng ta phải trả một cái giá lớn cũng sẽ phá hủy hoàn toàn hòn đảo này. Dù sao thì tẩy linh trì và tịnh linh liên căn bản không có chút tác dụng gì với ma tộc chúng ta cả, thay vì để cường giả ở giới diện khác chiếm lợi thì đương nhiên là nên giải quyết một lần cho xong mới phải. Hàn đạo Hữu Hiện giờ ngươi có còn muốn tiến vào Tẩy Linh Trì nữa hay không? Đôi mắt đẹp của Bảo Hoa chuyển động, mơ hồ như đang khẽ cười. Lại có chuyện như vậy sao? Sắc mặt Hàn Lập âm tình bất định, nhưng hắn lập tức nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lại đảo sang hướng Nguyên Yểm Thánh Tổ. Kết quả Hắc Bảo thanh niên cười hắc hắc một cái rồi âm trầm nói: "Hàn tiểu tử, về điểm này chúng ta cũng không cần đánh lừa ngươi làm gì?" Tẩy Linh Chỉ và Tịnh Linh Liên có thể có năng lực nghịch thiên giúp người đột phá bình cảnh đại thừa kỳ thì đương nhiên cũng sẽ ẩn chứa một số tai họa ngầm nghiêm trọng. Thế gian này vốn dĩ không có chuyện gì thập toàn thập mỹ. Lấy cái gì, bỏ cái gì, người phải tự mình quyết định rồi. Chẳng lẽ thật sự không có cách gì có thể giải quyết hậu hoạn này hay sao? Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng dị thường, nửa tự nhủ, nửa lẩm bẩm. Phương pháp bài trừ đương nhiên là có, có điều theo thiếp thân thấy, Hàn đạo hữu nên bỏ ý định này đi thì hơn bởi những thủ đoạn này vốn dĩ ngươi không thể nào làm được, cho dù là bọn ta cũng không dám hy vọng xa vời. Bảo Hoa lắc đầu, tỏ vẻ châm chọc nói, cái gì, có phương pháp bài trừ tai họa ngầm của tẩy linh chỉ sao? Nguyên yểm thánh tổ ngạc nhiên hoảng sợ, nguyên yểm, ngươi cần gì phải giật mình như thế? Ngươi mới ngồi ở ngôi vị thủy tổ được bao nhiêu năm, ta và Niết Sào đã ở cảnh giới đại thừa biết bao nhiêu vạn năm rồi. Những bí ẩn mà ngươi chưa biết vẫn còn khá nhiều đấy bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn nguyên yểm vài lần nói không nể nang gì hắc bảo thanh niên nghe thấy vậy tự nhiên giận dữ trong lòng sát khí hiện lên trên mặt nhưng ngay sau đó lại bị hắn mạnh mẽ nén xuống nếu như đã có phương pháp chắc tiền bối cũng không ngại nói cho vãn bối một chút không chừng vãn bối vừa hay lại có biện pháp thực hiện được một trong số chúng thì sao hàn lập nói không cần suy nghĩ được thôi nếu như ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định thì ta nói cho ngươi biết những phương pháp này cũng không thành vấn đề nhưng trước đó ngươi đưa một chút nước suốt đang tẩm bổ linh dược cho ta để ta giám định một chút rồi hắn nói. Bảo Hoa mở to hai mắt, bỗng nhiên lại cười một tiếng rồi nói: "Linh tuyền này sao, nếu như ngươi chỉ cần một chút nước suốt thì không thành vấn đề." Hàn Lập không hề nghĩ ngợi đáp ứng ngay lập tức, tiếp đó chỉ thấy hắn đưa một ngón tay về phía dòng suối trước mắt khẽ điểm một cái. Phốc một tiếng, một đoàn dịch thể màu nhũ bạch lớn chừng nắm tay ngay lập tức bắn ra từ trong suối nước, chỉ lóe vài cái đã đến trước mặt Bảo Hoa thánh tổ bạch y nữ tử mừng ra mặt, đưa ngọc thủ ra chộp lấy. Một tiếng soạt lớn vang lên, một luồng sức mạnh vô hình lập tức cuốn lấy đoàn chất lỏng này mang tới bên nàng, hiện giờ nó ở phía trên lòng bàn tay chừng một tấc, quay tròn chuyển động không ngừng. Bảo hoa ngắm nhìn đoàn nước suối trong lòng bàn tay không chớp mắt, một luồng thần niệm đột nhiên phóng ra, chui vào trong đó không chút tiếng động. Một hồi lâu sau, nàng hé mở đôi môi anh đào, đoàn nước suối nhỏ khẽ run lên rồi hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong miệng nàng. Tiếp đó một tầng bạch khí bừng lên trên mặt bảo hoa rồi biến mất, nàng lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất như đang chậm rãi thưởng thức vật trong miệng vậy. Hàn Lập và Nguyên Yểm Thánh Tổ thấy vậy cũng hơi giật mình, nhưng không có ai mở miệng nói gì. Lại một lúc lâu nữa trôi qua, đôi mắt bạch y nữ tử chậm rãi mở ra, trong mắt nàng tràn ngập sự hoan hỉ. Không sai, ban đầu ta chỉ nắm chắc 6, 7 phần, nhưng hiện giờ thì có thể chắc tới 9 phần rồi. Linh dược này chắc chắn chính là thứ ta muốn. Còn về phương pháp bài trừ hậu hoạn của tẩy linh trì và tịnh linh liên ta đã khắc vào một ngọc giản rồi, coi như là tặng phẩm cho ngươi đi. Bảo Hoa dường như đã có chuẩn bị mọi thứ từ trước, nói vừa dứt lời cũng đưa bàn tay lên, một đoàn lam quang từ đó bay ra, đó là một ngọc giản màu lam nhạt. Hàn lập khẽ với bàn tay, ngọc giản nọ đã bị vướng vàng hút vào trong tay, hắn bất động thanh sắc đưa thần niệm vào trong đó lùng sụp. Trong ngọc giản này quả nhiên khác một số tranh vẽ trông rất sống động cùng với vô số văn tự thuyết minh và giải thích ở bên dưới ngâm mình trong đạo tàng linh lung hỏa 7749 ngày, tiếp đó ăn thêm ba khỏa hóa thiên bổ huyền đan. Hàn Lập chỉ vừa mới nhìn hai loại ghi đầu tiên đã bắt đầu tái mét rồi. Hai thứ này không phải là linh vật nổi danh khắp nơi ở tiên giới hay sao? Nghe nói không chỉ ở linh giới, mà ngay cả ở chân tiên giới, hai thứ này cũng là bảo vật được rất nhiều chân tiên tha thiết cầu mong. Thậm chí trong mắt một số chân tiên thì giá trị của hai thứ này còn lớn hơn nhiều so với tẩy linh trì và tịnh linh liên hắn biết đi đâu tìm hai thứ linh vật tiên giới này chứ. Cũng may trong ngọc giản còn ghi lại một số thứ khác, hàn lập nén lại bực bội trong lòng, lại ngưng thần xem tiếp. Nhìn càn khôn hòa hợp hoa thành bột phấn, lấy yêu đan của thất túc chân ô làm chủ dược rồi phối hợp với một số linh dược khác luyện chế thành linh dịch, lao tẩm thân mình trên trăm năm, phương pháp điều chế như sau. Hàn lập nhìn những thứ phía dưới, sắc mặt không khỏi đen kịt lại. Thất túc chân ô cũng là một loài chân linh có danh tiếng không nhỏ, Mặc dù không thể sánh bằng những chân linh cường đại như Thiên Long thải phượng nhưng cũng tuyệt đối không phải thứ hắn có thể xoay sở ra được. Mà cái thứ Càn Khôn hòa hợp hoa kia hắn lại càng chưa từng nghe nói tới bao giờ, nhưng không cần nghĩ cũng biết đó tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể tìm ra được. Có điều khi thần niệm Hàn Lập đảo qua một bức tranh phía bên dưới, trong lòng hắn lại khẽ giật mình. Trong bức họa rõ ràng vẽ một con chim nhỏ lông cánh vàng óng ánh, nhưng ở trung tâm của con chim lại vẽ thêm một viên đan được màu vàng sáng lấp lánh ở bên ngoài là vô số hoa văn trải rộng, thoạt nhìn thật sự thần bí vô cùng. Thần Niêm Hàn Lập nhìn chằm chằm bức họa này một hồi lâu, cô ói cùng mới có thể hơi nhích mình nhìn sang một đám văn tự. Thái hư diệu linh đan, người có tu vi hợp thể kỳ sau khi uống vào có thể tăng tiến tu vi nhanh chóng, tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh hợp thể kỳ lên cực đại, cũng có một chút kỳ hiệu huyền diệu. Nếu uống một viên trước khi ngâm mình vào tẩy linh trì và ăn tịnh linh liên có một nửa tỷ lệ tránh khỏi tai họa ngầm ảnh hưởng đến tu vi về sau. Thái hư diệu linh đan Hư Linh Đan, Hàn Lập thầm lầm nhầm đọc hai cái tên này, mà trong lòng không khỏi mừng như điên. Linh Đan mà bức họa này vẽ quả nhiên đúng là viên đan dược có tên gọi là Hư Linh Đan mà hắn lấy được từ cấm địa trong quảng hàn giới ngày trước. Với trí nhớ kinh người của hắn, đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái có thể thấy thái hư diệu Linh Đan và Hư Linh Đan căn bản là cùng một loại đan dược. Ngày đó vì viên đan dược này, mấy tên hợp thể ở lôi minh đại lục cũng suýt nữa thì trở mặt. Ngày đó hắn dùng kế âm thầm lưu lại một viên nhưng vẫn không hiểu rõ hiệu dụng cụ thể của viên đan dược này, nhưng vẫn cẩn thận bảo quản cho đến tận bây giờ. Hiện giờ vừa thấy một loạt thuyết minh và giải thích ở bên dưới, trong lòng hắn đương nhiên cũng hiểu ra được rồi. Có thể có hiệu quả ngay cả với tu sĩ hợp thể kỳ khi đột phá cảnh giới đại thừa, chẳng trách những tên hợp thể kỳ dị tộc kia lại điên cuồng đến thế. Sau khi xem hết những ghi chú của bức họa này xong, Hàn Lập cũng chỉ khẽ liếc qua hai ba bức họa phía sau rồi thu thần niệm ra khỏi ngọc giản, tiếp đó lại trầm ngâm không hề tỏ vẻ gì. Có một phần mười cơ hội có thể giúp tiến giai lên đại thừa. Một nửa cơ hội có thể giúp loại trừ đi tai họa ngầm do tẩy linh trì và tịnh linh liên mang lại. Hàn lập bắt đầu nhanh chóng cân nhắc hơn thiệt trong đó. Bảo Hoa nhìn thấy vẻ mặt Hàn lập như vậy, con người lưu chuyển một vòng, trên mặt mơ hồ tỏ ra hơi ngoài ý muốn. Không biết trải qua bao lâu sau, hai mắt Hàn lập bỗng mở ra, tỉnh táo nói với bạch y nữ tử. Ta vẫn muốn giữ nguyên quyết định ban đầu là muốn tiến vào tẩy linh chỉ phía dưới một chuyến. Chỉ cần sau khi ta ra khỏi đó, ta đương nhiên sẽ dâng hai tay cho ngươi món đồ ngươi muốn. Tiếp theo, hắn không chờ bảo hoa trả lời thêm gì, mà ngay lập tức đổi tay quay về phía nguyên yểm nói dành do từng chữ. Nguyên yểm tiền bối, chỉ cần ngươi đồng ý không ngăn cản ta tiến vào tẩy linh trì và tìm kiếm tịnh linh liên thì luyện ma thảo mà ngươi muốn ta cũng sẽ mang tặng sau đó. Nếu hai người các ngươi không muốn đồng ý với điều kiện này thì Hàn Mỗ sẽ hủy hai loại linh dược này ngay tại đây, sau đó ba người chúng ta đánh một trận bằng thực lực. Xem xem hai người các ngươi liên thủ có thể khiến tại hạ vĩnh viễn lưu lại trên đảo này hay không. chương 2100, Thánh giới đại kiếp nạn, thái độ uy hiếp của Hàn Lập khiến cho nguyên yểm không khỏi biến sắc. Nhưng hắn thân là tồn tại cao nhất trong ma tộc như thế nào lại dễ dàng cam chịu hạ phong, lúc này sắc mặt liền trầm xuống lạnh lùng nói ở trên đảo này ngươi dùng niết bản thánh thể có lẽ sẽ quần đầu với bản thánh tổ được một hai nhưng ngươi có thể vĩnh viễn ở nơi này không bao giờ ly khai sao bổn tọa chỉ cần tung lưới chờ đợi bên ngoài lôi hải lúc ngươi đi ra còn không phải sẽ rơi vào tay ta sao nếu ly khai khổ linh đảo tại hạ tất nhiên không phải đối thủ của hai vị tiền bối nhưng tại đây linh khí dồi dào sống rồi tu luyện ở đây vạn năm cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận chút thời gian như thế đối với người tu đạo chúng ta cũng không tính là dài Hàn lập tựa hồ như đã có tính toán không chút hoang mang trả lời. Thật ngông cuồng, không sợ bổn tòa tức giận, sau khi rời khỏi đây liền ra lệnh cho thủ hạ bố trí siêu cấp pháp trận bên ngoài đảo, đem nó hoàn toàn xóa sổ khỏi thánh giới hay sao? Hắc bào thanh niên nghiêm mặt quát, nếu tiền bối quả thực làm như thế đích xác cực kỳ nguy hiểm, song có nghĩa tiền bối thật sự không muốn luyện ma thảo này rồi. Hàn mỗ cam đoan, trước khi tiền bối làm như thế vãn bối đã đem tất cả linh dược trên người hủy diệt toàn bộ. Hàn lập mặt không đổi sắc trả lời trên khuôn mặt nguyên yểm thánh tổ nguyên bản tràn đầy giận dữ sau lại bị ngôn ngữ của hàn lập chọc tức thêm một chút sắc mặt liền trở nên tái nhợt sau khi hừ lạnh một tiếng lại muốn tiếp tục đưa lời áp hiếp nhưng lúc này bảo hoa thánh tổ lại đột nhiên cười khoát tay chặn lời thanh niên áo đen đang muốn thốt ra rồi nói nguyên yểm người đừng nói nhảm nữa thiếp thân bắt buộc phải lấy cho được gốc linh dược trong tay hắn ngươi cũng không có khả năng cam lòng bỏ qua luyện ma thảo hắn đã quyết tâm đánh một canh bạc sao chúng ta ngại thành toàn cho hắn một phen một phần người dù sao cái tỷ lệ này thực sự không cao ta và ngươi lại sợ linh giới nhiều hơn một tên đại thừa kỳ ư linh giới hiện tại nhiều hơn một người không tính là gì thiếu một người cũng chả quan hệ gì cái này cũng đúng tuy đại kế của thánh tộc tại linh giới đang tiến hành đến thời điểm quan trọng nhưng nhiều ra thêm một gã mới tiến giai đại thừa đích xác không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng huống hồ tu vi hắn còn cách cảnh giới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn khá xa cho dù có tiến vào tẩy linh chỉ cũng không có khả năng lập tức tiến dai, có thể nói hắn có một cái cơ hội về sau mà thôi. Tốt, bổn tọa đáp ứng điều kiện của ngươi. Nguyên yểm thánh tổ nghe được lời nhắc nhở của bảo hoa trên mặt âm tình bất định, sau một lúc mới cắn răng gật đầu một cái. Tốt, hai vị tiền bối đáp ứng giao dịch này tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Linh dược này đối với hàn mỗ mà nói thực sự không có tác dụng gì, từ tẩy linh chỉ đi ra nhất định sẽ hai tay dâng lên hai vị song trước đó vãn bối còn hy vọng hai vị có thể dùng tâm ma phát thệ, đáp ứng tại hạ sau khi giao dịch được bình yên ly khai ma giới, sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào khác để đối phó tại hạ. Nội tâm hàn lập buông lỏng trên mặt lộ ra tiếu ý, nói thêm. Người được một tức lại muốn thêm một thước A, à. chỉ là một gã tu sĩ hợp thể lại yêu cầu bổn tọa dùng tâm ma phát thệ. Nguyên yểm thánh tổ nghe vậy lửa giận vừa mới tắt lại bùng cháy dữ dội, liền giận dữ nói. Phát thể cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng thiếp thân không thể đơn giản đáp ứng như vậy muốn cho hai người chúng ta làm theo lời ngươi vậy trước tiên giao ra một nửa linh dược còn một nửa có thể chờ sau khi ngươi đi ra rồi giao nốt bảo hoa không nóng không lạnh đáp lời giao ra một nửa điều kiện này vãn bối không thể đáp ứng tại hạ sao biết hai vị tiền bối cần nhiều ít bao nhiêu linh dược là đủ nếu chỉ cần một điểm này không phải ta tự tìm chết hay sao hai mắt hàn lập nhíu lại không chút do so dự liền cự tuyệt đã không muốn phiêu lưu sao lại bảo ta cùng nguyên yểm dùng tâm ma phát thệ, nếu không sau đó người động tay động chân chẳng phải hai người chúng ta tự trói tua dây buộc mình sao. Xong chúng ta có thể hứa sẽ không ra tay với ngươi sau đó. Bạch y nữ tử thản nhiên trả lời, nguyên yểm thánh tổ nghe được lời bảo hoa, vẻ giận dữ cũng tan đi hơn phân nửa, lập tức đồng ý nói. Ta cũng có thể cam đoan chỉ cần ngươi giao luyện ma thảo ra, ta tuyệt đối không chủ động ra tay với ngươi. Hai vị đã không muốn dùng tâm ma phát thệ, hàn mỗ cũng không cách nào cưỡng ép. Vậy cứ ước định như cũ, trước tiên vãn bối vào tẩy linh trì, đợi sau khi đi ra liền đem linh dược làm thù lao giao phó. Nhưng đến lúc đó, nếu hai vị làm khó không cho tại hạ đơn giản rời đi thì tại hạ chỉ có thể dùng tất cả thần thông. Hàn lập không suy nghĩ gì nhiều thản nhiên nói, sau đó kim quang trên người lóe lên, hư ảnh chiếc đầu lâu thứ hai, cùng hai cánh tay màu vàng thần bí dưới xương sườn cùng lúc biến mất. Hắn tuy giải trừ biến thân nhị nhất nhưng sự cảnh giác trong lòng không suy giảm chút nào, tay chân không chút cử động mà thân hình hướng phía sau bay ra vài chục trượng kéo giãn ra một khoảng cách nhất định, sau mới nhìn lướt qua pháp trận cực lớn phía hồ nước. Bảo Hoa thấy vậy không lộ ra thần sắc gì khác thường, chỉ đơn giản hướng phía đối phương nhìn một cái liền hờ hững nói. Tẩy Linh chỉ nằm dưới hòn đảo này, bên trong là một cái không gian thần bí, pháp chân này chính là lối vào duy nhất. Hàn đạo hữu chỉ cần đứng giữa trung tâm pháp trận liền được truyền tống đưa xuống. Song thiếp thân cũng nói trước cho rõ, Chỗ không gian tẩy linh chỉ là địa phương có linh khí tinh thuần nhất, đối với người linh giới mà nói, tu luyện bên trong một ngày là bằng cả năm khổ tu. Nhưng không gian này có bài xích với sinh linh tiến vào, hơn nữa tu vi càng cao thì lực bài xích càng mạnh, lấy tu vi hàn đạo hữu có khả năng ở trong ấy ba ngày đã là cực hạn. Vượt quá thời hạn, có khả năng vĩnh viễn không ra được. Không gian kia càng bài xích ma tộc chúng ta tới cực điểm, căn bản là tư cách tiến vào nơi ấy cũng không có, trực tiếp bị chắn ở bên ngoài nếu không có hạn chế này Nguyên mỗ cũng muốn tự mình đi vào kiến thức một phen. Nguyên yểm cười giữ tợn một hồi lớn tiếng nói, trong lời rõ ràng không chứa bao nhiêu thiện ý. Nói như vậy, hai vị tiền bối đều chưa một lần tiến vào nơi đây. Thần sắc hàn lập khẽ động thuận miệng hỏi một câu, tuy chúng ta trông coi nơi này không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng phàm là thánh tộc thì không một ai có năng lực tiến vào. Chân mày bảo hoa hơi nhíu lại thản nhiên trả lời, thì ra là thế, Hàn Lập gật gật đầu không nói thêm gì hướng bạch y nữ tử hơi ôm quyền, nháy mắt liền hướng phía hồ nước bay tới. Đương nhiên lấy tâm tư cẩn thận của hắn chắc chắn sẽ không cho rằng tất cả những điều bảo hoa nói là sự thật. Khi cách pháp trận trừng trục trượng trên cao độn quang liện dừng lại, thân hình hắn hiện ra, một hồi lâu vẫn lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích, hiển nhiên đang nghiên cứu các loại phù văn huyền ảo bên trên trận pháp phía dưới. Bảo hoa cùng nguyên yểm thánh tổ đang đứng xa xa tựa hồ mỗi người một suy nghĩ, không ai muốn quấy dậy ai chọn thời gian cạn một chén trà hàn lập mới thở dài một hơi không suy nghĩ nhiều lắc mình một cái liền bay xuống phía dưới ngay thời điểm khi hai chân vừa mới chạm trung tâm pháp trận cả tòa đại trận bắt đầu chuyển động vù vù khắp nơi trên tòa đại trận từng cột ánh sáng năm màu xông thẳng lên trời điên cuồng xoay tròn không ngừng đồng thời trận trận chấn động lan rộng khắp trong pháp trận hàn lập ở trung tâm được một vòng ánh sáng năm màu bảo vệ xung quanh thân hình một lúc sau bắt đầu mơ hồ rồi bỗng nhiên vô ảnh vô tung biến mất ngay tại chỗ còn những cột sáng khi trước có thanh thế kinh người, thì bây giờ hào quang năm màu lập tức ảm đạm, chân pháp cực lớn tựa hồ an tĩnh lại. Bảo Hoa cùng Nguyên Yểm nhìn thấy cảnh này thần sắc đều không có gì khác thường, hiển nhiên không phải lần đầu thấy cảnh như vậy. Trên không trung Nguyên Yểm lặng lặng xem xét tình huống chốc lát bỗng nhiên hỏi nữ tử áo trắng một câu. Bảo Hoa, người thực sự để hắn rời đi hay sao? Phải biết rằng, người này chẳng những có huyền thiên chi bảo, lại lấy tu vi hợp thể kỳ mà có thể đối kháng ta và ngươi một hồi. Một khi để hắn trở về, vạn nhất nếu tiến giai thành công tuyệt đối là đại địch của thánh giới ta, những đại thừa phổ thông kia không thể đánh đồng. A, à, đây là vấn đề của mấy thủy tổ các ngươi. Ta không còn là thủy tổ đã lâu sao lại còn kéo vào. Ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ, một khi đạt được linh dược ta lập tức ly khai thánh giới. Hơn nữa tiểu tử nhân tộc này có niết bàn thánh thể cùng huyền thiên chi bảo trong tay, tuy chiến thắng ta và ngươi là chuyện không thể nhưng nếu một lòng muốn chạy thì cho dù ở bên ngoài lôi hải muốn lưu hắn lại cũng không mấy dễ dàng huống chi xem bộ dáng hắn chấn định như vậy nói không chừng còn có hậu thủ ngươi cũng đừng để ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo bảo hoa nhìn thanh niên áo đen thản nhiên nói hừ ngươi thực sự lại nghĩ như vậy a à. năm đó bộ dáng ngươi không phải như hôm nay lúc ấy trong ba người chúng ta ngươi là người quan tâm đến sự tình thánh giới nhiều nhất Chẳng lẽ đại kiếp nạn của thánh giới sắp đến lại không đáng để ngươi quan tâm? Thanh niên áo đen trừng mắt với nữ tử áo trắng một lúc, lời nói bỗng nhiên như có vẻ nhắc nhở. Đúng vậy, năm đó ta vì chuyện đại kiếp nạn mà hao phí rất nhiều tinh thần, nếu không lục cực nào có dễ dàng thừa dịp như vậy. Còn hiện tại ta chẳng quan tâm đến cái gì. Song xem hành động của các ngươi hiển nhiên đang áp dụng kế hoạch năm đó ta đã hủy bỏ, cưỡng ép chiếm cứ một phần địa bàn linh giới sau đó chậm rãi ma hóa cải tạo rồi đem tất cả tộc nhân rời vào bên trong linh giới a ngọc dung bảo hoa trầm xuống lời nói cực kỳ lãnh đạm đúng vậy nguyên bản vì muốn ứng phó với đại kiếp nạn của thánh giới chúng ta đã chuẩn bị mấy bản kế hoạch vốn muốn chọn một biện pháp ổn thỏa nhất nhưng không nghĩ rằng lục cực lại thay thế ngươi về sau tình thế đại biến lại không thể không tìm biện pháp khác mà biện pháp xâm chiếm linh giới là thủ đoạn có hiệu quả nhanh nhất rồi nguyên yểm thánh tổ im lặng trong phút chốc khẽ thở dài một hơi nói nhìn vậy hình như các ngươi tiến hành kế hoạch không mấy thuận lợi a à. tuy rằng trước mắt chiếm được một ít địa bàn nho nhỏ nhưng thủy chung không cách nào thanh trừ triệt để thế lực các tộc thậm chí hiện tại còn có xu hướng chuyển cục diện sang rằng co nhãn quang bảo hoa chấp động cười lạnh một tiếng rồi trả lời điểm ấy thì không cần lo lắng sở dĩ có cục diện rằng co là bởi vì đám tồn tại đại thừa của mấy tộc liên thủ lại hơn nữa còn mời được một số ngoại tộc giúp đỡ một khi mấy người chúng ta chuẩn bị chu toàn triệt để có thể đem chân thân hàng lâm linh giới thì cho dù thực lực bọn chúng có tăng gấp mấy lần cũng không chịu nổi một trận. Nguyên yểm thánh tổ nói một cách ngạo nghễ, chương 2101, giò xét hồ. Vậy sao, các ngươi cũng đừng quá coi thường bọn hắn, tuy rằng hai tên ấy không mấy nổi trội trong linh giới, nhưng dù gì cũng đã là tồn tại đại thừa nhiều năm, chắc chắn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Từ nhiều năm trước, hai tộc liên thủ ngăn chặn thánh giới chúng ta xâm lấn mà tranh lệch không bao nhiêu thì có thể nhìn ra được một hai mà lão quái vật linh tộc kia càng không phải là tồn tại đại thừa đơn giản, ta một mực hoài nghi các đời linh vương kỳ thật đều cùng một người biến ảo mà thành. Thậm chí có khả năng bọn hắn cùng chân tiên giới có một số quan hệ không rõ ràng, bằng không sao lại có loại bảo vật như Ngụy Tiên khôi lỗi, bằng một đại thừa cái tiểu tộc nho nhỏ làm sao có thể lấy được tới tay. Nữ tử áo trắng khôi phục thần sắc bình tĩnh, nói ra: "Những chuyện này trong lúc bàn kế hoạch chúng ta cũng có cân nhắc qua." Nhưng vô luận mấy tộc này có làm ra điều gì nhưng nếu muốn đối kháng thánh tộc thì quả thực si tâm vọng tưởng. Nếu không phải lo lắng mấy đại tộc linh giới chú ý, chúng ta đã sớm phát động lực lượng toàn tộc, đem mấy tộc bọn chúng nghiền nát dưới chân. Hừ, cho dù bọn chúng quả thực cùng tiên giới có quan hệ thì cũng chẳng đáng để vào mắt, thánh tộc chúng ta đồng dạng cũng có chỗ dựa trên thượng giới vậy. Nói thì thế, nhưng theo thiết tắc của tiên giới thì trừ khi phát sinh những sự tình cực kỳ to lớn ra, còn lại cho dù một giới diện có biến mất triệt để thì những người thượng giới cũng chẳng nhúng tay vào, chúng ta còn cần phải buồn lo vô cớ sao. Nguyên yểm thánh tổ lại lơ đễnh trả lời, các ngươi đã nắm chắc như vậy, coi như lúc trước thiếp thân chưa từng nói gì. Xong trước khi đến đây, ta có ghé qua thủy ấn chi địa một chuyến, mặc dù chỉ đứng xa xa nhìn thoáng qua, nhưng lại thấy cự ly phong ấn bây giờ so với thời điểm ta còn là thủy tổ lớn hơn đến mấy lần. Những người xông ra từ nơi kia, thực lực cũng đồng dạng bạo tăng nhiều lần, tiếp theo ta có chú ý đến hai trận đại chiến, qua đó liền thấy vẫn lạc mất một gã ma tôn cùng khoảng 10 tên luyện hư kỳ, còn những thủ vệ phong ấn bình thường thì chết đi cả ngàn ngàn người. Đây là kết quả có mấy trăm cụm khôi lối cùng ma thú phối hợp ra tay, nhưng ta càng để ý hơn chính là không có nhìn thấy niết bàn đạo hữu, ngược lại chỉ thấy một cỗ hóa thân của lục cực bên trong. Khẩu khí bảo hoa biến chuyển, bỗng nhiên nói ra một ít sự tình khiến thần sắc nguyên yểm hơi thay đổi. Người không có xuất thủ với cỗ hóa thân của lục cực này đấy chứ. Đương nhiên là không, tuy ta không ngồi ở vị trí thủy tổ nhưng dù gì cũng là một thành viên thánh tộc. Thủy ân chi địa nơi đại kiếp nạn bộc phát, như thế nào ta lại không biết phân biệt nặng nhẹ mà ra tay lung tung. Song nếu đổi lại là bản thể lục cực ở đó thì cũng chưa biết chừng. Nhưng từ phương diện này mà xét thì tình hình nguy cấp người nói lúc trước không tính là chuyện giật gân. Nữ tử áo trắng nhìn nguyên yểm thật sâu, mới ung dung nói. Hừ, bây giờ nhắc đến làm gì, loại chuyện này ta rảnh mà đi lừa gạt ngươi sao. Thanh niên áo đen trợn trắng mắt, bộ dạng cực kỳ tức giận. Song ta cũng thấy có chút kỳ quái, các ngươi không sợ thứ kia bỗng nhiên tỉnh lại, dùng bản thể đến trùng kích phong ấn sao? Tuy rằng có phong ấn ngăn cản, nhưng chỉ bằng vào một cỗ hóa thân của lục cực còn chưa đủ cho nó cắn một ngụm. Bảo Hoa cười lạnh một hồi, lại hỏi thêm một câu. Thanh niên áo đen nghe xong lời này, sắc mặt bắt đầu trở nên kỳ quái, sau một lúc lâu mới cười khổ trả lời. Câu hỏi của ngươi đã chậm rồi thứ kia tỉnh lại lần hai vào khoảng 6.000 năm trước, hơn nữa hiển lộ thực lực càng kinh khủng hơn so với lần thứ nhất. 6.000 năm trước đã tỉnh lại, thời gian so với phỏng đoán trước kia sớm hơn rất nhiều. Sắc mặt bảo hoa biến đổi, trong đôi mắt đẹp vậy mà hiện lên một tia sợ hãi. Lúc ấy, ta cùng lực cực nhận được tin nó tỉnh lại thì lập tức chạy tới. Nhưng khi đến thì đã thấy niết bàn đạo hữu kích phát biến thân tam niết, cùng thứ kia liều mạng đến lưỡng bại câu thương, mới miễn cưỡng bức lui được nó, nhưng trải qua một trận chiến này, Niết bàn đạo hữu nguyên khí đại thương, thậm chí không thể không thu hồi tất cả các hóa thân, bản thể lâm vào trạng thái ngủ say. Mà ta thì lo lắng, hy sinh một cỗ phân thân thâm nhập sâu vào nơi phong ấn. Phát hiện thứ kia tựa hồ như đang tích lũy lực lượng, hình như tiêu hao cũng khá nhiều, đồng dạng lâm vào trạng thái ngủ say. Nói cách khác, niết bàn đạo hữu cũng làm giống như ngươi, tranh thủ cho thánh giới chúng ta một ít thời gian để nghĩ biện pháp. Trong lúc này, chỉ cần một cỗ hóa thân của lục cực trông coi là đủ rồi. Dù sao bản thể thứ kia cũng không xuất hiện, trùng kích phong ấn đều do tử tôn của nó làm mà thôi, tu vi cao nhất cũng không sai biệt với ma tôn bình thường lắm, nhưng phong ấn bên trên càng ngày càng yếu, đoán chừng lần này có lẽ nó tỉnh lại sớm hơn lần thứ nhất một chút. Nguyên yểm thánh tổ thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ đắc dĩ. Tính ra, biến thân tam niết của niết bàn thánh thể có thể so sánh với chân linh cường đại rồi, thế mà vẫn bị thứ kia bước đến lưỡng bại câu thương. Lần đầu nó tỉnh lại, xa xa cũng không có mạnh như vậy. Bảo Hoa bắt đầu động dung, cái này cũng không tính là kỳ quái. Ngươi thực sự cho rằng thực lực chân chính của thứ kia chỉ có như vậy sao? Theo tình hình phong ấn càng lúc càng yếu, thực lực chân chính của nó đang chậm rãi khôi phục, lần tiếp theo tỉnh lại, chỉ sợ thực lực có thể so sánh với chân tiên thượng giới rồi. Chúng ta tuyệt đối không cách nào ngăn cản nó bài trừ phong ấn nữa. Mà đợi nó mang theo phần đông tử tôn cùng rời khỏi thủy ấn chi địa xong, lấy tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng thì thánh giới còn nơi nào cho tộc chúng ta dung thân? Điểm chết người nhất chính là, vô luận linh khí hay ma khí, thứ kia đều là có thể trực tiếp thôn phệ, hơn nữa sinh sôi nảy nở với số lượng đáng sợ. Không biết có bao nhiêu giới diện đã bị chúng bước cho hủy diệt rồi. Nếu không, sao lúc thượng cổ tiên giới lại phái người ngăn chặn nó, đem phong ấn tại thủy ấn chi địa trong thánh giới? Đáng tiếc, thời gian dài trôi qua, phong ấn rốt cuộc cũng dần dần yếu đi. Cho nên trước khi phong ấn được giải trừ hoàn toàn, chúng ta phải chiếm được một mảnh địa bàn tại linh giới, để thánh tộc có nơi dung thân. Vì sợ sinh sai lầm nên hiện tại trừ chúng ta cùng mấy thánh tổ biết rõ việc này thì những người khác đều bị che mắt, nhưng có lẽ cũng không thể gạt được bao nhiêu năm nữa." Thanh niên áo đen diễn giải một cách chua sót, có thể một mực phong ấn nó đến nay, ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa thánh giới to lớn như thế, một số người chỉ sợ cũng không phải một lòng a." À. Bộ dạng nữ tử áo trắng tỏ ra như không có việc gì. "Hừ, đích xác tỏ ra vui mừng chính là thú tôn điện, chúng cật lực ủng hộ thứ kia nên chẳng thế." nguyên yểm thánh tổ hừ lạnh một tiếng rồi nói tựa hồ đối với hết thảy mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay a à, cái này cũng có chút cổ quái rồi tuy rằng niết bàn đạo hiếu cần phải tu dưỡng nhưng người cùng lục cực cũng không phải ăn chay sao lại trơ mắt nhìn bọn chúng làm loạn mà không để ý đại cục chẳng lẽ một ít năm không gặp các ngươi lại trở nên không quả quyết rồi bảo hoa mơ hồ hiện lên một tia kỳ quái hỏi ngược lại nếu là thánh tổ bình thường ta và lục cực có thể áp chế chúng nhưng ủng hộ thú tôn điện ngoài vài tên thánh tổ bên trong ra, còn có hai lão thiên khấp cùng hạc nhan năm đó tranh giành vị trí thủy tổ với ngươi, thần thông lợi hại ra sao thì ngươi là người rõ ràng nha. Ta cùng lục cực chẳng ai muốn đối kháng cả, trên mặt thanh niên áo đen hiện lên vẻ quỷ dị, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Thiên khấp, hạc nhan, vừa nghe đến hai cái danh tự này, thần sắc bảo hoa liền trở nên âm trầm. Nhìn thấy biểu tình nữ tử áo trắng như vậy, nguyên yểm thánh tổ chỉ cười hắc hắc, không nói thêm điều gì nữa. Cùng một thời gian, bản thân hàn lập đang ở trong một cái không gian phương viên khoảng tầm trăm dặm hắn bất động đứng lơ lửng trên không một cái hồ nước đường kính trăm trượng trong toàn bộ không gian khắp nơi đều là đại thụ che trời cao mấy trăm trượng nguyên một màu xanh biếc bắt mắt dùng mắt thường cũng có thể thấy được từng đảo ánh sáng đặc biệt khắp nơi trên mặt đất đều là bụi cây cùng đủ loại hoa cỏ kỳ lạ phủ kín xung quanh những đại thụ đồng dạng tản ra vầng sáng năm màu nhàn nhạt, nhạt còn trong hư không từng đoàn từng đoàn quang cầu năm màu to cỡ ngón chân cái như ẩn như hiện, phiêu đãng đầy trời, cơ hồ làm cho người ta cảm giác như lâm vào hiểm cảnh. Mà hồ nước dưới chân Hàn Lập, mặt nước không chút động tính, toàn bộ đều là màu bạc, phảng phất như thủy ngân gây cho người nhìn một loại cảm giác mười phần trầm trọng. Hàn Lập nhìn qua mặt nước màu bạc phía dưới, thân sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại giật mình không thôi. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, hồ nước phía dưới căn bản chính là linh khí tinh thuần, trực tiếp áp xúc hóa lỏng mà thành, bên trong ẩn ẩn còn chứa nhiều loại năng lượng thần kỳ không cách nào phân biệt đại khái đây có thể chính là tẩy linh trì chính thức khiến bọn hắn thoát thai hoán cốt song tẩy linh trì dễ dàng đã tìm được còn tịnh linh liên lại ở nơi nào ánh mắt hàn lập nhanh chóng lướt qua bề mặt hồ nước ngoại trừ mặt nước lập lòe ngân quang ra căn bản không có bất kỳ thứ gì lơ lửng phía trên chẳng lẽ lại nằm sâu trong hồ hàn lập thì thào một câu ánh mắt lại cố gắng nhìn xuống chỗ sâu trong hồ nước vừa rồi thần niệm hắn sớm đảo qua cả hồ nước nhưng vừa xuyên qua mặt nước được hơn một trượng đã bị một cỗ lực lượng không biết tên ngăn chặn. Hàn Lập chỉ suy nghĩ trong ít phút, làm mang trong mắt chợt lóe, đồng thời pháp lực toàn thân cuồn cuộn quán chú vào hai mắt. Nhưng Minh Thanh Linh Mục cũng chỉ vào được sâu trong hồ hơn 10 trượng liền ngừng lại, đồng dạng bị một tầng bạch quang che chắn, không cách nào tiến thêm dù chỉ một chút. Hàn Lập nhướng mày, nhưng cũng không phải là do hoảng hốt, tay áo vung lên, một đoàn ánh sáng màu xanh lập tức bắn ra, sau một cái chớp động, liền đứng vững ngay trước người hắn chính là một đầu khôi lỗi thanh lang cao hơn một trượng, bộ dáng trông cực kỳ sống động, nhưng rõ ràng cấp bậc không tính là cao. Hàn Lập không nói hai lời, ngón tay điểm chỉ trong không gian một cái. Một đoàn bạch khí từ đó bay ra, sau một trận giao động, lại huyễn hóa thành một gương mặt màu trắng mơ hồ, không mấy rõ ràng, nhưng bộ dáng chính là Hàn Lập. Gương mặt này vừa lóe lên tức thì, liền nhanh chóng chui vào bên trong thân thể khôi lỗi cự lang, không còn chút bóng dáng. Gào, Hàn Lập không hề do dự, Vung tay áo lên hướng về phía mặt hồ, phân phó một tiếng. Miệng sói cực lớn gầm nhẹ một tiếng, bốn chân khẽ động, lập tức hóa thành một đạo độn quang màu xanh bắn thẳng xuống mặt nước. Sau một hồi nhộn nhạo, mặt nước màu bạc mới lại lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh. Bây giờ Hàn Lập mới thở khẽ ra một hơi, hai tay đưa về chắp sau lưng, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi giữa không trung. Chương 2102 Tịnh Linh Liên, sau khi để một tia phân niệm bám vào cụm khôi lỗi, tuy Hàn Lập vẫn lơ lửng trên mặt hồ nhưng nhờ tâm niệm cảm ứng nên có thể quan sát rõ ràng hết thảy mọi động tĩnh phía dưới. Hồ nước màu bạc này còn huyền diệu hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Cự lang tiềm nhập vào hồ nước, sâu được ba bốn trượng liền gặp phải một cỗ phản lực đẩy lùi nó, nước ao bốn phía cũng ẩn ẩn truyền đến vô số cự lực trói buộc, khiến nó muốn lặn xuống một chút cũng trở nên gian nan dị thường. Cự lang trầm sâu từng xích từng xích một, khi được hơn một trượng thì lực trói buộc bốn phía bắt đầu tăng lên, trong nháy mắt đã cao gấp mấy lần, phản lực thì càng gắt gao ngăn cản, làm nó không mảy may tiến thêm được một chút. Đồng thời, bên trong thân thể khôi lỗi thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng răng rắc. Nứt vỡ, một bộ tùy thời đều có thể bạo liệt do gặp phải lực ép quá lớn. Phân niệm hàn lập quét qua phụ cận xung quanh, ngoại trừ nước ao bàng bạc ra thì vẫn không hề cảm ứng được thứ gì. Trên không hồ nước, hắn nhíu mày một cái, tâm niệm hơi động một chút. Bốn chân cự lang khẽ cử động, nổi lên lại nửa trượng, tại độ sâu ấy liền bắt đầu du động một cách chậm rãi tuy động tác cực kỳ chậm chạp nhưng diện tích hồ nước bất quá chỉ rộng hơn trăm trược sau thời gian uống cạn một tuần trà khôi lối cự lang dạo qua hết một vòng nhưng không thu hoạch được gì hàn lập trầm ngâm một lúc cánh tay hướng mặt hồ khẽ ngoắc sau một tiếng vèo khôi lối cự lang từ trong mặt hồ bay lên đồng thời một đoàn ánh sáng màu trắng kích bắn ra lóe lên tức thì liền nhập vào trong người hàn lập ánh mắt hàn lập quét qua thân thể cự lang một hồi cảm thấy không có bất cứ dị thường gì mới vung tay áo lên đem khôi lối thu vào Đương nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc đơn giản như vậy, cánh tay lại vung lên xuất ra một hoàn đen kịt, xoay tít phát ra từng trận ù ù. Từ bên trong hoàn này phóng xuất vô số khỏa kim sắc quang cầu, xem rõ thì chính là hàng trăm giáp trùng cực lớn vừa bay ra. Mỗi một con đều phát ra kim quang chói mắt, một đôi răng nanh giữ tận lộ ra ngoài, chính là những vệ kim trùng trưởng thành. Hàn Lập không chút do dự dùng một tay bấm niệm pháp quyết, bạch quang chợt lóe ngay giữa mi tâm, theo sau là từng trận âm thanh suy suy trên trăm đạo ánh sáng tí ti kích bắn từ đó ra, mỗi một đạo đều chuyển xác nhập vào một đầu kim trùng. Hàng trăm kim trùng bắt đầu tề động, biến thành từng đoàn từng đoàn kim quang xâm nhập vào trong hồ nước, nhanh chóng chìm sâu xuống. Lấy thân thể không cách nào phá hủy của những vệ kim trùng này, thêm thực lực cường hãn của mỗi cá thể, có lẽ có thể xâm nhập vào địa phương sâu hơn. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm đầu vệ kim trùng liền chìm sâu một hơi khoảng 7-8 trượt, tốc độ mới bắt đầu chậm dần lại. Nhưng đến lúc này, vẫn chưa thấy đáy hồ đâu cả. Trên mặt Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, trong đầu không khỏi suy nghĩ, có nên đem hơn 10 đầu trùng vương dự bị ra dùng hay không. Nhưng lúc này, những vệ kim trùng kia cũng đã gian nan thâm nhập được sâu khoảng 10 trượng, trên mặt hắn rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tại nơi sâu hơn 10 trượng phía dưới, rốt cuộc cũng thấy được một mặt cát trắng xóa. Hàn Lập mừng lớn. Lúc này liền ra lệnh cho tất cả phệ kim trùng hướng ra mọi phía xung quanh mà lùng sục. Kết quả, rất dễ dàng đã tìm được hai chỗ hẻo lánh dưới hồ, bên trong phát hiện bảy gốc linh liên cao hơn một xích. Mỗi một gốc, thân chúng đều trong suốt phảng phất như thủy tinh, bên trong thân như có chẳng chỉ tơ máu, núi liền từ gốc đến đỉnh liên hoa. Trong bảy gốc linh liên, ba gốc có nụ hoa lớn cỡ nắm tay, hai gốc thì nở ra được một nửa chỉ có một gốc nở bung triệt đề. Những liên hoa chưa nở bung thì không có gì lạ thân mang màu vàng nhạt, nhưng liên hoa đã nở bung thì màu cánh hoa lại là màu thịt hồng, mặt ngoài mơ hồ còn có thể thấy được những đường giống như huyết mạch kinh lạc của người, kỳ lạ dị thường. Hàn Lập gặp tình hình này, chẳng những không thất vọng, ngược lại còn mừng như điên. Tại linh giới chuyện có liên quan đến tẩy linh trì và tịnh linh liên tuy không có bao nhiêu, nhưng hắn đã mang ý định dấn thân kỳ hiểm vào ma giới thì tất nhiên phải nghĩ hết thảy mọi biện pháp mà thu lấy một ít tin tình báo. Căn cứ vào những gì hắn thu được, tịnh linh liên này được xem là một loại kỳ vật trong thiên địa, chẳng những phải sinh trưởng trong tẩy linh trì, trước khi linh liên nở hoa và thay đổi màu sắc thì hiệu dụng chả khác gì linh thảo bình thường mà linh liên này một khi nở hoa đổi màu liền có thể duy trì ngàn năm nếu như không có người ngắt lấy tức thì sẽ từ từ hóa thành linh khí tinh thuần tự động dung nhập linh hồ lần nở hoa tiếp theo thì là chuyện của mấy ngàn năm sau cho nên ngay lúc trước khi tiến vào tẩy linh trì tuy đám người lúng ra lão tổ một mực mưu đồ việc này nhưng cũng không dám cam đoan nhất định gặp được linh liên nở hoa hơn nữa, cho dù có được một hai đóa thì cũng vì nhân số nên một người được hai đến ba cánh hoa đã là tốt lắm rồi. Hiện tại, ngoài ý muốn đám người lúng ra lão tổ đã vẫn lạc, đóa linh liên này tất nhiên chỉ mình hắn sử dụng, hắn có thể hấp thu hoàn toàn linh khí cùng dược hiệu thần kỳ bên trong. Hàn lập cưỡng chế đè lại mừng rỡ trong lòng, lại để cho phệ kim trùng tiếp tục cẩn thận điều tra các nơi hẻo lánh dưới đáy hồ. Kết quả, ngoại trừ những gốc tịnh linh liên kia ra thì không phát hiện thêm linh dược nào khác. Cái này cũng không tính là kỳ quái lấy áp lực đáng sợ của linh thủy trong tẩy linh trì linh dược khác thật sự không thể nào sinh tồn huống hồ linh lực bên trong với ngoại giới mà nói thì thật sự tinh thuần quá mức nếu có hạt giống linh dược nào rơi vào trong hồ chỉ có thể nhận lấy kết cục tự bảo chứ đừng nói tới chuyện nảy mầm sinh trường hàn lập đang tự đánh giá lại mọi chuyện thì đột nhiên những vệ kim trùng xâm nhập vào linh hồ trở nên bạo động tựa hồ như đang hưng phấn quá độ hàn lập kinh ngạc một hồi vội vàng liên hệ cùng các tia phân niệm nhanh chóng điều khiển bọn chúng rời khỏi linh hồ một lát sau sắc mặt hắn khe biến, ý niệm trong đầu mạnh mẽ thúc giục, một vệ kim trùng mới không mấy tình nguyện rời khỏi mặt nước, di chuyển một cách chậm rãi về phía hắn. Từ lúc kim sắc giáp trùng to cỡ nắm đấm rời khỏi mặt nước, hai mắt hàn lập tinh quang chớp động, bắt đầu đánh giá cẩn thận. Thoạt nhìn bên ngoài, những linh trùng này không khác gì lúc trước, nhưng khí thức hình như biến hóa chút ít. Loại biến hóa này không đơn thuần là suy yếu hay cường đại, mà giống như một loại chuyển biến. Hàn lập cao mày, đột nhiên như nhớ ra điều gì, làm mang trong mắt lóe lên. Lúc này đây, trên mặt hắn biểu lộ vẻ giật mình. Nhìn thì giống với linh trùng độc nhất vô nhị trước kia, toàn thân đều là kim sắc giáp xác, nhưng bằng mắt thường lại khó phát hiện trên thân chúng lại có những sợi tơ li ti màu trắng, tuy rằng nhạt đến mức như không có, nhưng hắn có thể khẳng định trên thân vệ kim trùng lúc trước tuyệt đối không có thứ này. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng đảo chuyển, sau khi sắc mặt biến hóa vài cái, bỗng nhiên đưa tay khẽ điểm linh thú hoàn trong không trung một cái một đầu phệ kim trùng lập tức từ trong hoàn bay ra, hơn nữa sau một cái chớp động liền ngoan ngoãn. Đậu trong lòng bàn tay hắn, sau khi đón được đầu kim trùng này, làm mang trong mắt hắn chớp liên tục quét qua thân trùng. Một lát sau, sắc mặt hắn hơi đổi, phán đoán lúc trước quả nhiên chính xác, dưới linh mục, hắn quan sát đầu phệ kim trùng vừa mới bay ra khỏi linh hoàn, tuy toàn thân đều là kim giáp bóng loáng nhưng không mảy may có lấy một tia bạch ti. Rõ ràng sau khi phệ kim trùng tiến vào trong tẩy linh trì, bên trên giáp xác mới xuất hiện loại biến hóa này. Hẳn là tẩy linh trì cũng có hiệu dụng với phệ kim trùng. Nội tâm hàn lập tự định giá một hồi, không chút trần chờ liền dùng thần niệm gọi tiếp một đầu phệ kim trùng trưởng thành ra khỏi hồ. Kết quả là đầu linh trùng thứ hai này cũng đồng dạng có những sợi tơ li ti màu trắng trên thân. Đến bây giờ, trong lòng hàn lập không còn gì hoài nghi. Tẩy linh trì này vậy mà lại có hiệu dụng lần nữa kích phát biến dị đối với đầu phệ kim trùng trưởng thành, nhưng không biết loại hiệu dụng này đem những linh trùng này đến phương hướng biến dị nào. Trong lòng hắn suy nghĩ việc này nhưng trên mặt lại không có quá nhiều kinh nghỉ, không lập tức thả hết phệ kim trùng ra, ngược lại còn nhướng mày thúc giục pháp quyết đem đám phệ kim trùng còn lại dưới hồ gọi về, thu tất cả vào trong linh thú hoàn. Hàn lập biết rõ những phệ kim trùng này nhanh chóng sinh ra biến dị là do hấp thu những năng lượng thần bí trong hồ nước kia. Mà những năng lượng bên trong tẩy linh trì này chính là thứ mấu chốt có thể giúp hắn thoát thai hoán cốt trước khi bản thân tẩy tủy dịch kinh xong sao có thể để giảm bớt những năng lượng này nếu không vạn nhất năng lượng không đủ dẫn đến tẩy tủy thất bại thì dù cho những phệ kim trùng sau khi dị biến có uy năng tăng mạnh hắn cũng chỉ có thể hối hận không thôi dù sao thì tiến giai cảnh giới đại thừa vẫn quan trọng với hắn hơn cả hết thảy những thứ khác đều như bóng trăng trong nước mà thôi đương nhiên nếu như tẩy tủy hoàn tất dĩ nhiên không thể phí phạm rồi hắn sẽ thả ra tất cả phệ kim trùng cho chúng thỏa thích hấp thu hết thảy những thứ trong hồ Đối với hết thảy mọi việc trong lòng Hàn Lập đều minh bạch, hơn nữa cũng đã tìm thấy tịnh linh liên nên không trần trừ thêm. Vừa đem linh thú hoàn thu lại hắn lại vung tay áo, một đạo kim ảnh nhàn nhạt từ từ xuất ra, sau một hồi lượn vòng liền biến thành một đầu tiểu thú màu vàng cao hơn xích. Chính là báo lân thú, tuy nơi này người ngoài không có khả năng tiến nhập, nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì lúc ta tiến vào linh hồ, người giúp ta hộ pháp một hồi. Nếu quả thực có người nào xông vào, người nhất định phải dốc sức ngăn cản cho ta. Hàn Lập trầm giọng phân phó, "Chủ nhân yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức." Tiểu thú há miệng, phát ra thanh âm nữ đồng thanh thúy, thân mình vừa động lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất trong hư không. Trên mặt Hàn Lập không chút biểu tình, chỉ gật gật đầu, trên người lóe lên hào quang màu xanh, một bóng người màu xanh nhạt quỷ dị xuất hiện. Bóng người này cùng Hàn Lập có dung mạo độc nhất vô nhị, mặc một bộ trường bào xanh nhạt, chính là cụm chi tiên linh khu. Tiếp đó Hàn Lập vỗ đỉnh đầu, một đoàn hắc khí cuồn cuộn bốc lên, bên trong có một nguyên anh đen kịt ẩn hiện. Chính là đệ nhị ma anh của Hàn Lập, ma anh này vừa hiện thân liền cùng tâm niệm Hàn Lập liên thông, lập tức quát khẽ một tiếng hướng về phía linh khu, trong nháy mắt liền nhập vào trong không còn thấy bóng dáng. Tiếp theo, không cần Hàn Lập phân phó, hai mắt linh khu vốn đang nhắm nghiền đột nhiên mở to bắn ra từng trận ngân quang, sau khi mỉm cười liền biến thành một đạo thúy quang hướng thẳng đến phía rừng rậm phụ cận. Lúc này, Hàn Lập mới tiếp tục lấy ra một chồng trận kỳ cùng trận bàn, hướng bốn phía xung quanh hồ nước ném đi, trong phút chốc liền tạm thời bày ra ba tòa pháp trận huyền diệu, đem linh chỉ bao phủ trọn vẹn vào trong. Phải cẩn thận để đạt mục đích, ai biết hai tên thủy tổ ma giới bên ngoài kia có thi triển thủ đoạn nào hay không, Hàn Lập phải phòng ngừa chu đáo, đem hết thảy thủ đoạn phòng bị bày ra. Tuy có báo lân thú cùng đệ nhị mà anh điều khiển linh khu, thêm ba cái pháp trận thì cũng không có khả năng ngăn cản một vị thánh tổ, nhưng chỉ cần trì hoãn cho hắn thêm chút thời gian thì chắc chắn sẽ không đến nỗi bị đánh lén mà không kịp trở tay. Hàn Lập làm xong hết thảy mới chân chính an tâm, sắc mặt buông lỏng xuống, lúc này mới hướng hồ nước phía dưới hạ xuống. Chương 2103: Thoát thai hoán cốt. Thân hình vừa tiếp xúc với mặt hồ bằng bạc, lập tức từ trên người hắn lóe lên một tầng ánh sáng xanh nhạt, mặt nước bị rẽ về hai phía một cách đơn giản. Hàn Lập chậm rãi chìm sâu vào trong, cuối cùng để nước hồ bao phủ lại thân mình, mặt nước dần dần khôi phục sự tĩnh lặng. Theo thân mình càng trầm xuống, áp lực trong hồ cũng bắt đầu tăng vọt đe ép màn sáng màu xanh đến nỗi biến hình. lấy bản lĩnh cao cường của Hàn lập tất nhiên không để việc vừa thấy trong lòng. trong chốc lát thời gian đã tiến đến chỗ đáy ao có gốc tịnh linh liên. hắn đứng bên trong màn sáng chậm rãi đánh giá gốc linh liên một lúc, cánh tay đảo chuyển liền lấy ra một húp ngọc long lanh từ vòng chữ vật. hít sâu một hơi, bàn tay vung lên khẽ điểm về phía linh liên vẽ một vòng. một sợi tơ màu xanh xuất ra từ đầu ngón tay, nhanh như thiểm điện đã quấn nhẹ quanh thân linh liên liên hoa màu thịt hồng lớn tầm cái đĩa liền lập tức rụng xuống, dưới áp lực bốn phía bắt đầu trôi nổi di chuyển xung quanh. Hàn lập sớm đã có chuẩn bị, hộp ngọc trong tay hướng liên hoa nhoáng lên một cái. Lập tức nắp hộp mở bung, một mảnh kim hà xuất hiện từ trong hộp, chấp lé một cái liền bao lấy liên hoa kéo vào bên trong hộp ngọc. Nắp hộp đóng lại, một đóa liên hoa nguyên vẹn đến tay một cách đơn giản. Về cách phục dụng, Hàn Lập cũng biết chút đại khái, không phải cứ thế nuốt vào ngay lập tức, mà phải phối hợp cùng linh trì trong quá trình tẩy tủy mới dùng được. Cánh tay lại đảo chuyển, hộp ngọc đang trong lòng bàn tay lập tức biến mất. Sau đó hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết, sau một tiếng sét đánh vô số tia điện màu vàng từ trong cơ thể tuôn ra, tại bên ngoài thân cuộn xoắn vào nhau. Ngay sau khi đống tia điện màu vàng xuất hiện, quần áo trên người hàn lập lập tức biến thành cho bụi, cả người lập tức trần chuồng. Thân hình cân đối bình thường, lấp ra bên ngoài lại trắng non óng ánh, hơn nữa mơ hồ còn có một tầng sáng bóng như ngà voi, trên thân thể lâu lâu chấp lóe ánh sáng. Hàn lập đối với hết thảy như không nhìn thấy, vung tay lên khẽ phất về phía màn sáng màu xanh một cái. Phanh một tiếng trầm đục, màn sáng biến một một cách vô ảnh vô tung, lượng nước bốn phía lập tức ập vào thân thể trần trụi, vây hắn vào trong. Hàn lập không tự chủ được khẽ thở dài một hơi, ngay khi là nước tiếp xúc với da thịt, lập tức có một cỗ linh lực cực kỳ tinh thuần điên cuồng rót vào trong kinh mạch khiến chúng mãnh liệt bành trướng thế tới hung mãnh khiến hắn thấy hãi hùng khiếp vía lúc này hàn lập vội ổn định tinh thần lập tức nắm chắc cơ hội này phạm thánh chân ma công điên cuồng vận chuyển theo tất cả các đường kinh mạch mỗi một vòng vận hành đều là một tiểu chu thiên làm phân nửa linh lực trong kinh mạch biến thành pháp lực bản thân loại phương thức tăng trưởng tu vi này tuy không nhanh bằng hấp thu năng lượng trong hai khối dị ma châu lúc trước nhưng là tuyệt đối là một đại cơ duyên nếu có thể điên cuồng hấp thu liên tục ba ngày tu vi hắn chắc chắn tiến thêm một bước lớn song nội tâm hàn lập cũng hiểu loại tăng trưởng pháp lực nhanh chóng này là do tẩy linh chỉ bổ sung những chỗ hắn còn thiếu. Chính yếu là vài loại năng lượng thần kỳ trong hồ có khả năng cải tạo lại thân thể. Đây mới là mấu chốt cho việc về sau hắn có thể tiến giai đại thừa. Lúc này hắn cảm thấy được, theo linh lực quán chú vào người tất cả kinh mạch bắt đầu sinh ra cảm giác tê tê. Da thịt bên ngoài trực tiếp tiếp xúc với làn nước ẩn ẩn truyền đến một loại cảm giác đau nhức, phảng phất như bị lột da. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống đáy hồ chậm rãi nhắm hai mắt lại thân hình bất động ngay lập tức thời gian từng chút trôi qua suốt gần nửa ngày sau da hàn lập vốn bóng loáng như ngọc bây giờ lại ẩn hiện từng đường tơ máu nhưng quỷ dị là đến một giọt máu cũng không hề chảy ra song đây chỉ là hiện tượng bên ngoài còn bên dưới lớp da thì huyết nhục xương cốt bị đoàn năng lượng thần bí trong hồ xâm nhập đang tiến hành một loại diễn biến không cách gì quan sát bằng mắt thường được loại quá trình cải tạo này mà đối với người bình thường cơ hồ là một loại thể nghiệm sống không bằng chết nhưng với thân thể cường hoành đến nỗi không còn gì để nói, cộng thêm nghị lực lớn lao như Hàn Lập thì điểm thống khổ ấy hoàn toàn có thể thừa nhận. Qua thêm một lúc, Hàn Lập bỗng nhiên mở hai mắt, cánh tay run run vung lên hộp ngọc chứa linh liên lúc trước liền phiêu phù trước hắn. Sau khi nắp hộp tự động mở ra, liên hoa màu thịt hồng liền trôi nổi lên. Hai mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm vào tỉnh Linh Liên, bỗng hắn há miệng phun ra một đạo thanh hà. Ánh sáng qua đi, một cánh hoa lớn cớ lòng bàn tay bị cuốn lấy. Hàn Lập lại khẽ hút lại, mảng thanh hà lại kéo về kèm theo là cánh hoa đã được đưa vào trong miệng. Miệng kép lại, đầu lưỡi vừa tiếp xúc với thứ bên trong lập tức cảm nhận được cỗ hương vị ngọt ngào, khiến nước bọt không kìm được tràn ra. Cánh hoa vừa vào miệng lập tức thay đổi, biến thành một đoàn chất lỏng chảy xuôi vào cổ họng. Một cỗ nhiệt lực bộc phát từ đan điền, hóa thành hơn 10 đầu hỏa xà thâm nhập vào các đường kinh mạch khắp nơi. Hàn Lập vô thức nhíu mày một cái, nhưng ngay trên mặt lập tức hiện lên một màu đỏ thấm, bắt đầu lan tràn từ đầu xuống chân chỉ trong thời gian vài hơi thở, đã trải rộng khắp mỗi tắc trên cơ thể. Hắn cực kỳ hoảng sợ, sau một khắc nhiệt độ cơ thể liền bạo tăng nghìn lần. Như có một luồng năng lượng cực nóng phảng phất giống dung nham bộc phát từ trong ra ngoài, thậm chí xông thẳng vào trong thức hải hắn. Nhất thời hắn không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy thần thức trầm xuống, sau khi thốt lên hai từ không tốt liền triệt để hôn mê. Chỉ một cánh hoa của tịnh linh liên, vậy mà lại bá đạo như vậy. Năng lượng cực nóng gào thét tàn phá bừa bãi khắp nơi trong cơ thể hàn lập, độ nóng vãn tăng lên với tốc độ kinh người. Từ xa nhìn lại, tuy Hàn Lập đang hôn mê bất tỉnh, nhưng bên ngoài thân lại nổi lên một tầng hỏa diễm đỏ rực. Không lâu sau, làn nước phụ cận ẩn ẩn như có xu thế sôi trào. Không biết đã qua bao lâu, Hàn Lập cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong một hồi đau đớn. Lúc này, cỗ nhiệt lực trong cơ thể kia đã sớm biến mất, nhưng khi ánh mắt hắn vừa nhìn lại thân thể mình thì không kìm được mà hít vào một ngụm không khí. Thân thể hắn bây giờ so sánh với lúc trước thì mạnh mẽ hơn nhiều, đồng thời da thịt bong chóc sạch sẽ, huyết nhục phía dưới lại ẩn ẩn hình thành một tầng bàng bạc, khắp nơi trên thân thể đều truyền đến cái cảm giác đau nhức kịch liệt. Song hắn vẫn cố gắng chịu đựng, sau một hồi hướng thần niệm xem xét bên trong cơ thể lại kinh hỉ. Xương cốt toàn thân lại cứng hắn hơn nhiều, đồng thời mỗi một khúc xương lại hơi ẩn ẩn chuyển ánh tím. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng đảo chuyển, liên hệ với Ma Anh đang thủ hộ ngoài hồ nước. Sau khi biết được thời gian hôn mê mới hơn hai canh giờ, lúc này nội tâm hơi hơi buông lỏng, không chút do so dự liền hút tiếp cánh sen thứ hai vào miệng. Qua hai ngày hai đêm, mặt nước vốn tĩnh lặng như gương lại đột nhiên dao động kịch liệt, sau một hồi vang vọng âm thanh ầm ầm thì thình linh xuất hiện một vòng xoáy đường kinh hơn một trượng trên mặt hồ. Vòng xoáy tản mát ra quang mang bằng bạc, nhưng đồng thời lại tuôn ra vô số phù văn màu tím. Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh hồ nước cũng bắt đầu rung chuyển. Vô số đoàn sáng năm màu từ bụi cỏ lùm cây xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ một thể phía trên mặt hồ chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành một đám mây năm màu rộng gần một mẫu ngay trên tẩy linh trì hơn nữa càng lúc lại càng lớn càng ngày lại càng thêm trói mắt còn vòng xoáy lại liên tục truyền ra từng tiếng đùng đoàng phảng phất như có một con quái vật đáng sợ dưới mặt nước đang thôn vân thổ vụ tiếng sét đánh đột nhiên vang lên giữa trời quang một đạo điện hồ năm màu xuất hiện từ đám mây năm màu trên không thô cỡ cái bát cơm điên cuồng bổ xuống ngay giữa vòng xoáy l một tiếng nổ kinh thiên động địa cả hồ nước liền nhoáng lên tia điện năm mày bị bắt ngừng lại, một cột sáng màu tím từ trong vòng xoáy thần bí bắn lên, đem điện hồ trên đầu kia hủy diệt, vừa lóe lên tức thì liền xâm nhập vào đám mây năm màu bên trên, trực tiếp xuyên thủng qua. Đám mây cực lớn vốn cực kỳ chói mắt lại nhanh chóng bắt đầu ảm đạm, càng lúc càng thu nhỏ lại. Trong chốc lát, đám mây lại truyền ra một tiếng trầm đục, lần nữa hóa thành vô số điểm sáng tản ra xung quanh. Cột sáng ánh tím bay thẳng một đường, liền biến mất trong hư không. Sau một khắc, mặt hồ gợn sóng cũng dần dần khôi phục tĩnh lặng vòng xoáy màu bạc giữa hồ cũng dần dần hư ảo đi phảng phất như tình cảnh kinh người vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện trọn vẹn thời gian ăn xong bữa cơm mặt nước lại tiếp tục dao động một hồi một bóng người mơ hồ từ trong mặt nước bay ra sau một cái chớp lóe liền đứng vững vàng nơi bờ hồ chính là hàn lập đã dịch kinh tẩy tủy hoàn toàn thoát thai hoán cốt giờ phút này hắn vẫn mang dung mạo độc nhất vô nhị nhưng da rẻ lại càng óng ánh như ngọc lại càng thêm một tầng bàng bạc sáng bóng khó phát hiện Giá người hắn cao hơn so với trước, tay chân cũng thon dài, toàn bộ thân hình đều rắn chắc hơn, mọi cử động đều gây cho người khác cảm giác trầm trọng dị thường. Hàn Lập thoáng hoạt động tay chân một chút, hai nắm tay bỗng nhiên nắm chặt lại. Lập tức từ những đốt ngón tay trong cơ thể truyền ra một hồi răng rắc nặng nề, đồng thời nắm tay tùy ý cách không đấm tới khối đá màu xanh bên cạnh hồ nước. Một đấm này không hề sử dụng bất kỳ loại chân lực nào, hoàn toàn dựa lực lượng mới trải qua tẩy tủy của bản thân. Kết quả nắm đấm nhìn như vô lực kia vừa mới đánh ra, xung quanh bỗng nhiên phát ra từng trận vù vù, không khí lập tức giống như nước chảy xuống phễu hướng phía tới của nắm đấm mà đi, không gian vài chục trượng phía trước liền trở nên mờ ảo. Một tiếng nổ mạnh khiến đất sung núi chuyển truyền lại đến. Một cái hố to đường kính khoảng 10 trượng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh hồ nước. Còn khối đá màu xanh cực lớn sớm đã bị sức lực hàn lập ép thành bụi phấn trở thành một bộ phận của đống bùn đất hỗn tạp bên dưới. Thấy cảnh này, hàn lập vô cùng mừng rỡ. Nếu như có vận dụng pháp lực tạo thành tình cảnh như vậy tất nhiên không phải là chuyện quái lạ, thế nhưng đây chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể đã có thể gây ra tình cảnh như thế, nghe là đã giận cả người. Xong buổi kiểm tra của Hàn Lập không phải đến đây là kết thúc, cánh tay lại khẽ động, ngón tay vươn dài điểm thẳng về phía mặt nước bàng bạc trong tẩy linh chỉ một cái. Lập tức, một đạo ánh sáng màu xanh chói mắt từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên tức thì liền bắn thẳng vào mặt hồ. Sau một khắc, liền nổ vang một tiếng, từng lớp sóng bàng bạc dâng lên từ trong hồ, cao đến chừng 5-6 trượng. Chương 2104, thôn vệ. Sau khi từng đợt sóng lớn đi qua toàn bộ hồ nước lại hiện ra trước mắt, nước ao bàng bạc thế mà bị ngạnh xanh tách ra hai bên lộ cả đáy hồ trắng nhạt. Vừa rồi chỉ bằng lực lượng một ngón tay của Hàn Lập đã tạo ra uy năng sâu không lường được. Sau một khắc, lại oanh lên một tiếng, nước ao hai bên ào ào dồn vào chính giữa đem đáy ao một lần nữa che kín lại. Không tệ, pháp lực đã gia tăng hơn không ít, nhưng chính yếu là thần niệm cùng Nguyên Anh đều lớn mạnh hơn trước kia ba phần. Còn những chỗ tốt khác sau này phải đời từ từ chậm rãi thể nghiệm một phen. Thần niệm Hàn Lập quét qua thân thể một lượt rồi trên mặt tươi cười thì thảo tự nói một câu, bỗng nhiên từ phương xa chuyển đến tiếng giết dài. Chỉ trong chốc lát cấm chế bốn phía cùng lúc dao động. Một đạo kim ảnh cùng một đạo lục quang từ hai phía xa xa chấp lóe lên, liền vững vàng đứng trước mặt Hàn Lập. Chính là báo lân thú cùng chi tiên linh khu ta hoàn thành xong quá trình tẩy kinh dịch tủy, các người cũng xuống dưới ngâm mình một phen đi. Hàn lập không chút do dự phân phó một tiếng, báo lân thú nghe được lời này tự nhiên đại hỉ, lúc này liền cùng đệ nhị ma anh thao túng linh khu lao ùm xuống nước trong chốc lát liền lặn mất tâm. Một lúc sau Hàn Lập lại thả ra khúc nhi cùng hơn 10 đầu tử văn vệ kim trùng để chúng cùng tiến vào linh hồ. Cuối cùng hắn mới giơ tay lên, muốn thả tất cả phệ kim trùng trưởng thành từ linh thú hoàn ra. Sau một hồi niệm quyết, hàng vạn hàng vạn đầu kim trùng bay ra nhưng không hề xâm nhập vào tẩy linh trì. Sau khi hàn lập quát khẽ một tiếng, đám trùng liền chia thành hơn 10 đoàn bay vụt ra ngoài cấm chế bổ nhào về phía đại thụ hay bụi cỏ lùm cây trước mắt. Lập tức những nơi bị đoàn trùng quét qua liền biến mất một mảng lớn linh thảo cùng linh mộc, thậm chí cả vài mỏ linh quáng nhỏ ẩn tàng dưới đất cũng bị chúng đào lên, mặt đất phẳng phất như vừa bị thứ gì cạo đi một lớp. Xung quanh vốn là màu xanh lục bắt mắt, nhưng trong nháy mắt liền biến thành một mảnh trụi lùi. Hơn nữa loại cảnh sắc hoang vu này không ngừng khuếch tán, lấy mắt thường cũng thấy được tốc độ lan tràn. Hàn Lập thấy tình cảnh này thì chỉ đứng mỉm cười, lúc trước hắn đã sớm dùng thần niệm quét qua không gian này một lần nhưng không hề phát hiện ra linh dược hay linh thảo gì quý hiếm, nghĩ chắc không phải không gian này không có linh dược mà chắc do cường giả dị tộc khác thu thập hết rồi. Nhưng ngay cả như thế thì cho dù là cỏ cây bình thường lâu năm đều hấp thu linh khí nồng đậm trong không gian này cũng sẽ có giá trị viễn siêu so với các loại linh dược bình thường bên ngoài hắn sở hữu bình nhỏ chắc chắn không để đám cây này vào mắt, nhưng thứ ẩn chứa lượng linh khí tinh thuần lớn như thế mà đem bỏ đi thì quả thực quá lãng phí, chỉ bằng để phệ kim trùng thôn phệ tất cả hy vọng gia tăng thêm một ít uy năng có thể giúp hắn thêm phần nào. Lấy thần niệm hắn hiện tại đã có thể thao túng cả bầy trùng trong thời gian ngắn, chỉ trong nhất thời nửa khắc chắc chắn không tiêu hao quá lớn. Huống hồ cái không gian này bất quá chỉ hơn trăm dặm chiều rộng, lấy năng lực thôn vệ của bầy trùng thì không bao lâu đã sơi sạch sẽ từ đông sang tây rồi ngay trong lúc này tất nhiên Hàn lập không có ý định đợi chờ điều gì sắc mặt hắn chợt nghiêm túc hẳn lên bàn tay đảo chuyển liền xuất hiện một bình nhỏ màu tử kim có đạo phủ cấm chế trên mặt nâng bình nhỏ lên ngang đầu hắn há miệng thổi nhẹ một hơi tấm phủ triện dán bên trên lập tức rơi xuống cổ tay Hàn lập khẽ động đem bình nhỏ dốc ngược miệng bình lập tức mở bung bên trong truyền ra từng tiếng thanh minh kim quang lóe lên chỉ thấy một đầu hỏa điểu vàng óng từ trong bay vụt ra lượn một vòng liền dương cánh hướng không trung bay đi hàn lập hiển nhiên đã sớm chuẩn bị bàn tay trào một cái trong hư không một cổ tiềm lực vô hình lập tức xuất hiện gắt gao giam giữ kim sắc hỏa điều bên trong cho dù hỏa điều dốc sức liều mạng vỗ cánh nhưng chỉ là làm chuyện vô nghĩa hào quang dần dần biến mất hỏa điều lập tức biến thành một khỏa đan dược to cỡ ngón cái ánh vàng rực rõ lẳng lặng lơ lửng trong không trung kim đan này mặt ngoài chẳng chịt đan văn tinh xảo chính là khỏa hư linh đan hàn lập thấy vậy không chút do dự liền khẽ ngoắc bàn tay veo một tiếng Hư linh đan liền biến thành một đạo kim quang bay thẳng đến, nằm vững vàng trong lòng bàn tay Hàn Lập. Hắn nhìn qua khỏa đan dược này trên mặt một hồi trầm ngâm. Từ chỗ bảo hoa lấy được ngọc giản nhưng không hề có nhắc đến thời gian phục dụng là lúc nào sau khi vào tẩy linh trì. Song theo lẽ thường, chủng loại đan dược giống như giải dược này phải càng sớm phục dụng càng tốt, dược hiệu mới biểu hiện rõ rệt. Làm cách này tất nhiên không thể trong thời gian ngắn đem dược lực của luyện hóa hoàn toàn nhưng phục dụng đan dược càng sớm thì càng giảm đi nguy cơ đem lại từ tinh linh liên. Sau khi cân nhắc một lúc Hàn Lập liền không do dự đem gian hoàn trên tay bỏ vào miệng rồi một mực nuốt xuống. Dược lực chỉ trong khoảnh khắc bắt đầu có tác dụng, tiếp đó kinh mạch toàn thân cũng chậm rãi nóng bừng lên. Dược tính của hư linh đan tuy không bá đạo bằng tịnh linh liên nhưng hơi ấm của nó mang đến cho Hàn Lập một cảm giác lâng lâng thư thái dị thường. Hàn Lập trong lòng thập phần vui mừng, hẳn là linh đan này quả nhiên rất có hiệu dụng với tình huống hiện tại. Hắn liền không chậm chế xếp bằng ngồi xuống ven hồ một mạch luyện hóa đan dược. Không biết bao lâu thời gian trôi qua, hơn 10 đám phệ kim trùng khi nãy rốt cuộc cũng bay về rồi tụ tập thành một đám trùng vân màu vàng bên trên không trung. Mi mắt của Hàn Lập khẽ mở rồi đảo qua bốn phía quan một vòng, trên môi không giấu nổi nụ cười vui vẻ. Khắp nơi trong không gian rộng lớn này hoàn toàn biến thành một phiến hoang địa, cả khu rừng rậm rạp khi trước thì giờ đây nhìn lại chỉ còn trơ ra đám đất đá vàng vọt như một phiến sa mạc bình thường. Bất quá linh khí trong không trung vẫn thập phần nồng đậm chỉ cần vài trăm năm sau thì nơi đây chắc chắn sẽ khôi phục lại như bình thường. Nhưng để bồi dưỡng ra đám cỏ cây trong thân chứa linh lực cường đại như vừa rồi chắc hẳn phải là chuyện tình của vài vạn năm sau. Mà những con phi trùng sau khi cắn nuốt một lượng lớn thực vật chưa linh lực cường đại như vậy, lớp vỏ bên ngoài mơ hồ như sáng hơn trước không ít. Đó là chúng vẫn chưa đem những thứ thôn vệ được hảo hảo luyện hóa. Chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy được chỗ tuyệt hảo trong đó không chỉ như đang diễn ra trước mắt. Hàn Lập cũng không thu đám trùng vân kia lại mà nhất thời tính toán khoảng thời gian mình có thể lưu lại trong không gian này. Sau đó trong miệng lại khẽ quát ra một âm thanh trầm thấp. Nhất thời đoàn trùng vân kia lại hướng về hồ nước rồi nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Mà bây giờ Hàn Lập cũng không đem nốt phần hư linh đan còn lại tiếp tục luyện hóa mà nhìn về hồ nước màu đạm bạc trầm tư như đang cân nhắc điều gì đó. Một khắc sau vẻ do dự trên mặt biến mất, hào quang chợt lóe, trên tay Hàn Lập liền xuất hiện thêm một chiếc hồ lô màu vàng hắn lại giơ hồ lô trong tay hướng phía dưới mặt hồ màu bạc phía dưới rồi khẽ nhoáng lên một cái. Chiếc hồ lô liền lóe lên rồi cuồng trướng lớn thêm hơn một trường. Hàn lập ném hồ lô lên không trung rồi bấm niệm pháp quyết, ngón tay cũng điểm nhẹ một cái. Phốc suy một tiếng vang lên, nhất thời một cỗ khí hắc bạch lưỡng sắc từ hồ lô phu ra rồi hạ xuống mặt nước. Cỗ khí hai màu chợt quay cuồng một trận rồi đem một cột nước màu bạc dưới hồ tách ra sau đó chuẩn xác hút vào bên trong hồ lô. Hàn Lập bỗng này ra ý tưởng mang đi một ít nước trong ao, còn về phần sau này chúng có tác dụng gì hay không thì chỉ có trời mới biết. Lúc này hắn chắp hai tay sau lưng ánh mắt một mực dán vào cái hồ lô không chút biểu tình. Sau thời gian một bữa cơm tay áo của Hàn Lập hướng về hồ lô khẽ run một cái, một đạo pháp quyết màu xanh hiện lên rồi lướt qua nhập vào bên trong hồ lô không thấy bóng dáng. Nhất thời đoàn khí màu hắc bạch nhị sắc lập tức biến mất, chiếc hồ lô cũng nhanh chóng thu nhỏ lại trở về hình dáng xinh đẹp mê người như lúc ban đầu sau khi trở lại trạng thái bình thường chiếc hồ lô lập tức rơi vào lòng bàn tay của Hàn Lập. Đem thần niệm đảo qua một vòng sắc mặt của Hàn Lập cũng theo đó mà trầm đi. Bàn tay hắn nắm lại đem hồ lô dốc ngược xuống, ngay lập tức từ trong hồ lô chảy ra một đoàn chất lỏng trong suốt, hiển nhiên chỉ là loại nước bình thường cho dù tìm kỹ cũng không có dù chỉ một chút linh khí. Khuôn mặt Hàn Lập khẽ run rẩy, như có như không hiện lên một nụ cười gượng gạo. Tẩy linh chỉ này quả nhiên còn có huyền cơ khác, nước trong hồ chỉ cần vừa ly khai một chút đã lập tức mất đi tác dụng. Tuy trong lòng có chút tiếc nuối nhưng dù sao cũng đã có sự định liệu từ trước, hắn tự nhiên cũng không hề cảm thấy mất mát gì. Hàn lập tiếp theo lại đi xung quanh mép hồ tựa như muốn nghiên cứu huyền cơ gì trong đó. Ở ven hồ có vài cái vách đá, bên trên được thiên nhiên hình thành một ít hình vẽ nửa giống ký hiệu nửa giống như loại thượng cổ văn tự nào đó. Đương nhiên hắn đã âm thầm định liệu chỉ ở lại không gian này trong đúng ba ngày rồi lập tức rời đi. Tuy không biết lời của đám người bảo hoa nói có là thật hay không nhưng hắn tự nhiên không có ý lấy sự an nguy của bản thân ra để kiểm nghiệm. Thời gian tiếp theo cứ như vậy chậm rãi trôi qua, báo lân thú trong hồ nước cũng phát ra khí tức lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là trong hồ nước đã có thu hoạch gì đó. Nhưng bởi vì thời gian còn lại quá ít nó cũng không có khả năng đem thân thể mạnh mẽ tẩy tủy dịch kinh như Hàn Lập. Nhưng cho dù như vậy thì đây cũng là loại cơ duyên vạn năm mới đến một lần. Gần nửa ngày sau Hàn Lập vẫn một mạch quan sát bên mép hồ nước nhưng lúc này bỗng thở dài một hơi tiếc nuối. Xem ra đã đến lúc rời đi a. À, thật đáng tiếc, nếu được ở đây thêm một tháng không chứng còn có thể tham ngộ thêm đôi chút. Vừa dứt lời hắn liền quát lên một tiếng thanh minh như rồng ngâm. Nguyên bản hồ nước đang yên lặng bỗng nhiên quay cuồng, sau đó có mấy đạo thân ảnh từ bên trong bắn ra. Tiếp theo từng đám vệ kim trùng dày đặc như mưa hiện lên rồi một lần nữa ngưng tụ thành trùng vân rậm rạp. Hàn lập nâng tay hướng về đám báo lân thú khẽ phất. Nhất thời tiểu thú, linh khu, cùng khúc nhì lập tức thu nhỏ hình thể rồi biến mất trong tay áo rộng thùng thình của hắn. Bất quá khi hắn đảo mắt qua đoàn trùng vân đang lơ lửng trên không rồi nhìn về hồ nước vẫn đang tràn đầy những đạo linh khí màu đạm bạc thì chân mày khẽ nhíu lại, thần niệm liền thúc dục. Đám mây màu vàng liền ong lên đồng thời phát ra hàng loạt âm thanh vù vù, sau đó lại hướng về hồ nước bên dưới lao xuống rồi nháy mắt biến mất bên trong không thấy bóng dáng. Về phần hơn 10 đầu tử văn vệ kim trùng cũng nằm trong đó. Hàn Lập đem hai mắt dán chặt vào hồ nước thần sắc không chút biểu tình. Nhưng chỉ một lát công phu sau đó liền xuất hiện một màn kinh người. Chương 2105, Song Bình, lấy mắt thường cũng có thể thấy mặt nước bàng bạc giữa hồ đang rút đi với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã hạ xuống cả trường. Lúc này đây, bầy trùng không chỉ ngâm thân thể trong tẩy linh trì mà còn há mồm hấp thụ lượng lớn linh thủy trong hồ. Hàn Lập thấy linh thủy không thể bảo trì hiệu quả khi rời khỏi mặt hồ liền muốn liều một phen, lập tức để phệ kim trùng trực tiếp nuốt hết vào mình. Đương nhiên, hắn dựa vào đặc tính có thể thôn phệ vạn vật của phệ kim trùng, cộng thêm bản thể gần như không thể phá hủy của chúng mới dám làm như thế. Nếu đổi lại là báo lân thú hay chi tiên linh khu, Hàn Lập tuyệt đối không dám mạo hiểm dấn thân vào cuộc phiêu lưu này. Ai mà biết trực tiếp nuốt xuống thứ nước trong cái hồ này sẽ có loại hậu quả kinh người nào. Nếu mà làm thế thật, rơi vào tình trạng bảo thể mà chết thì cũng quá bình thường đi. Hàn Lập đứng trên bờ hồ, Lẳng lặng nhìn mực nước vơi đi từng trượng trượng một. Ngay khi mực nước giảm xuống hơn 5 sáu trượng, chuyện quỷ dị lại xuất hiện. Mặc cho hơn vạn đầu phệ kim trùng có uống bao nhiêu linh thủy thì mặt nước bàng bạc vẫn không hề giảm xuống, cứ duy trì mực nước như cũ. Thông qua thần niệm Hàn Lập cảm ứng được rõ ràng, mỗi một đầu phệ kim trùng các nơi đều đang hấp thụ linh thủy không ngừng lại lấy một khắc. Từ lúc đó, nội tâm Hàn Lập cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Sau khi nhướng mày hắn ngẩng đầu lên quan sát bầu trời, lại khẽ nghĩ đến khoảng thời gian không còn lại bao nhiêu kia sau khi thần sắc khẽ động ánh sáng màu xanh liền lóe lên bên ngoài thân biến thành một đạo thanh hồng bay thẳng vào sâu trong hồ nước bởi vì mực nước thấp hơn lúc trước đến gần một nửa nên áp lực dưới hồ giảm mạnh hàn lập dễ dàng đã tiến đến tận đáy ánh mắt đảo qua đáy hồ một vòng hai mắt nhất thời ngưng lại chỉ thấy bên dưới lớp cát trắng mịn lúc trước ngay trung tâm ẩn hiện vài khối đá mơ hồ cộng lên Mặt ngoài những phiến đá ấy cùng vách đá trên bờ hồ có những đường văn tương tự linh văn, thoạt nhìn không có quy tắc hay trật tự nào, giống như là thứ do tự nhiên hình thành. Bề mặt những khối đá như giao thoa với nhau, đường văn trên bề mặt hình thành một cái pháp trận loại nhỏ, không toàn vẹn. Pháp trận tuy lớn tầm trượng nhưng ngay chỗ trung tâm rõ rãng có một lỗ thủng lớn bằng nắm tay, bên trong không ngừng tuôn ra chất lỏng bằng bạc, bộ dáng độc nhất vô nhị giống hệt linh thủy trong tẩy linh trì. Hàn Lập thấy tình cảnh như vậy thầm giật mình, nhưng một lúc sau bắt đầu vừa mừng vừa sợ. Hiển nhiên một màn trước mắt chính là căn nguyên nguồn cội của nước hồ, cuồn cuộn không dứt. Song sâu trong lỗ thủng kia hình như có bảo vật gì, lại có thể xuất ra nhiều linh dịch đến vậy. Không chút nào lưỡng lự, một tay hàn lập chảo vào hư không, ánh sáng màu xanh chợt lóe nơi bàn tay, một thanh trường kiếm thần bí thức thì hiển hiện, cổ tay rung lên lập tức biến hóa như thanh xà chém thẳng vào lỗ thủng phía dưới. Oanh một tiếng, bên trên pháp trận chấp lên hào quang, một tầng ánh sáng năm màu chợt lóe rồi như ngưng tụ lại, kiếm quang màu xanh thế nhưng bị bắn ngược trở ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, lại tiếp tục há miệng, một đoàn hỏa cầu màu bạc được phun ra nhưng đồng dạng màn sáng năm màu chấp động, hỏa cầu dễ dàng bị tống ngược trở về. Sắc mặt Hàn Lập hơi ngưng trọng, sau một hồi cân nhắc cẩn thận, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức mấy trăm vệ kim trùng đang hấp thụ linh thủy gần đó đều nhao nhao ùa đến, cùng tấn công vào pháp trận phía dưới. Một khắc sau, màn sáng năm màu lần nữa hiện ra, bề mặt bên ngoài bám đầy dãy giáp trùng màu vàng. Tất cả giáp trùng vừa động, liền há to mồm làm lộ ra năng nanh đáng sợ, bắt đầu cắn nuốt quầng sáng. Lấy uy lực đáng sợ của vệ kim trùng, trong khoảnh khắc cấm chế liền có thể bị cắn nuốt không còn. Khóe miệng hàn lập nhếch lên lộ tiêu ý, thế nhưng vừa mới hiện lên trong nháy mắt sau đó liền trở nên ngưng trệ. Chỉ thấy những nơi năng nanh giáp trùng cắn qua, bên trên màn sáng liền lưu chuyển tinh quang, cả đến một tia dấu vết cũng không hề lưu lại. Phệ kim trùng vô pháp phá hủy màn sáng năm màu này, khiến nội tâm Hàn Lập bắt đầu hoảng hốt. Sau một hồi suy nghĩ hắn cắn răng một cái, xua tay để đám phệ kim trùng này phân tán ra, tay áo lại vung một vòng, hơn 10 đầu hậu tuyển phệ kim trùng vương vù vù lao đến. Những đầu hậu tuyển trùng vương ào ào lao đi, đồng dạng cũng bám vào trên mặt màn sáng. Lúc này đây, những nơi trên màn sáng bị răng nanh linh trùng cắn qua, trong nháy mắt đều xuất hiện từng vệt hằn thật sâu. Hàn lập thở dài một hơi, nội tâm cũng được thả lỏng đôi chút. Chịu, nếu ngay cả những đầu hậu tuyển trùng vương này còn không làm gì được đạo cấm chế này, hắn quả thực muốn đau đầu vô cùng. Hàn lập cao hứng hiển nhiên có hơi sớm, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, màn sáng có chút chấp lẽ, từ đó phần đông dấu vết bị cắn trên bề mặt lại phục hồi như lúc ban đầu. Màn sáng năm màu này không chỉ vô cùng cứng rắn mà còn có năng lực tu bổ cực kỳ cường đại. Sắc mặt hàn lập đại biến, nếu như còn nhiều thời gian, Hắn tự đánh giá hắn có thể bố trí mấy cái pháp trận, đồng thời mượn lực lượng của trận pháp mà chậm rãi phá giải đạo cấm chế trước mắt, nhưng bây giờ căn bản không có cách nào để ở lại không gian này lâu hơn. Hiện tại, hoặc là cứ như vậy mà buông tha cho cái ý niệm phá giải, hoặc là thi triển thủ đoạn xét đánh, liều mạng chấp nhận tổn hao đại lượng nguyên khí, vận dụng Huyền Thiên chi kiếm thử một lần. Lấy uy năng Thanh Huyền Thiên chi kiếm đang được phong ấn trên cánh tay hắn, cho dù màn sáng năm màu này có huyền cơ gì ở trong nhưng ăn một chém cũng tuyệt không có chuyện bình yên vô sự mà lấy tẩy linh chỉ thần bí cùng pháp trận huyền diệu hôm nay gặp nếu trong lỗ thủng thực sự có bảo vật gì thì không nghĩ cũng biết giá trị to lớn cỡ nào song nói đi cũng phải nói lại sau khi hắn ly khai không gian này còn phải đối mặt với hai đại thủy tổ ma tộc vào lúc này mà lại chịu hao tổn đại lượng nguyên khí trước khi đối mặt lưỡng ma một lúc chắc chắn là một chuyện vô cùng hung hiểm thứ trong đó nên bỏ hay lấy suy nghĩ này khiến sắc mặt hàn lập âm tình bất định một hồi bỏ đi cho dù có bảo vật thì có thể trên huyền thiên chi bảo sao Hiện tại dù gì ta cũng đã lấy được cơ hội tiến giai đại thừa, về sau chỉ cần có thể tiến thêm một bước liền thật sự nắm giữ Thanh Huyền Thiên chi kiếm kia, tại sao còn phải mạo hiểm phiêu lưu. Nhưng thật đáng tiếc, nếu bây giờ mà là buổi sáng, phát hiện ra nơi khác thường này, nói không chừng thật sự có thể thử ra tay một phen. Sau khi thở dài một hơi, Hàn Lập rất là tiếc hận tự thì thào vài câu, hiển nhiên hắn không muốn tiếp tục mạo hiểm. Hàn Lập xoay người lại, hai tay áo lay động lên xuống một hồi, lập tức có vô số về kim trùng lao đến nhao nhao chui vào trong tay áo không còn thấy bóng dáng. Tiếp đó, hắn cùng lúc độn đi, tức khắc hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt ra khỏi hồ nước, sau một lúc dừng lại trên không trung, liền hướng một phía khác phá không bay đi. Đã không có phệ kim trùng thôn hấp, mặt nước bàng bạc bên trong tẩy linh chỉ bắt đầu chậm rãi dâng dần lên. Trên bầu trời, từng đám từng đám mây năm màu bóng xuất hiện từ trong hư vô, bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm nổ vang, hơn nữa từng tia sét chấp lóe ẩn hiện. Lúc này, cả người Hàn Lập biến thành một đạo thanh hồng, sau mấy cái chấp động liền hiện ra đứng trên đài cao, bộ dáng hình như là một tế đàn khuất trong một góc của không gian. Ngay trung tâm đài cao, một tòa pháp trận bàng bạc được khắc sâu bên trên. Đây chính là cửa thông lúc Hàn Lập tiến vào, lúc đi tất nhiên cũng phải mượn trận pháp truyền tống nơi đây mới có thể rời khỏi. Thân ảnh hắn vừa hiện trên đài cao, nhưng không lập tức tiến vào trong pháp trận, mà ngẩng đầu nhìn lên không chung một cái. Hàn Lập lúc này cũng cảm nhận được lực lượng thiên địa đang áp chế hắn một cách mãnh kiệt. Nếu chỉ cần hơi chế một chút thời gian, không chừng lời bảo hoa nói lại biến thành sự thật, có muốn rời đi cũng đi không nổi. Khẽ thở dài một hơi, Hàn Lập vừa nhấc chân, cả người lập tức tiến vào bên trong pháp trận bàn bạc, một cánh tay lại dương lên, một đạo pháp quyết màu xanh kích bắn ra, lóe lên tức thì xâm nhập vào trong pháp trận. Truyền tống trận màu bạc phát ra từng trận vù vù, linh quang trắng ngà dần dần đại thịnh, sau một lúc liền đam Hàn Lập bao phủ vào trong. Hàn Lập cảm giác lực lượng không gian trong pháp trận bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt, biết rõ mình lập tức sẽ bị truyền tống ra ngoài nên hai mắt nhẹ nhàng khép lại, muốn yên lặng chờ đợt truyền tống kết thúc, nhưng một khắc này. Ngay khi mi mắt hắn vừa khép lại, lập tức một đoàn lục quang đột nhiên xuất hiện từ trong vạt áo trước ngực hắn, xuất ra ngoài. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, hai mắt bóng trợn lớn, một bàn tay nhanh như thiểm điện bắt đầu lục tìm nơi ngực, bàn tay tìm được một vật mà hắn luôn mang theo bên mình song còn chưa kịp đợi hắn biểu lộ phản ứng giật mình, bạch quang đã lóe lên, thân hình hắn bỗng chỗ bị pháp trận truyền tống ra ngoài. Gần như cùng lúc, mực nước trong tẩy linh trì cũng đã dâng đầy lại như cũ. Ngay dưới đáy hồ, mấy khối đá tức thì tỏa ra hào quang kinh người, đem hết thảy pháp trận ở giữa che lại. Mà ngay trong mảnh ánh sáng chói mắt, một cái bình nhỏ vàng sấm cao khoảng vài tấc đang từ từ trôi ra từ bên trong lỗ thủng, mặt ngoài trải rộng hoa văn xanh lá, miệng bình vẫn luôn phun ra dòng nước bàng bạc nhưng càng ngày càng mảnh dần sau khi đem một tia nước hồ cuối cùng phun ra, bình nhỏ vàng sấm chấp sáng vài cái. Thế rồi ngay tại phía trên mặt bình bỗng lộ ra một đôi mắt tối đen to khoảng hạt đậu tương, xoay tròn nhìn bốn phía một hồi, nhưng lại vô cùng giống người lộ ra thần sắc cực kỳ thất vọng. Đôi nhãn trâu này lại chớp lóe lên, bỗng biến mất một cách quỷ dị, chớp mắt đã không thấy đâu. Đồng thời bình nhỏ vàng sấm cũng đồng dạng, quay lại hướng về phía lỗ thủng trôi đi, chợt lóe rồi không thấy đâu. Những phiến đá được bao phủ trong mảnh quang hà cũng chấp động, hóa thành vô số điểm sáng năm màu, tán loạn khắp mọi nơi. Chúng vậy mà không phải là vật có thực, chính do thiên địa linh khí ngưng tụ biến ảo mà thành. Về phần lỗ thủng trước kia nơi trung tâm mấy phiến đá cũng lặng yên biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện tại đáy hồ. Về phần không trung trung tâm không gian, vốn dày đặc những đám mây năm màu, nhưng khi hàn lập truyền tống rời đi cũng từ từ tiêu tán hết thảy, toàn bộ không gian đều khôi phục tĩnh lặng như trước. Sau một cái chấp động, cả thân hình Hàn Lập hiện ra tại một nơi hẻo lánh trên khổ linh đảo, ánh mắt hắn quét qua các nơi, xác định phụ cận chắc chắn không có người, lập tức sắc mặt hiện vẻ ngưng trọng, cánh tay nhấc lên năm ngón tay mở ra, trong tay nắm chắc một thứ, nhất thời hiện ra trước mắt. Chính là một cái túi da lớn màu đen tầm bàn tay, bên ngoài còn dán nhiều phù chú màu vàng, màu bạc. Hàn Lập khẽ động, hai ngón tay kéo lấy góc túi một cách thuần thục dị thường, lúc sau lòng bàn tay cũng rung lên, từng tấm phù chú không một tiếng động đều chóc xuống, đồng thời một bình nhỏ màu xanh cũng lăn từ trên xuống. Chính là bình nhỏ thần bí dùng để thúc giục thảo mộc. Hàn Lập nhanh chóng bắt lấy bình nhỏ một cách nhẹ nhàng, đưa lên trước mặt, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Mặt ngoài bình nhỏ trước kia chỉ có chút ít hoa văn màu xanh lá cây, nhưng giờ phút này thêm một tầng thúy mang chấp động như ẩn như hiện. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Lập, hào quang khác thường trên mặt bình nhanh chóng yếu đi. Sau mấy hơi thở, bình nhỏ triệt để khôi phục trạng thái bình thường. Lông mày Hàn Lập dựng lên, Đồng thời sắc mặt cũng kinh nghi bất định một hồi, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhấc tay, ánh mắt nhìn lướt qua về phía địa phương xa xa. Cổ tay liền rung lên, bình nhỏ lập tức bị thu vào trong túi da, mấy tấm phủ chú cũng chợt lóe, tự dính phía bên trên. Lúc này một tay hắn bắt lấy, sau khi để vào trước ngực, túi da liền lặng yên biến mất trong vạt áo. Chương 2106: Thoát thân. Tiếp đó, Hàn Lập chắp hai tay sau lưng rồi lẳng lặng đứng chờ trên không. Sau vài lần hô hấp có ánh sáng chợt lóe phía chân trời xa xa, hình như có độn quang xuất hiện. Vừa lúc hai mắt Hàn Lập nhíu lại, tại địa phương cách hắn hơn 10 trượng có hai chỗ chấn động cùng lúc, một đoàn quang hà màu hồng phấn cùng một đám hắc khí đồng thời không tạo ra tiếng động mà xuất hiện. Bên trong màn quang hà hồng phấn chợt lóe lên hư ảnh hoa thụ, tức thì thân hình bảo hoa cùng hắc ngạc lập tức hiện ra. Còn đám hắc khí kia xoay tròn một hồi rồi ngưng tụ, biến ảo thành một gã thanh niên áo đen, sắc mặt lạnh băng, chính là nguyên yểm thánh tổ. Bọn họ vừa xuất hiện trước mặt Hàn Lập, không nói một lời liền đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới. Sau một lúc lâu, sắc mặt bảo hoa lộ ra một chút khác lạ, mới cười khẽ một tiếng rồi mở miệng. Đạo hữu đi ra cũng thật là muộn, báo hại thiếp thân lo lắng đấy. Nhưng bây giờ nhìn khí sắc đạo hữu tốt như thế, có lẽ ở bên trong tẩy linh chỉ chắc đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Nếu mà như thế, ta cũng an tâm, điều bảo hoa tiền bối lo lắng chắc không phải vãn bối mà là linh dược trên tay vãn bối A. Hàn Lập mỉm cười. Thong rong trả lời, giữa hai điều này có gì khác nhau sao? Nếu quả thực ngươi bị vây khốn trong tẩy linh trì không cách nào ra, linh dược tất nhiên cũng không cần lo đến nữa. Bảo Hoa không chút nào để ý, cười nói tự nhiên mà trả lời. Tiền bối vẫn là, ăn ngay nói thở. Hàn Lập không khỏi cười khổ một tiếng. Hãy bớt sàm môn đi. Bây giờ tiểu tử nhân tộc ngươi cũng đã từ bên trong ra thì nên đem linh dược giao ra đây, nếu đổi ý. Đừng trách bổn tỏa trực tiếp động thủ, đã thương ngươi rồi thanh niên áo đen nhìn chằm chằm vào hàn lập hai mắt chấp động hung quang nói hai vị yên tâm vãn bối chắc chắn không phá vỡ lời hứa khóe miệng hàn lập hơi chút nhếch lên bỗng nhiên bàn tay đảo chuyển liền xuất hiện hai cái hộp ngọc cổ tay cử động không chút do so dự lập tức hướng tới lưỡng mà đối diện ném đi không kể là bảo hoa trên mặt đang tươi cười, cười hay nguyên yểm thánh tổ vẫn vẻ mặt tàn khốc vừa thấy cảnh này trong nội tâm cả hai đều thấy sốc cơ hồ là theo bản năng một ống tay áo phất ra cuốn lấy một bàn tay lớn chụp vào hư không hai cái hộp, sau khi chấp động một cái liền riêng phần mình nằm vững vàng trong tay hai người. Thanh niên áo đen rốt cuộc không có cách nào che giấu vẻ hưng phấn trên mặt, thậm chí chẳng quan tâm đến việc mở nắp hộp ra đã lập tức dùng thần niệm quét qua vật hộp. Một lát sau, trên mặt liền biến đổi biểu lộ vẻ cuồng hỉ. Ha ha, không giả, quả nhiên là luyện ma thảo. Bồn tọa giúp đầu nơi tuyệt địa, đau khổ trồng trọt loại cỏ này vài vạn năm không thu được kết quả, không nghĩ tới ở nơi này lại nhận được chính phẩm. Ô, không đúng, thứ ngươi lưu lại trên nó là gì? Nguyên yểm thánh tổ mừng như mở cờ trong bụng liền cười to vài tiếng, đột nhiên tiếng cười ngẽn lại, thay đổi biểu tình kinh sợ cực kỳ. Lúc này, Bảo Hoa cũng đã dùng thần niệm xem xét qua cây linh thảo trong tay mình, vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất vô ảnh vô tung, nói với giọng lạnh băng, rét thấu xương. Hàn đạo Hữu ý ngươi là gì đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng làm chút điểm mờ ám ấy trên linh dược là có thể giấu giếm được thiếp thân? Ánh mắt hai người nhìn về phía Hàn lập thoáng cái bắt đầu bất thiện, Hai vị tiền bối không cần tức giận, tại hạ hỏi trước một câu, linh dược trong hộp có gì không đúng? Hàn Lập không có chút ý sợ hãi nào, ngược lại, không chút hoang mang còn hỏi một câu. "Hư, linh dược thì đúng là thật, nhưng nào có chuyện ngươi không động tay động chân bên trên?" Hai mắt thanh niên áo đen trừng thẳng vào Hàn Lập, nghiêm nghị quát. "Linh dược tuy không giả nhưng thiếp thân cần một lời giải thích. Nếu không, chỉ sợ đạo hữu không cách nào ly khai đảo này." Bảo Hoa âm trầm nói. Vật phẩm không giả lại do tại hạ tự mình hai tay dâng lên cho hai vị tiền bối, xem như đã hoàn thành lời hứa lúc trước. Sắc mặt Hàn Lập không mảy may thay đổi, tiếp tục nói. Cho dù là thế thì sao, tiểu tử nhân tộc ngươi chắc sẽ không cho rằng bằng chút ít lẽo lượng miệng lưỡi ấy thì có thể vượt qua chứ. Nguyên yểm thánh tổ giận quá hóa cười, đột nhiên phóng nhanh về phía trước một phát, trên thân thể lập tức cuồn cuộn bốc lên hắc khí, một cỗ sát khí kinh thiên sông thẳng lên trời. Cả phiến hư không lớn phụ cận, đều mơ hồ chịu ảnh hưởng ông ông. Vị ma tộc thủy tổ này, dưới cơn giận lại một lời không hợp liền có ý muốn ra tay. Tiền bối hiểu lầm rồi, bên trên linh dược tại hạ hạ xuống cũng không phải là cấm chế phức tạp gì, chỉ là hai sợi phân niệm tạm thời mà thôi, không bao lâu nữa hai sợi phân niệm này sẽ tự động tiêu tán, đối với linh dược không hề tổn hại mảy may. Hàn lập khoát khoát tay, mười phần chấn định nói, phân niệm tạm thời, ý của ngươi là... Bảo Hoa đem linh dược trong hộp ngọc giò xét lại vài lần nữa, rốt cục xác định Hàn Lập không nói dối, thần sắc khẽ động mà hỏi. Tại hạ không có ý gì khác, cũng không dám mang mạng nhỏ của mình ra đánh cược. Hai vị sau khi đạt được linh dược, chưa chắc Tại hạ đã bình yên rời khỏi đây. Cho nên, chỉ có thể hạ trên hai gốc linh dược một tia phân niệm. Chỉ cần Tại hạ có thể bình yên ly khai lôi hải, linh dược tất nhiên sẽ không bị tổn hại mảy may. Còn nếu hai vị tiền bối có hành động gì mà nói, không chừng hai tia phân niệm cảm ứng được, liền lập tức tụ bạo ngay linh dược có còn tồn tại nguyên vẹn hay không thì phải xem ý trời rồi hai mắt hàn lập chất động tinh quang nói từng chữ ngươi dám uy hiếp bổn tỏa không chờ bảo hoa trả lời điều gì nguyên yểm một phát lại thoáng nổi trận lôi đình không dám vãn bối cũng chỉ là tạm thời tự bảo vệ mình mà thôi thời điểm tại hạ ly khai lôi hải phân niệm liền lập tức tiêu tán hai vị cũng không cần phải lo lắng chuyện sau khi tại hạ rời đi nhân cơ hội mà tự bảo phân niệm làm tổn thương linh dược Hậu quả việc ấy quả thực sẽ dẫn tại hạ kết đại cửu sinh tử với hai vị, chắc chắn sẽ bị đuổi giết đến cùng. Vãn bối cũng không ngu xuẩn đến nỗi làm như vậy, thần sắc hàn lập không thay đổi nói. Hừ, người cho rằng tự bạo phân nhiệm là có thể phá hủy linh dược trong hộp ngọc này sao? Linh dược này là thiên địa kỳ vật, chưa chắc phi đao hay phi kiếm đã làm nó tổn hại. Bảo Hoa nghe hàn lập nói như vậy, trong đôi mắt đẹp lóe lên kỳ quang, hừ lạnh một tiếng nói. Có thể phá hủy hay không, ta cá là hai vị cũng không dám thử qua. Huống hồ, bảo hoa tiền bối thực sự cho rằng ta lưu hai tia phân niệm tạm thời chỉ là phân niệm phổ thông thôi sao. Hàn lập khẽ cười một tiếng, lời nói sâu sắc đầy thâm ý. Lời này, cuối cùng cũng khiến cho sắc mặt bảo hoa cùng nguyên yểm thánh tổ biến đổi lần nữa. Tốt, rất tốt, bồn tọa sống mấy vạn năm qua, hôm nay chính là lần đầu tiên bị trói tay trói chân trước mặt kẻ khác. Cốt, nếu ngươi thật sự dám làm tổn hại luyện ma thảo, dù chỉ một chút thì bổn tỏa tuyệt đối khiến cho người biết cái gì gọi là muốn sống không thể muốn chết không xong có phần vượt quá dự tính của hàn lập thanh niên áo đen nhìn như phẫn nộ dị thường lại trong khoảnh khắc liền khôi phục bộ dáng chấn định sau khi thu lại hộp ngọc cầm trong tay liền lạnh lùng nói phảng phất như lúc trước chưa bao giờ nổi giận lão ma này thật đúng là biết diễn trò nội tâm hàn lập ngưng trọng nhưng trên mặt không có lấy một tia không ổn nào lại hướng bảo hoa hỏi bảo hoa tiền bối người không cần nói thêm gì nữa thiếp thân cũng sẽ đáp ứng cứ như lời ngươi nói dù chỉ có một phần vạn khả năng tổn hại linh dược thì ta cũng sẽ không mạo hiểm ngươi có thể đi nhưng nét sau khi rời khỏi lôi hải mà tia phân niệm còn không biến mất thì đừng trách sao ta trở mặt vô tình bảo hoa trầm ngâm trong chốc lát lúc sau mặt không chút biểu tình gật đầu đa tạ hai vị hàn mỗ liền đi trước một bước hai mắt hàn lập nhíu lại hơi ôm quyền về phía đối diện một cái liền dẫm chân hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi sau mấy cái chấp động, độn quang liền biến mất phía cuối chân trời. Trong nháy mắt, nơi đây cũng chỉ còn trơ trọi lại tam ma. Bảo hoa đại nhân, tiểu nhân có bám theo hay không? Hắc ngạc trước kia vẫn luôn đứng phía sau bảo hoa, nhịn không được tiến lên một bước, cẩn thận dò hỏi nữ tử áo trắng. Không cần, người này thần thức rất mạnh, ít nhất là không dưới ta cùng nguyên yểm đạo hữu. Chỉ với chút điểm ẩn nặc thuật ấy của ngươi, tuyệt đối không thể gạt được hắn. Bảo hoa lắc đầu, thản nhiên nói. Sao vậy, khi nào thì ngươi lại trở nên nhát gan đến thế? Thanh niên áo đen nghe vậy, liền trợn trắng mắt nói móc một câu. Lá gan nguyên yểm đạo hữu tất nhiên không nhỏ rồi, nếu thực sự có can đảm đi theo, thiếp thân sẽ khâm phục vạn phần đấy. Nữ tử áo trắng liếc sang nguyên yểm thánh tổ, không lộ vẻ gì trả lời. Hư, hiện tại thủ hạ đắc lực nhất của lão phu không ngay bên người, nếu không sao có thể để tiểu tử nhân tộc Ly Khai đơn giản như vậy. Sắc mặt thanh niên áo đen trầm xuống, hơi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói đó là ảnh sát à? Nếu quả thực nàng ở chỗ này, ngươi liền thực sự có can đảm mạo hiểm thử một lần rồi. Nhãn quang bảo hoa lóe lên, trên mặt mơ hồ hiện vẻ trào phúng. Ngươi nói rất đúng, hơn phân nửa ta không dám để nàng ra tay. Luyện ma thảo đối với ta quá trọng yếu, ta không hy vọng phiêu lưu như vậy. Trên mặt thanh niên áo đen thoáng hơi run rẩy, lúc sau mới cười khổ. Ta cũng giống thế, người này đoán ra nhược điểm của ta và ngươi, mới có thể khiến chúng ta bó tay bó chân. Bảo Hoa trả lời, nhưng mà để cho tiểu tử họ hàn này ly khai thì cũng không có gì, nhưng thần niệm hắn lưu lại bên trên linh dược thực sự không có vấn đề gì. Thanh niên áo đen trước tiên gật gật đầu, bỗng nhiên lại có chút hồ nghi nói. Người nhìn ra thứ này có chỗ khác thường rồi hả? Bảo Hoa mở chừng hai mắt, hỏi ngược một câu. Không có như thế, nếu mà nhìn ra, cũng sẽ không để tiểu tử này đi như vậy. Nguyên yểm do dự lúc lâu mới trả lời trung thực, ta cũng không sai biệt lắm, đồng dạng không nhìn ra tia phân niệm bên trên linh dược có chỗ nào đặc thù. Lấy nhãn lực của ta và ngươi đều không nhìn ra vấn đề thì chắc không có gì rồi. Chúng ta cứ đợi đi, bảo hoa thở dài một hơi, chậm rãi nói, nếu như ngươi vận dụng thần thông, hiện tại liền khu trừ phân niêm bên trên linh dược thì có mấy phần nắm chắc. Nguyên yểm hình như còn chưa cam lòng, bỗng nhiên lại hỏi một câu. Ta pháp lực không đủ, nếu thực sự chỉ là phân niệm bình thường thì có chừng sáu thành đắc thủ trước khi hắn tự bảo, Bảo Hoa như không hề cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ giọng trả lời. Sáu thành, xác thực rất thấp, ta ngược lại có đến hơn tám phần chắc chắn, nhưng vẫn là không dám ra mạo hiểm. Trên mặt nguyên yểm lóe lên dị sắc, bất đắc dĩ trả lời. Bảo Hoa cười khẽ vài cái, ngay lúc đang muốn nói thêm gì, đột nhiên bên tai hai ma đồng thời vang lên một thanh âm ông ông giả nua. Hừ, hai người các người đã không dám ra tay, vậy hãy để cho ta làm thay một phần A. Những linh dược khác trên người tiểu tử này, Ta không khách khí mà thu nhận toàn bộ. Cái thanh âm này, Niết bàn, là lão gia hỏa Niết bàn kia đã đến. Bảo Hoa cùng Nguyên Yểm Thánh Tổ nghe xong truyền âm, đồng thời kinh hãi nghẹn ngào thốt ra. Chương 2107, lại thấy Ngụy Tiên Lộ. Nhưng chỉ sau một khắc, thanh âm già nua kia bỗng đột nhiên im bặt trong tai hai người mà không hề thấy vang lên nữa. Đáng ra ta đã phải sớm nghĩ đến một khi lão này biết ở đây xảy ra chuyện thì sao có thể không đến nhìn một cái chứ nguyên yểm thánh tổ sắc mặt âm tình bất định lẩm bẩm một câu niết bàn đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề mà chìm vào giấc ngủ rồi cơ mà nếu nói như vậy tên vừa tới đây chẳng qua chỉ là tam đại hóa thân kim ngân đồng của hắn mà thôi chỉ không biết là cái cỗ hóa thân kia đã tới đây bao lâu rồi bảo hoa thánh tổ cũng rất nhanh chóng khôi phục chấn định như nhớ ra điều gì nói cho dù là cỗ hóa thân nào đi chăng nữa cũng không có khác gì nhau cả có thể là hắn cũng chưa tới được bao lâu nếu không sao có thể tránh khỏi tai mắt của ta và ngươi được. Có điều việc ta quan tâm hiện giờ chính là, nếu tiểu tử nhân tộc kia bị tên đó ngăn lại thì liệu hắn có cho là do chúng ta ra tay mà dẫn nổ thần niệm đang bám trên linh dược hay không? Nguyên yểm hơi ngập ngừng hỏi một câu, chỉ cần chúng ta không đuổi theo thì hắn sẽ không làm chuyện hồ đồ đó đâu, có điều nếu hắn cảm thấy có nguy cơ vẫn là thực sự thì cũng khó mà nói được. Dù sao một khi ngay cả tính mệnh còn không giữ được thì dù có gây ra bất kỳ chuyện điên cuồng gì cũng chẳng có gì là lạ. Ánh mắt bảo hoa chấp động, nàng chậm rãi trả lời. Tiểu tử kia cũng không phải như ngọn đèn đã cạn dầu, nếu chỉ có một cỗ hóa thân của Niết Bàn thì không thể dồn hắn đến tình trạng ấy được đâu. Huống hồ cho dù hắn không địch lại đi nữa thì vẫn dư sức thoát thân chạy trốn nếu muốn. Nguyên yểm thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Cái này cũng khó mà nói trước được, chắc có lẽ người đã quên, Niết Bàn là người thù hận linh giới nhất trong tam đại thủy tổ chúng ta trước kia. Năm xưa khi hắn còn chưa thành đại đạo thì bầu bạn của hắn trong một lần thánh tế đã vẫn lạc trong tay một lão quái vật đại thừa kỳ ở linh giới. Bảo Hoa lại lắc đầu nói, việc này đương nhiên ta hiểu, nhưng hiện giờ bản thể của hắn đang ngủ say, trừ phi tam đại hóa thân cùng tới một lúc, nếu không thì hắn bắt tiểu tử nhân tộc kia thế nào được. Lần này Nguyên Yểm cũng không tỏ vẻ khinh thường chút nào. Xem ra đến giờ ngươi vẫn còn chưa biết chuyện kia, Niết Bàn cũng giỏi giấu giếm thật đấy. Bảo Hoa lấy làm lạ nhìn hắc bào thanh niên một cái. Ngươi muốn nói chuyện gì? Nguyên Yểm liền biến sắc mặt, âm trầm hỏi một câu. Năm đó ta và Niết Bàn từng liên thủ giết được một gã đại thừa dị tộc phá giới đến đây, trên người hắn chúng ta chiếm được không ít bảo vật, trong đó có hai giọt tham thiên tạo hóa lộ pha loáng, có điều hiệu lực của hai giọt này mạnh hơn giọt khi trước Linh Vương lấy ra nhiều, dược hiệu đại khái phải đến một phần ba của tiên lộ chân chính. Ta với hắn chia đều vật đó, một giọt của ta đã dùng hết từ rất nhiều năm trước, mà giọt trong tay Niết Bàn thì khi ta rời khỏi thánh giới hắn vẫn còn giữ lại, hiện giờ hơn phân nửa là vẫn còn lưu lại trong tay. Bảo Hoa chậm rãi nói, ngụy tạo hóa lộ có công hiệu bằng một phần ba chính phẩm. Nguyên yểm hoảng hốt, hắn tỏ ra không quá tin tưởng lời nói vừa rồi của Bảo Hoa. Không sai, một khi đã có ngụy tạo hóa lộ đậm như vậy, người hẳn cũng hiểu Niết Bàn sẽ dùng biện pháp gì để lưu lại tiểu tử họ hàn đi. Bảo Hoa thản nhiên nói, nếu ngươi muốn nói Niết Bàn sẽ gọi vật kia thức tỉnh thì cũng có khả năng, mặc dù hắn có thể chưa thấy tiểu tử nhân tộc xuất thủ, nhưng một khi đã có thể bình yên tiến vào tẩy linh trì trước mặt hai người chúng ta cũng đã đủ khiến hắn không thể coi thường được rồi. Con người nguyên yểm chuyển động hai lần, vẻ mặt hắn bỗng trở nên khó coi. Ta với người cũng rất rõ ràng, thánh giới chúng ta sở dĩ không hủy diệt khổ linh đảo ngoại trừ những lý do nói với hàn tiểu tử khi trước ra thì nguyên nhân lớn nhất chính là do cố kỵ sự tồn tại của vật kia. Mà muốn thức tỉnh lại cỗ ngụy tiên bảo cường đại này thì cũng chỉ có một số bảo vật trong truyền thuyết mới có thể làm được mà tham thiên tạo hóa lộ chính là một trong những thứ hữu hiệu nhất trong số đó một giọt ngụy tạo hóa lộ có công hiệu bằng một phần ba đã thừa đủ để khiến nó ra tay hai lần rồi bảo hoa nhẹ giọng nói hai lần vật kia ở khu vực này cũng không bị thiên địa nguyên khí áp chế tiểu tử nhân tộc nếu khinh thường không kích thích huyền thiên tri bảo hộ thân thì chỉ cần một lần ra tay của nó cũng thừa đủ để giết chết hắn rồi hắc bảo thanh niên có chút kích động sao rồi người lo lắng lắm sao bảo hoa khẽ đảo đôi mắt đẹp vài lần thản nhiên cười hỏi một câu hư ngươi thì không lo lắng cho linh dược đấy ngộ nhỡ trước khi chết tiểu tử kia dẫn nổ phân niệm thì biết làm sao bây giờ nguyên yểm hư một tiếng tức giận nói nếu quả thật vật kia bị thức tỉnh dậy thì ngươi cho là tiểu tử họ hẳn còn có thời gian để dẫn bạo phân niệm trên linh dược à cho dù hắn có thể tranh thủ được một chút thời gian đi nữa thì hơn phân nửa cũng là dùng để suy nghĩ làm sao để bảo vệ tính mạng đi chỉ cần bọn ta không xuất hiện ở gần đó thì hắn căn bản cũng sẽ không bận tâm đến linh dược trong tay chúng ta nếu hắn vận dụng huyền thiên chi bảo bảo vệ mạng nhỏ thì tự nhiên lại càng không chọc giận chúng ta thêm nữa chúng ta chỉ cần yên lặng chờ ở chỗ này là được rồi bảo hoa hết sức tự tin nói ừ người nói vậy nghe cũng có lý hắc bảo thanh niên suy nghĩ một chút rồi gật đầu thần sắc cũng trở nên hòa hoãn hơn hàn lập lúc này đang phi độn rất nhanh về phía trước trong lôi hải chẳng những bốn phía xung quanh hắn có 72 khẩu phi kiếm màu xanh đang bay qua bay lại, phía ngoài cơ thể hắn còn có kim hồ lượn lờ không ngừng, mà trên đỉnh đầu hắn còn có hai ngọn núi nhỏ theo sát lơ lửng trên cao, đón lấy hơn phân nửa điện hồ đang đánh xuống. Mặc dù giờ phút này chỉ có một mình hắn xông qua lôi hải nhưng tốc độ gần như hơn gấp đôi so với khi đi vào, chỉ chớp nhoáng vài lần, hắn đã lao ra rất xa rồi. Cái này đương nhiên là vì khi Hàn Lập đi vào cùng đám người lũng ra lão tổ thì đã ẩn tàng hơn phân nửa thực lực đồng thời cũng không vận dụng thần thông chân chính. Hơn nữa sau khi được tẩy tủy dịch kinh ở tẩy linh trì xong thì nhục thân của hắn đã mạnh mẽ đến mức đủ để trọi cứng với công kích từ vạn lôi trong nhất thời nửa khắc rồi. Không biết sau bao lâu, vẻ mặt Hàn Lập trong độn quang bỗng biến đổi, hắn vui mừng ra mặt, bởi phía trước cách đó không xa dường như chính là bờ biên của lôi hải. Hàn Lập hít sâu một hơi để khởi pháp lực trong cơ thể, sắp sửa phi độn một hơi từ trong lôi hải ra ngoài. Đúng lúc này, trên bầu trời vốn không ngớt tiếng oanh minh đột nhiên ngừng lại, lôi hồ đang đánh xuống cũng ngừng tụ lại, sau đó lũ lượt quay ngược lại về phía bầu trời. Trong khoảnh khắc, tất cả điện hồ đánh xuống đều biến mất không còn gì nữa, mà trên trời cao lại là một phiến lôi quang màu ngân bạch, điện quang chấp sáng chói mắt đến mức khiến hai mắt không thể mở ra, đồng thời một cỗ khí tức đáng sợ cũng từ đó tản phát ra ngoài. Hàn lập đang phi độn liền biến sắc mặt, hắn thu lại độn quang, thân hình hiện ra ở tầng trời thấp, đồng thời ngưng trọng nhìn lại về phía ngân quang trên trời cao. Giờ phút này hai mắt hắn híp lại, trong mắt ẩn chứa lam quang lập lè. Dị dạng trên bầu trời lôi hải cũng không kéo dài quá lâu, chỉ trong thời gian vài hơi thở, điện quang màu ngân bạch đều biến mất hết, trên bầu trời hiện ra một con quái vật lớn như một tòa cự sơn. Bên ngoài thân nó là lớp kim quang lấp lánh, hơn nữa còn có từng đợt ngân hồ bao quanh toàn thân, đây chính là con hoàng kim bàng giải khi trước. Mà điều khiến cho Hàn Lập lạnh người chính là, ở phía trên càng của con hoàng kim bàng giải này lại có một tên trung niên vận một bộ trường bào màu vàng kim đang đứng ở đó. Da thịt trung niên nhân này cũng có màu vàng kim nhạt, hai mắt hắn long lanh xanh biếc, nhưng hốc mắt trầm sâu khiến người ta có cảm giác âm trầm dị thường. Thần niệm Hàn Lập đảo qua người trung niên này một lần nhưng không cách nào dò xét ra tu vi chân chính của đối phương, trong lòng hắn lại càng đề cao cẩn thận thêm mấy phần nếu như đối phương không phải có tu vi vượt xa hắn thì cũng là do tu luyện công pháp đặc thù nào đó hoặc có dị bảo nào đó che đậy tu vi cho dù là tình huống nào đi chăng nữa đều không phải tin tức tốt gì với hắn huống hồ lôi hải trước mắt bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị rồi hoàng kim giải lại hiện thân ra ngay sau đó cũng khiến cho lòng hàn lập càng thầm nghi hoặc không ngừng có điều khi trước hắn đã đối mặt với hai đại thủy tổ là bảo hoa và nguyên hiểm nên cũng không cảm thấy sợ hãi quá mức mà chỉ ở phía dưới quan sát tên trung niên mà cầm bào mà không nói một lời Ngươi là người linh giới sao? Kim Bảo Nhân lạnh lùng hỏi một câu. Đúng thế, các hạ là. Tâm niệm hàn lập khẽ chuyển, nhưng ngoài miệng lại trả lời hết sức chấn định. Đám người linh giới các ngươi tất cả đều đáng chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Kim Bảo Nhân vừa nghe hàn lập nói vậy, vẻ dữ tợn trong mắt liền hiện lên, đồng thời hắn nói với giọng băng lãnh. Lời này của các hạ có ý gì vậy? Hàn lập nhớn mày, hỏi lại một câu. Nhưng người trung niên mặc kim bào dường như lại không muốn nói thêm gì với Hàn Lập nữa, bỗng nhiên hắn khẽ lật bàn tay, một chiếc bình nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay, đồng thời cũng dốc ngược miệng bình xuống phía dưới. Một khắc sau đó, một giọt chất lỏng màu xanh biếc từ miệng bình rơi ra, lóe lên rồi nhập vào chiếc càng lớn của hoàng kim cự giải rồi biến mất. Tham thiên tạo hóa lộ, Hàn Lập vừa thấy cảnh này, con người hắn chợt co rụt lại, hắn không kìm lòng được kêu lên một tiếng. Hừ, người cũng biết vật này sao? Trung niên mặc kim bào hơi cảm thấy ngạc nhiên, lạnh lùng hỏi một câu vẻ mặt hàn lập lại trở nên âm tình bất định. Đúng lúc này, hoàng kim cự giải vốn dĩ không hề nhúc nhích đột nhiên thu lại điện hồ trên người, đồng thời vô số kim văn sáng trói tuôn ra ngoài cơ thể, trong nháy mắt đã trải rộng khắp thân hình khổng lồ. Một đôi con người khổng lồ phía trước chậm rãi cuộn mở ra, mà bên trong cũng là một phiến như vàng ròng. Niết bàn, lại là ngươi gọi ta thức tỉnh, lần này thứ ngươi cung phụng không tệ, dựa theo quy định, ta có thể trợ giúp người cung phụng. Miệng con hoàng kim bàng giải hơi khẽ động, Cả hư không liền vang lên tiếng oanh minh không dứt. Con hoàng kim bàng giải này không ngờ lại hết sức linh tính, cứ như là có linh trí của riêng mình vậy. Hàn Lập thấy tình hình này thì giật mình trong lòng, tâm niệm hắn nhanh chóng chuyển động không ngừng. Giết chết tiểu tử linh giới này, trung niên mặc kim bào không hề do dự mà lấy ngón tay chỉ về phía Hàn Lập lớn tiếng nói. "Được, nhưng bất kể có thành công hay không thì với hiệu lực tiên lộ mà ngươi cung phục, ta chỉ có thể toàn lực xuất thủ hai lần, ngươi chắc chắn chứ?" Hoàng Kim Giải không nhanh không chậm trả lời một câu, con người khổng lồ bỗng nhìn chăm chú lên người Hàn Lập. Cái nhìn này khiến hắn không khỏi có một cảm giác băng hàn tới mức lông tóc dựng ngược. Ha ha, với thực lực của ngươi thì hai lần cũng đủ để giết chết một tên đại thừa bình thường rồi, ngươi ra tay đi. Trung niên mặc kim bào cười điên cuồng một tiếng, không hề đắn đo mà đồng ý ngay lập tức. Tốt, bổn tiên ra tay đây. Hoàng kim giải quát khẽ một tiếng, một chiếc càng lớn vừa nhấc lên đã lập tức biến ảo thành một cái kéo màu vàng kim lớn hơn trăm trượng, chớp mắt một cái đã cắt thẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập chỉ cảm thấy hư không hai bên người bừng sáng kim quang, lưới kéo vàng sắc bén không hề có dấu hiệu báo trước mà xuất hiện hai bên người hắn, đồng thời cũng hung hăng kẹp lấy hắn vào giữa. Chương 2108: Thánh giải chi uy. Mặc dù Hàn Lập biết một khi hoàng kim giải xuất thủ chắc chắn không phải chuyện đùa nhưng hoàn toàn không ngờ được nó xuất thủ lại sắc bén đến nhường đó không hề gây ra một chút không gian dao động nào nhưng kéo vàng biến thành kim quang đã đến gần trong gang tấc, căn bản không còn kịp để thi triển bí thuật tránh né nữa. Với sự khủng bố mà kéo vàng cho thấy, chỉ sợ không có bất kỳ bảo vật phòng ngự nào có thể ngăn cản được nó. Hàn Lập mặc dù kinh sợ nhưng tâm niệm xoay chuyển như chớp, bỗng nhiên hắn quát lớn một tiếng, cánh tay phong ấn huyền thiên chi bảo đột nhiên nâng lên, những phù văn màu xanh thấm phía ngoài da thịt tuôn ra bàn tay hóa thành kiếm chém thẳng vào hư không, một vạt kiếm quang xanh lờ mờ lập tức lao ra ngoài. Đối với kim quang sắc bén từ bên còn lại đánh tới, một bàn tay khác của Hàn Lập khẽ lật, ra thịt hắn trong phút chốc biến thành màu tử kim. Năm ngón tay xòe ra, một tầng mũ sắc hàn diễm cuồn cuộn tuôn ra, sau khi ngưng tụ lại thì biến thành một tấm băng thuẫn năm màu trắng ở trước người, đồng thời hà quang màu xám cho mờ mịt sáng lên phía ngoài cơ thể, nguyên từ thần quang cũng hóa thành một màn sáng bảo vệ lấy thân thể. Không chỉ như vậy, hắn còn nhanh chóng há miệng phun ra một hỏa cầu màu bạc, hỏa cầu lao thẳng về phía công kích. Một tràng nổ lớn ầm ầm vang lên, tiếp đó chỉ nghe thấy rắc một tiếng. Kim quang kia mặc dù đánh vỡ kiếm quang màu xanh nhưng khi chém đến cánh tay chi chít linh văn xanh thấm thì lại bị bắn ngược lại mà không hề gây ra một chút tổn thương nào cho cánh tay đó. Mà kim quang bên kia thì lại cắt đôi băng thuẫn năm màu và màn sáng màu xám cho, nó chỉ hơi ngưng lại một chút khi bị hỏa cầu màu bạc đánh trúng nhưng rồi lóe một cái lại biến mất rồi chém ngang qua hông hàn lập, hộ thể linh quang của hàn lập lúc này mỏng manh như tờ giấy mà không thể ngăn cản được nó chút nào mùi máu tanh tản ra khắp nơi hai khúc thi thể ngay lập tức rơi xuống từ trên trời cao mà kim quang lại quay ra chém xuống phía dưới hai khúc thi thể trong nháy mắt bị nó chém nát bét chỉ còn một vùng mưa máu rơi là tả xuống dưới